Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 31. Bọn họ biết đối phương có cường giả cấp chí tôn, hơn nữa còn không chỉ có một người. Bọn họ không có cách gì khác. Ngăn cản, không tiếc bất cứ giá nào. Phải bảo vệ Diệp Lâm Quân cho bằng được. Vệ binh Viêm Long chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Một bên khác. Tìm được rồi, Diệp Lâm Quân bị giam ở ngục giam số 1 Nam Cảnh. Đám người ba của Hắc Long xuất phát ngay lập tức. Sau khi vệ binh Viêm Long nhận được tin tức thì ra lệnh, lập tức phái người dẫn Diệp Lâm Quân đi, bảo vệ sự an toàn của anh ấy. Anh ấy đã vì Lạc Việt mà bỏ ra quá nhiều rồi. Sau đó ra lệnh cho Cửu Đại Thiên Vương dẫn theo quân của mình tiên về phía ngục giam số 1 Nam Cảnh. Ngục giam số 1 Nam Cảnh. Diệp Lâm Quân bị giam ở đây, tối tăm không có mặt trời. Đúng lúc này quản lý ngục giam vội vàng dẫn một đám người tới. Diệp Lâm Quân, anh mau đi đi, có nguy hiểm ập tới. Hả, những lời ông ta nói để cho Diệp Lâm Quân sững sờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Vệ binh Viêm Long truyền lệnh tới, để cho chúng tôi hộ tống anh rời khỏi đây, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào mà bảo vệ sự an toàn của anh. Có một đám người vô cùng mạnh tới giết anh. Vệ binh Viêm Long phái 80.000 chiến sĩ ra ngoài cũng không thể ngăn cản bọn họ lại được. Quản lý ngục giam nói mọi chuyện cho Diệp Lâm Quân nghe. Cuối cùng các người cũng đã tới, trong đôi mắt của Diệp Lâm Quân hiện lên sự lạnh lùng. Anh mau rời khỏi đây đi, tôi đã sắp xếp người đưa anh rời khỏi đây rồi. Quản lý ngục giam thúc giục. Diệp Lâm Quân lắc đầu rồi nói, tôi không rút lui, đúng lúc tôi cũng đang đợi bọn họ. Anh điên rồi sao? Anh chỉ là người bình thường thì làm sao đấu với bọn họ được. Bọn họ có cường giả cấp chí tôn, mặc dù tôi cũng không biết chí tôn là cái gì nhưng tóm lại anh nên tranh thủ rời khỏi đây đi. Tất cả thành viên của vệ binh Viêm Long đều hy vọng anh còn sống. Quản lý ngục giam thúc giục Diệp Lâm Quân rời khỏi đây. Anh cười cười rồi nói, các người có thể quyết định như thế chứng minh những điều tôi làm vẫn có ý nghĩa. Bọn họ nhằm vào tôi mà tới. Nếu như tôi rời khỏi đây thì không biết rằng sẽ có bao nhiêu người chết. Quản lý ngục giam rất sốt ruột, chúng tôi cũng hiểu điều đó nhưng bây giờ anh chỉ là người bình thường. Hơn nữa kẻ địch còn mạnh hơn Bác Ma không biết bao nhiêu lần. Anh mau đi đi, đúng lúc này, bên ngoài ngục giam số 1 Nam Cảnh vang lên tiếng nổ. Xong rồi, bọn họ tới rồi, bây giờ chúng ta không đi được nữa rồi, quản lý ngục giam nói với vẻ lo lắng. Bên ngoài ngục giam số 1 Nam Cảnh. Đội quân áo đen gồm 3.000 người ép xuống, vây quanh nơi này chặt như nêm cối. Ngục giam số 1 Nam Cảnh vội vàng đóng cửa chính lại rồi nâng tường lên. Dùng để ngăn cản kẻ địch. Loại cửa và tường này đều vô cùng cứng rắn, ngay cả pháo cũng không làm nó nổ tung được. Người bên ngoài không thể nào đánh vào trong. Diệp Lâm Quân, anh yên tâm đi, vách tường và cửa chính của ngục giam vững như thành động. Cho dù bọn họ có dùng thuốc nổ cũng không làm được gì. Trừ khi có vũ khí hạt nhân. Quản lý ngục giam thấy thế thì không kiềm chế được thở phào một hơi, lại còn giới thiệu cho Diệp Lâm Quân biết. Nhưng chỉ một phút sau thì đã có tiếng nổ lớn như xé rách cả bầy trời. Vậy mà vách tường và cửa chính của ngục giam bị đánh mở từ bên ngoài. Thứ mà đạn pháo cũng không làm hỏng được lại bị sức người làm hỏng. Người ra tay chính là hai người anh của Hắc Long. Đây cũng chính là sự khác biệt của Tông Sư và Chí Tôn. Âm ầm, quản lý trừng mắt nhìn lỗ hổng trên vách tường. Bọn họ mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Diệp Lâm Quân đâu, mau ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét vang lên giống như tiếng sấm sét vang lên. Khiến cho rất nhiều người chảy máu tai, ngã xuống đất lăn lộn trong đau khổ. Quản lý ngục giam nhìn thấy bảo vệ đều bị tiếng hét này làm bị thương thì ngây ngẩn cả người. Quá mạnh, từ trước tới giờ chưa từng gặp phải kẻ địch mạnh đến thế. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói các người lâu rồi. Cũng đúng, mày giết con trai tao thì chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Chắc chắn đã nghĩ tới ngày mình đi chết. Ba của Hắc Long cười to rồi nói. Hai người anh trai của Hắc Long cũng không kìm chế được mà cười. Dám giết thằng ba nhà bọn tao, mày lấy mạng đền mạng đi. Làm càn, có chúng tôi ở đây để xem ai dám đụng tới thầy của chúng tôi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì có một giọng nói vang lên. Từng chiếc xe chiến đấu, máy bay chiến đấu và ngựa chiến xuất hiện. Trước mặt đội ngũ khổng lồ này thì 3.000 người là quá ít. Cửu Đại Thiên Vương đều tới. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện đầy đủ.
yêu nghiệt phương nào dám dương oai trên đại bàn của Lạc Việt. Thục Thiên Vương nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Tám người còn lại cũng vô cùng tự tin, chiến thuật mà Diệp Lâm Quân tạo ra cho bọn họ lại càng thêm kinh khủng. Mục đích chính là nhằm vào những kẻ địch mạnh mẽ như thế này. Cửu Đại Thiên Vương đi tới bên cạnh Diệp Lâm Quân theo thứ tự rồi nửa quỳ xuống rồi nói, chúng con chào thầy. Ừ, Diệp Lâm Quân gật đầu. Thầy yên tâm đi, có chúng con ở đây thì chẳng ai có thể làm thầy tổn thương cả. Cửu Đại Thiên Vương nói rất tự tin. Các cậu rời khỏi đây đi, đây là ân oán giữa tôi và bọn họ, các cậu đừng nhúng tay vào. Diệp Lâm Quân nói, thầy ơi, nếu là ngày trước kia thì bọn con sẽ rời khỏi đây mà chẳng nói hai lời. Nhưng hôm nay thầy là người bình thường thì làm sao đối đầu với những người này được chứ? Cứ giao cho các con đi. Thục Thiên Vương và Tám Thiên Vương còn lại đứng chung một chỗ. Bọn họ nhìn ba của Hắc Long rồi nói, xử lý bọn họ. Trong nháy mắt, đội quân dưới trướng Cửu Đại Thiên Vương đều đồng loạt nhào thẳng về phía 3.000 người kia. Giết Diệp Lâm Quân. Ba của Hắc Long và hai người anh của anh ta đều đánh thẳng về phía Diệp Lâm Quân. Đừng thấy Cửu Đại Thiên Vương có ưu thế về nhân số và vũ khí. Nhưng 3.000 người kia có lực chiến đấu vô địch, những vũ khí nóng này hoàn toàn không làm bọn họ bị thương được. Bọn họ đánh cho người của phe ta liên tục phải rút lui. Cửu Đại Thiên Vương và hai người anh của Hắc Long đánh nhau. Ngay từ đầu Cửu Đại Thiên Vương còn có thể đánh được, nhưng dần dần rơi vào thế yếu. Mọi người cùng nhau thi triển chiến thuật hợp kích đi. Cửu Đại Thiên Vương lập tức thi triển chiến thuật hợp kích mà Diệp Lâm Quân chế tạo cho bọn họ. Có lẽ hai cường giả chí tôn kia cũng không ngờ rằng sau khi Cửu Đại Thiên Vương sử dụng chiến thuật hợp kích lại có thể tiếp tục đánh với bọn họ. Điều này khiến tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, Diệp Lâm Quân quá vĩ đại. Chiến thuật hợp kích mà anh sáng tạo ra có thể đối đầu với cường giả cấp chí tôn. Ba của Hắc Long cũng trợn trừng mắt, Lạc Việt còn có thứ có thể đối đầu với cường giả chí tôn ư. Điều này, Diệp Lâm Quân đúng là một thiên tài tuyệt thế, vậy mà anh ấy lại có thể sáng tạo ra chiến thuật như thế này. Nếu như Diệp Lâm Quân không bị phế võ công thì bây giờ anh ấy sẽ mạnh tới mức nào chứ? Tất cả mọi người vệ binh Viêm Long đều hối hận tới muốn khóc. Sao mình cứ làm mấy chuyện ngu xuẩn thế nhỉ? Nếu như bây giờ Diệp Lâm Quân vẫn còn võ công thì tốt biết bao. Mọi người luôn hoài niệm những thứ mất đi. Chỉ có mấy đi thì mới biết quý trọng. Nhưng đại đa số thời điểm chẳng có thuốc hối hận. Trong chiến trường, Cửu Đại Thiên Vương dùng chiến thuật hợp kích đã ngăn chặn hai cường giả cấp chí tôn thành công. 9 người họ dẫn theo 100.000 chiến sĩ bắt đầu phản công. Điều này khiến cho Lạc Việt thấy được hy vọng. Nếu như chiến thắng bọn họ dưới tình huống có cường giả cấp chí tôn canh giữ thì Lạc Việt sẽ vang danh thế giới. Ba của Hắc Long thấy thế thì vô cùng tức giận. Giết bọn họ. Trong đội ngũ này lại có thêm hai cường giả cấp chí tôn, cộng cả ba của Hắc Long tổng cộng có 5 người. 5 cường giả cấp chí tôn ra tay cùng một lúc, trời đất rung động. Toàn bộ ngục giam số 1 đều bị san bằng. Thậm chí có khu vực còn trực tiếp biến mất hiện ra một cái hố tổ Cửu Đại Thiên Vương lần lượt hộc máu. Bọn họ lao ra ngoài rồi ngã trên mặt đất không thể ngồi dậy. Giữa bọn họ và cường giả cấp chí tôn vẫn còn khoảng cách quá lớn. Dựa vào chiến thuật hợp kích của Diệp Lâm Quân mới có thể miễn cưỡng mà chống lại hai cường giả chí tôn. Nhưng không thể nào chống lại 5 người được, rất nhanh mấy người cường giả chí tôn đã đi tới bên cạnh Diệp Lâm Quân. Muốn trực tiếp giết tôi à? Diệp Lâm Quân hỏi. Hừ, tao muốn dẫn mày đi tới trước phần mộ của con tao rồi mới giết mày. Ba của Hắc Long nói với vẻ nổi giận. Hai người anh của Hắc Long lập tức đi tới xách Diệp Lâm Quân lên, anh cũng chẳng thèm chống cự, mặc kệ bọn họ. Thầy ơi, mọi người thấy Diệp Lâm Quân bị bắt đi thì đều gào lên, nhưng chẳng có cách nào cả. 100.000 quân tinh nhuệ cũng không thể nào đánh nổi 3.000 người. Nhưng bọn họ không biết trước khi Diệp Lâm Quân đi đã nở một nụ cười vô cùng quái dị, yên tâm đi, tôi không sao. Nhưng không ai nghe cả. Bị đám người này mang đi thì chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Nhiều người như thế, thậm chí là toàn bộ Lạc Việt cũng không thể bảo vệ được Diệp Lâm Quân. Bọn họ rất tuyệt vọng. Nhưng cường giả cấp chí tôn như thần tiên vậy, bọn họ xuất hiện thì chính là vô địch. Diệp Lâm Quân nhìn thấy chữ trên mộ thì đã biết được tên thật của Hắc Long. Hóa ra đám người này đến từ tộc Thác Bác. Rất ít khi thấy họ kép. Hơn nữa đa số người có họ kép đều có thế lực rất lớn.
Long thừa, con xem ba dẫn ai tới này. Ba của Hắc Long, Thác Bà Tôn vạn nói với tấm bia. Cậu ta chính là người tạo ra cái chết của con, Diệp Lâm Quân. Hôm nay ba nhất định phải lấy máu của cậu ta để dưới trước mộ của con, báo thù cho con. Hai người anh của Thác Bạt Long thừa là Thác Bạt Long Phong và Thác Bạt Long Nguyên nhìn chăm chằm vào Diệp Lâm Quân. Thằng ba, các anh sẽ báo thù cho em. Diệp Lâm Quân đứng trước bia mộ như cừu non đang đợi làm thịt. Kính Long thừa. Kính cậu ba. Trong tay 3.000 người kia đều có một ly rượu. Dưới sự dẫn đầu của Thác Bạt Tôn Vạn thì bọn họ đều uống rượu. Sau khi uống xong thì quỳ xuống dập đầu với tấm bia. Giết người, báo thù. Đúng lúc này, khí thế của Diệp Lâm Quân đột nhiên thay đổi. Trong đôi mắt của anh đều là sự bình tĩnh, trên người anh toát ra khí thế kinh người của kẻ mạnh. Khí thế trên người anh thay đổi khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm mọi người ở đây rồi nói, tôi chẳng quan tâm các người có bối cảnh như thế nào, mau ngoan ngoãn mà bó tay chịu trói. Nếu không thì hai đứa con trai của ông cũng sẽ chết ở đây mà thôi. Những gì anh nói khiến cho đám người kia vô cùng kinh ngạc, cũng khiến cho Thác Bạt Tôn Vạn vô cùng tức giận. Lúc nào rồi mà một người bình thường còn dám khiêu khích một đám cường giả chí tôn? Vẫn là kẻ thù giết con của ông ta, giết Thác Bạt Long Phong đã không nhịn được nữa rồi. Anh ta đưa tay tát về phía Diệp Lâm Quân, một trường này của anh ta có thể làm vỡ vụn cả một toàn núi lớn chứ đừng nói là gì là người bình thường. Thứ Thác Bạt Long Phong tu luyện chính là lực lượng. Đùng, đột nhiên một giây sau có một tiếng động vang lên. Mọi người nhìn thấy Diệp Lâm Quân dùng một ngón tay chặn lại trưởng của Thác Bạt Long Phong. Mà bàn tay của anh ta đã bị xuyên thủng, đã thế còn bay ra ngoài. Thác Bạt Long Phong hộc máu, trong đôi mắt của anh ta tràn ngập sự kinh sợ. Một ngón tay đánh bại cường giả chí tôn. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Anh ta không phải là người bình thường, anh ta vẫn còn võ công. Thác Bạt Tôn Vạn nói với vẻ hoảng sợ. Chúng ta đều đã bị lừa, anh ta mới là cường giả chân chính của Lạc Việt. Chết, Thác Bạt Long Nguyên gào lên một tiếng rồi bay thẳng về phía Diệp Lâm Quân. Tốc độ của anh ta quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh. Đây chính là tốc độ trung cực của cường giả chí tôn. Không thể nào dùng lý niệm bình thường để giải thích được. Thậm chí có thể so sánh với tốc độ của đạn. Thác Bạt Long Nguyên xuất hiện ở đằng sau Diệp Lâm Quân trong nháy mắt, cứ như là đi xuyên qua thời không vậy. Giết anh ta đưa tay chụp lấy đầu của Diệp Lâm Quân, trong đầu anh ta đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Lâm Quân nổ tung như dưa hấu rồi. Chỉ là nụ cười trên mặt anh ta rất nhanh đã biến mất. Bởi vì đột nhiên không thấy Diệp Lâm Quân đâu cả, tốc độ của Diệp Lâm Quân còn nhanh hơn cả anh ta. Quả nhiên Diệp Lâm Quân dùng một tốc độ nhanh hơn cả mấy trăm lần tránh đi một chiêu này của Thác Bạt Lơ Nguyên rồi đồng thời xuất hiện sau lưng anh ta. Anh tung một quyền ra. Thác Bạt Long Nguyên hộc máu rồi ngã xuống đất. Hai cường giả cấp chí tôn còn chẳng chống đỡ được một chiêu của Diệp Lâm Quân. So lực lượng ư, Diệp Lâm Quân mạnh hơn. So tốc độ, anh càng nhanh hơn. Giờ phút này thì đám người Thác Bạt Tôn Vạn đã biết vì sao bọn họ phái ba nhóm người ra lại biến mất một cách vô duyên vô cớ như thế. Cũng không phải là bên cạnh Diệp Lâm Quân có cường giả bảo vệ, mà là vì chính anh là cường giả Diệp Lâm Quân tóm lấy hai anh em Thác Bạt Long Nguyên tới bên cạnh Thác Bạt Tôn Vạn rồi nói. Các người cũng đã giúp đỡ Hắc Long làm rất nhiều chuyện chứ gì. Người làm hại tới Lạc Việt là phải chết. Diệp Lâm Quân giơ tay chém xuống, giết chết hai anh em Thác Bạt Long Nguyên ngay tại chỗ. Long Nguyên, Long Phong. Thác Bạt Tôn Vạn nhìn thấy hai đứa con trai bị giết thì gào lên một cách đau khổ. Giết, tao nhất định phải giết mày. Thác Bạt Tôn Vạn giống lên với đôi mắt đỏ. Bừng. Ông ta dẫn theo đội quân 3.000 người đánh thẳng về hướng Diệp Lâm Quân. Anh cũng rất là hưng phấn. Bởi đây là trận chiến thứ hai sau khi anh giành lấy cuộc sống mới. Euro có thể dựa vào đây để kiểm tra Diệp Lâm Quân mạnh tới cỡ nào. 3.000 cao thủ, trong đó có 3 cường giả cấp chí tôn. 14 người chí tôn giả. Còn lại đều là cấp tông sư. Đội ngũ này mạnh tới đáng sợ, thế như đưa ra ngoài thì chắc chắn vệ binh Viêm Long và Lạc Việt sẽ sợ chết khiếp. Đội ngũ này mạnh gấp 50 lần cường giả như Bắc Ma. Nếu là lúc trước thì bọn họ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh 50 Bắc Ma xuất hiện cùng một lúc là như thế nào. Đơn giản chính là tận thế. Nhưng bây giờ thì đã không giống như xưa, đã xuất hiện người mạnh hơn Bắc Ma.
Bắc Ma chẳng còn là cái thá gì cả. Tới đây đi. Diệp Lâm Quân phóng vào lòng địch, đánh nhau với 3.000 người kia. Trận chiến này khiến cho trời đất rung chuyển. Đánh tới nỗi khiến cho vùng đất tươi đẹp này biến thành địa ngục. Máu tươi nhuộm đỏ đất, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gãy xương, tiếng gió gào thét. Đủ loại âm thanh hợp lại với nhau tạo thành một khúc nhạc chết chóc. Một lát sau, ở đây chỉ còn một người đứng, đó chính là Diệp Lâm Quân. Tất cả những người còn lại đều nằm bẹp trên mặt đất mà không có động tĩnh gì cả. Nhất là Thác Bạt Long Thừa, cơ thể ông ta cứng lại, đôi mắt thì trợn trừng lên. Ông ta không cam lòng. Bây giờ, đội quân 3.000 người của Thác Bạt Long Thừa đã bị tiêu diệt, Diệp Lâm Quân thì rời khỏi đây. Lúc vệ binh Viêm Long phái người đến tìm thì vô cùng ngạc nhiên. Ai làm thế này? Vậy mà có thể tiêu diệt hết bọn họ ư? Điều này, mọi người như phát điên lên. Diệp Lâm Quân đâu rồi? Tranh thủ tìm được anh ấy sau đó tuyên bố tin tức này ra ngoài. Rất nhanh sau đó tin tức này đã được tuyên bố ra ngoài. Tổ chức thần bí đã bị tiêu diệt, bao gồm cả 14 chí tôn giả và 5 cường giả cấp chí tôn. Toàn thế giới đều vô cùng kinh ngạc. Lạc Việt lại bịt kín một tầng khăn che mặt thêm một lần nữa. Nhiều cường giả chí tôn như thế nhưng toàn bộ đều bị tiêu diệt. Đến cùng là Lạc Việt có cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, cường giả cấp chí tôn đã tiến vào tầm mắt của mọi người. Bí mật ước hẹn chúng thần cũng dần dần lộ ra. Trong một chỗ ở núi tuyết của thành Phượng Thiên. Thác Bạt Long Thừa điên rồi à? Sao ông ta lại rời núi? Ông ta không thèm để ý tới ước hẹn chúng thần nữa sao? Bọn họ cũng mới vừa biết được Thác Bạt Long Thừa dẫn theo những cấp dưới của ông ta xuống núi. Không xong rồi. Cả nhà Thác Bạt Long Thừa và 3.000 người của ông ta đều đã bị tiêu diệt. Lúc này, có tin tức truyền tới. Xong rồi, toi đời rồi. Thác Bạt Long Thừa không để ý tới ước hẹn, phá vỡ ước hẹn chúng thần, chắc chắn là bọn họ đã ra tay. Trong căn cứ vệ binh Viêm Long cũng có những giọng điệu tương tự. Chắc chắn là bọn họ ra tay. Có quản lý cấp cao nói. Bọn họ ư, đến cùng là ai? Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Thần bảo vệ trong bóng tối của Lạc Việt. Mọi người kinh ngạc, cũng chính là những người mà ngài nói rằng Bắc Ma không có tư cách để bọn họ ra tay đấy sao? Đúng thế. Bắc Ma còn lâu mới có tư cách, nhưng hôm nay Chí Tôn đã xuất hiện, bọn họ sẽ ra tay. Những người này đã đạt tới tiêu chuẩn để bọn họ ra tay rồi. Các người có tin không? Bây giờ Diệp Lâm Quân không sao cả, đi Giang Bắc tìm anh ta. Chắc chắn sẽ tìm được. Bởi vì bọn họ ra tay nên chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ còn sống. Quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long nói rất tự tin. Rất nhanh sau đó vệ binh Viêm Long phái người tới Giang Bắc. Quả nhiên là Diệp Lâm Quân bình yên chẳng có chuyện gì. Tất cả thành viên của vệ binh Viêm Long đều cười. Quả nhiên là thần bảo vệ của Lạc Việt đã âm thầm ra tay. Bọn họ không biết rằng người ra tay là Diệp Lâm Quân. Chẳng có liên quan gì tới những người khác cả. Mạng anh cũng lớn lắm đấy Diệp Lâm Quân à, nhưng anh phải cảm ơn Lạc Việt đó. Là do thần bảo vệ ra tay nên anh mới có thể sống sót. Mấy người kia vừa cười vừa nói. Diệp Lâm Quân nghe thế thì ngẩn cả người, chuyện này còn liên quan gì tới người khác nữa à? Anh cũng chẳng để trong lòng mà tiếp tục đùa với bé Quân. Cái chết của Thác Bạt Long Thừa chỉ là bắt đầu mà thôi. Ông ta đã phá vỡ ước hẹn chúng thần, phải trả giá bằng cả mạng sống. Đây cũng có nghĩa là ước hẹn chúng thần hạn chế tất cả các cường giả cấp chí tôn đã vô hiệu lực. Bọn họ đã có thể xuất hiện. Cường giả chí tôn của Lạc Việt là như thế, toàn thế giới cũng như thế. Thậm chí nước Chiến ưng bừng bừng, các đảo phía đông đều rất cảm ơn Thác Bạt Long Thừa đã phá vỡ ước hẹn chúng thần. Bọn họ vẫn luôn muốn phá vỡ ước hẹn chúng thần, nhưng bọn họ lại không có can đảm làm thế. Lần này thì hay rồi, các cường giả chí tôn có thể xuất hiện mà chẳng hề e dè gì nữa. Bóng tối sắp sáng xuống rồi, bọn họ đã chờ tới ngày ước hẹn chúng thần mất đi hiệu lực. Vì sao trước kia không có ai dám đi phá vỡ ước hẹn chúng thần? Đó là bởi vì phải trả giá bằng cách toàn tộc bị tiêu diệt. Lúc trước, khi mà cường giả cấp chí tôn hoành hành không hề có chút e đè gì thì toàn thế giới đều vô cùng hỗn loạn. Các quốc gia lón, khu vực lón vì cướp đoạt tài nguyên và địa bàn mà đánh nhau túi bụi. Đâu đâu cũng là chiến tranh, người bình thường sống trong cảnh chết chóc. Lúc này, đột nhiên ước hẹn chúng thần xuất hiện.
ước hẹn chúng thần quy định, cường giả cấp chí tôn và gia tộc, môn phái, thế lực của bọn họ phải biến mất hoàn toàn, không được xuất hiện trong mắt người bình thường. Mục đích của ước hẹn chúng thần rất đơn giản, đó là để cho cường giả chí tôn và những cường giả cấp cao hơn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đồng thời cũng xóa bỏ những tài liệu về họ. Xem như những cường giả này chưa từng tồn tại vậy. Cho tới bây giờ trừ quản lý cấp cao của các nước, các thế lực thì chẳng ai biết được chuyện từng có cường giả chí tôn cả. Hậu quả của việc làm trái tóc hẹn chúng thần rất đơn giản, đó chính là chết. Lúc trước khi ước hẹn chúng thần vừa xuất hiện thì chẳng ai biết người tuyên bố là ai, cũng chẳng biết là có hiệu lực không. Có rất nhiều cường giả cấp chí tôn cũng không phục, vẫn làm theo ý mình như cũ, chẳng thèm xem ước hẹn chúng thần ra gì. Thậm chí còn có người tuyên bố muốn giết người định ra ước hẹn chúng thần. Nhưng ba ngày sau, toàn bộ những cường giả chí tôn không phục đều chết rất thảm thiết. Con số lên tới 100 mấy chục nghìn người. Toàn bộ đều là cường giả cấp chí tôn không phục hoặc là những người liên quan. Từ vết thương tới xem thì bọn họ đều bị giết chết chỉ với một chiêu. Hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều chìm trong nỗi sợ hãi. Khi đó mọi người cũng hiểu mình không thể nào làm trái với ước hẹn chúng thần. Tất cả mọi người đều sợ, cường giả cấp chí tôn đều biến mất, ai mà chẳng sợ chết chứ. Nhất là khi bọn họ từng đạt tới đỉnh cao thì lại càng sợ chết. Bọn họ đều tuân thủ ước hẹn chúng thần một cách vô điều kiện. Cách duy nhất để phá vỡ ước hẹn chúng thần chính là dùng mạng sống, nhưng cường giả cấp chí tôn đều vô cùng ham sống. Không ai bằng lòng làm người hy sinh. Thác Bạt Long Thừa đã làm người hy sinh phá vỡ ước hẹn chúng thần nên cường giả cấp chí tôn trên toàn thế giới đều đang thầm cảm ơn ông ta. Bởi vì hành động của Thác Bạt Long Thừa mang tới tự do cho bọn họ. Tất cả mọi người đều tưởng rằng sau khi Thác Bạt Long Thừa phá vỡ ước hẹn chúng thần thì đã bị người định ra nó giết chết. Bọn họ không biết rằng người làm chuyện này là Diệp Lâm Quân. Thác Bạt Long Thừa chết rồi nên toàn thế giới đều trở nên luống cuống. Nhất là vệ binh Viêm Long, bọn họ luôn cảm giác mình làm chưa đủ, thêm cả chuyện kế hoạch Tiềm Long thất bại. Bọn họ cố ý đi tìm Diệp Lâm Quân để xin lỗi. Từ nay về sau, Lạc Việt và vệ binh Viêm Long sẽ tin tưởng Diệp Lâm Quân vô điều kiện. Đây là thái độ nhận sai của bọn họ. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói, nếu đã như thế thì tôi sẽ cho các người một món quà. Quà ư, quà gì cơ, tất cả mọi người đều sững cả người. Các người ỏi ra đi. Diệp Lâm Quân vỗ tay một cái rồi nói. Rất nhanh sau đó đám người Tiêu Phong đều đi ra. Cái gì, các cậu có thể xuống giường đi bộ được rồi ư? Không đúng, các cậu khôi phục thực lực rồi à? Không không, vậy mà lại còn. Mấy người của vệ binh Viêm Long cảm nhận được sự thay đổi của 100 người Tiêu Phong thì như muốn điên lên. Đây là đám người vô dụng lúc trước ư? Bọn người Tiêu Phong đã từng bị nuôi như súc sinh. Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ chẳng có giá trị gì cả. Sống không bằng chó, vậy mà bọn họ có thể thay đổi tới mức này chỉ trong một thời gian ngắn ư. Trong 100 người này có ít nhất 20 người có thể sánh với Bắc Ma. Nhất là Tiêu Phong thì lại càng mạnh tới nỗi không có gì để nói. Anh ta sắp chạm tới chí tôn giả rồi, đây không phải là người mà 9 đại thiên vương có thể so sánh được. Hơn nữa nếu như 100 người Tiêu Phong kết hợp với nhau thì hoàn toàn có thể giết chết cường giả cấp chí tôn. Mà lại bọn họ vẫn còn đang tiến bộ một cách kinh khủng. Đây cũng là điều đáng sợ nhất, kế hoạch Tiêm Long thành công rồi, còn tốt hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Cảm ơn Nhất Phú Thiên Vương, anh mãi mãi là Nhất Phú Thiên Vương của Lạc Việt. Mọi người vui tới phát khóc. Bây giờ bọn họ có thể tự mình gánh vác một vùng trời, nhưng vẫn còn rất yếu. Về sau mỗi lần chiến đấu đều là cuộc chiến sống còn. Diệp Lâm Quân nói thẳng. Thế này mà còn yếu à? Nói thật là trong vệ binh Viêm Long không có ai có thể mạnh hơn được 100 người Tiêu Phong cả. Có 100 người Tiêu Phong thì thực lực của Lạc Việt tăng lên trong phạm vi lớn. Dựa theo sự tiến bộ này thì việc Tiêu Phong trở thành cường giả chí tôn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, tiềm lực của đám người này là vô hạn. Sau này chắc chắn sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Lạc Việt. Vệ binh Viêm Long dẫn đám người Tiêu Phong về, sau đó tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Tất cả các chiến tướng của Lạc Việt đều tham gia, vệ binh Viêm Long phải lập kế hoạch ứng đối với những nguy cơ có thể xảy ra. Thật ra các cường giả chí tôn đều riêng mình chiếm giữ một vùng đất,
không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Cho nên Lạc Việt không những phải dè chừng kẻ địch bên ngoài mà còn phải trông chừng cường giả chí tôn trong nước nữa. Mọi người đã biết rõ về ước hẹn chúng thần rồi chứ? Chúng ta đang đứng trước nguy cơ mà trước nay chưa từng có. Chết là chuyện nhỏ, nếu như làm không tốt thì toàn bộ Lạc Việt sẽ biến thành địa ngục. Quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long nói chuyện. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Tôi có một câu hỏi. Tiêu Phong giơ tay. Cậu nói đi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Phong. Không phải dự định ban đầu của người tạo ra ước hẹn chúng thần là muốn thế giới hòa bình sao? Bây giờ có người phá vỡ ước hẹn chúng thần thì tại sao bọn họ không quản lý? Mà chỉ vì một người phá hư quy tắc là ước hẹn chúng thần lại vô hiệu lực. Tiêu Phong nói ra nỗi thắc mắc của mình, đây cũng là nỗi thắc mắc của rất nhiều người. Tất cả mọi người đều cảm thấy ước hẹn chúng thần như một trò đùa vậy. Không siêu đúng là phá vỡ vì một người. Vì sao người tạo ra ước hẹn chúng thần lại không để ý tới thế giới này nữa rồi? Đó là vì bọn họ muốn có một trật tự thế giới mới xuất hiện, ước hẹn chúng thần chèn ép cường giả chí tôn quá lâu rồi, cũng đã khiến cho thế giới này thay đổi quá nhiều. Bọn họ muốn có một thế giới mới xuất hiện. Cho nên cường giả chí tôn có làm gì thì bọn họ cũng sẽ không quan tâm nữa. Mọi người nghe thế thì cảm thấy rất rung động. Bọn người đó mới chính là chúa tể của thế giới này. Đến cùng bọn họ là ai? Là ai mà có thể khiến cho toàn bộ cường giả chí tôn biến mất? Lại có thực lực vượt lên tất cả chúng sinh? Bọn họ muốn một thế giới thay đổi. Đến cùng những người tạo ra ước hẹn chúng thần là một sự tồn tại như thế nào? Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Không biết, dù là tài liệu cơ mật nhất của Lạc Việt cũng không đề cập đến chuyện này. Không ai từng thấy bọn họ, cũng chưa từng có ai tiếp xúc. Bọn họ giống như Thượng Đế, đang giám thị toàn bộ thế giới này. Nguy cơ lớn nhất của Lạc Việt là đến từ đám cường giả chí tôn kia. Bọn họ sẽ không quan tâm, cho nên việc cường giả chí tôn làm loạn cả thế giới lên là điều chắc chắn. Hơn nữa sẽ có một số nước hay thế lực không có ý tốt chú ý tới Lạc Việt. Tương lai của chúng ta rất gian nan, phải chuẩn bị cho tốt. Kẻ địch quá mạnh. Mọi người phải nâng cao tinh thần. Vệ binh Viêm Long tạo ra một loạt kế hoạch để có thể chống lại cường giả chí tôn. Các chiến sĩ của Lạc Việt cũng huấn luyện một cách điên cuồng. Vệ binh Viêm Long sắp xếp rất nhiều thuốc và đan dược, phối hợp với các chiến kỹ, công pháp mà Diệp Lâm Quân và các thể lực khác chế tạo ra để đề cao sức chiến đấu tổng thể. Chúng ta ngu thật, tự dưng bắt Diệp Lâm Quân phế võ công làm gì vậy chứ? Tôi dám cam đoan nếu như võ công của Diệp Lâm Quân khôi phục thì Lạc Việt chúng ta lại nhiều thêm một cường giả cấp chí tôn. Hối hận quá đi mất, hay là chúng ta dùng tất cả lực lượng để đi tìm cách khôi phục lại võ công cho Diệp Lâm Quân. Tốt, cứ làm như thế đi. Lúc vệ binh Viêm Long đang tìm cách bù đắp sai lầm của mình thì cả nhà Diệp Lâm Quân cũng chẳng có gì khác biệt so với trước kia cả. Điều khác nhau duy nhất đó chính là đám người Bé Quân và Lý Tử Nhiệm đang mạnh lên không ngừng. Lúc Lý Tử Nhiệm có thể phá hủy một bức tường thì cô mới nhận ra mình đã thay đổi. Diệp Lâm Quân không dám nói cho các cô ấy biết rằng các cô ấy đã trở thành cao thủ. Sợ các cô ấy không tiếp thu được sự thật này. Dù sao một nhân viên văn phòng ngày nào cũng làm việc với tài chính và cổ phiếu, đột nhiên có một người nói cho họ biết họ là cao thủ thì họ sẽ rất khó tiếp thu được. Hạo Quân, sau này em sẽ bảo vệ anh, ha ha. Lý Tử Nhiệm thì tiếp thu một cách rất vui vẻ. Chúng tôi biết anh đang nghĩ gì, anh muốn cho chúng tôi trở nên mạnh mẽ để có thể tránh khỏi nguy hiểm. Tôi cũng nghe nói bây giờ có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta có năng lực tự vệ là tốt nhất. Đáng tiếc Diệp Lâm Quân đã không thể luyện võ, đây là quyết định sai lầm nhất của vệ binh Viêm Long. Mấy người Lý Tử Nhiệm nói với vẻ tiếc nuối. Diệp Lâm Quân làm huấn luyện viên, huấn luyện mọi người có thể khiến cho mọi người trở thành cao thủ. Nếu như anh không bị phế võ công thì không biết bây giờ anh đã mạnh tới cỡ nào. Không sao cả, Hạo Quân huấn luyện chúng ta đều trở thành kẻ mạnh cả rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt chúng ta được. Chí Oánh nói, đúng đó, sau này em sẽ đi theo anh mà huấn luyện. Chí Nam Yên cũng nói, trước kia Diệp Lâm Quân bảo vệ mọi người, bây giờ tới lượt mọi người bảo vệ Diệp Lâm Quân. Mọi người nói sai rồi, ba mới là mạnh nhất. Bé Quân hô lên. Mọi người nghe thế thì đều nở một nụ cười. Con bé này yêu ba nó thật đấy. Trong suy nghĩ của trẻ nhỏ, thì ba chính là người giỏi nhất. Mấy người Chí Oánh cười cười rồi nói.
Thật ra Diệp Lâm Quân muốn nói cho bọn họ biết mình là vô địch, nhưng anh đã nhịn lại được. Bây giờ anh chỉ là người bình thường, như thế thì sẽ kích thích bọn người Lý Tử Nhiệm tiến bộ. Đây là chuyện tốt, nên anh tạm thời sẽ không tiết lộ ra. Lúc này, trong núi tuyết ở thành Phượng Thiên, đám người cùng một guộc với Thác Bà Tôn Vạn bắt đầu có hành động. Ông ta cứ như trẻ con miệng còn hôi sữa vậy, nói mà không nghe. Lần này thì hay rồi, trở thành vật hy sinh của ước hẹn, chúng thần, cả tộc bị tiêu diệt. Tôi nói rồi mà, chỉ cần ông ta đi ra ngoài thì chắc chắn những người tạo ra ước hẹn chúng thần sẽ giết ông ta. Chính ông ta không chịu nghe, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Bọn họ đều cho rằng người giết Thác Bà Tôn Vạn là người tạo ra ước hẹn chúng thần. Không ai nghĩ rằng người giết bọn họ là Diệp Lâm Quân. Không được, Tôn Vạn chết như thế thì còn gì là mặt mũi của tộc Thác Bạt nữa. Ông ta chưa báo được thù thì chúng ta báo. Bây giờ ước hẹn chúng thần bị phá vỡ, chúng ta có thể tùy tiện ra vào. Ra lệnh, toàn bộ tộc Thác Bạt tập trung lại rồi đi về phía nam, giết Diệp Lâm Quân. Tộc Thác Bạt tổng cộng có 4 thế lực lớn. Thác Bạt Tôn Vạn là người thứ 3. Bây giờ 3 mạch còn lại kết hợp với nhau đi về phía nam. Sau khi ước hẹn chúng thần bị phá vỡ thì các cường giả chí tôn ở khắp nơi trên thế giới đều ngo ngoe muốn động. Nhưng người làm ra hành động đầu tiên chính là tộc Thác Bạt. Mọi người lũ lượt đi về phía nam. Đội quân này có số lượng gấp 3 đội ngũ của Thác Bạt Tôn Vạn hôm trước. Nhất là số cường giả chí tôn và thực lực cũng không chỉ gấp 3. Tộc Thác Bạt vừa ra trận thì đã hô to khẩu hiệu, người cản đường giết không tha. Vệ binh Viêm Lóng chỉ có thể tránh đường. Mặc kệ cho họ đi. Cùng lúc đó, khắp nơi ở Lạc Việt đều có cường giả chí tôn rời núi. Nhưng bọn họ cũng không có đánh giống khua chiêng giống như tộc Thác Bạt mà là im lặng chui vào thế giới của người bình thường. Giờ phút này, đám người Tiêu Phong đang phụ trách chiến khu trung bộ của Lạc Việt. Khi bọn họ nhìn thấy tộc Thác Bạt lũ lượt đi về phía nam thì bắt đầu sốt ruột. Đừng nói là bọn họ nhằm vào thầy Diệp Lâm Quân nhé. Chắc chắn là thế. Người phá vỡ ước hẹn chúng thần chính là người của tộc Thác Bạt, bây giờ chắc chắn bọn họ đang nhằm về phía thầy Diệp Lâm Quân. Mọi người nói, chúng ta phải ngăn cản, không thể để cho bọn họ làm thầy Diệp Lâm Quân bị thương. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị liều mạng, nhưng Tiêu Phong suy nghĩ một chút rồi nói, để cho bọn họ đi qua đi. Hả, tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Tiêu Phong cậu có ý gì đây? Muốn khoanh tay nhìn bọn họ đi đối phó với thầy Diệp Lâm Quân à? Tiêu Phong liếc qua đám người một cái rồi nói, đầu tiên, chúng ta không thể nào ngăn được bọn họ. Đối đầu với bọn họ thì chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Tiếp theo, thầy Diệp Lâm Quân chắc chắn có cách đối phó. Mọi người nghe thế thì sững sờ. Chắc chắn thầy ấy không phải là người bình thường làm sao huấn luyện được chúng ta đạt tới trình độ như ngày hôm nay chứ? Còn có bé quân mạnh tới cỡ nào, mọi người không nghĩ tới à? Điều đáng sợ hơn chính là chí tôn giả lần trước, tại sao anh ấy lại biết có người trong bóng tối rồi còn cố ý dẫn tới cho chúng ta luyện tập. À, mọi người nghĩ tới đây thì rất sợ hãi. Cho nên tôi chắc chắn rằng thầy Diệp Lâm Quân không phải là người bình thường, Tiêu Phong nói với vẻ khẳng định. Cuối cùng thì chiến khu trung bộ thả cho đám người tộc Thác Bạt đi qua. Nhưng Tiêu Phong đã gửi tin cho Diệp Lâm Quân từ trước, Diệp Lâm Quân trả lời là để anh giải quyết, bảo Tiêu Phong phong tỏa tất cả tin tức. Sau khi Tiêu Phong làm theo thì tộc Thác Bạt biến mất một cách hoàn toàn, không hề có một ai hay biết. Sau khi trải qua trận chiến kia thì Diệp Lâm Quân cũng hiểu thêm về thực lực của mình. Anh không sợ tộc Thác Bạt. Nhưng điều khiến cho Diệp Lâm Quân cảm thấy thắc mắc là anh phát hiện trong bóng tối có người đang theo dõi cả nhà anh. Nhất là lúc mấy người bé quân huấn luyện. Dường như bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tạm thời bọn họ không có địch ý thì Diệp Lâm Quân cũng giả vờ như không phát hiện ra. Anh muốn xem bọn họ muốn làm cái gì. Rất nhanh tộc Thác Bạt đã đi về phía Giang Bắc, phóng thẳng về chỗ của Diệp Lâm Quân. Cả 10.000 người của tộc Thác Bạt vây quanh Diệp Lâm Quân. 3 người Thác Bạt Tôn Bằng, Thác Bạt Tôn Trình, Thác Bạt Tôn Lý tự mình dẫn đội. Trong tộc Thác Bạt thì Thác Bạt Tôn Vạn đứng thứ 3. Diệp Lâm Quân giết cháu trai Long Thừa của chúng ta. Mày có biết tội của mày không? Thác Bạt Tôn Bằng hét lên với vẻ giận dữ. Đúng vậy, chính là tôi giết đấy, còn có 3 anh ta, 2 người anh trai của anh ta cũng là do tôi giết. Diệp Lâm Quân đưa nhận một cách thản nhiên. Hả,
mày. Mạch của thằng ba là vì làm trái với ước hẹn chúng thần mới bị diệt tộc. Làm gì có liên quan tới mày? Bọn họ phản bác lại. Diệp Lâm Quân vung tay với vẻ bất đắc dĩ, từ khi nào tôi trở thành người tạo ra ước hẹn chúng thần rồi? Bớt nói nhảm đi. Hôm nay bọn tao tới đây chính là để giết mày. Một người trẻ tuổi trong đó đi về phía Diệp Lâm Quân. Anh ta giơ nắm đấm lên rồi nói. Dù sao trong mắt mọi người thì Diệp Lâm Quân chỉ là một người bình thường, đánh một quyền kiểu gì cũng chết. Không cho phép các người bắt hạt ba. Đột nhiên một đứa bé xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân rồi vung nắm đất bé nhỏ của mình lên. Cao thủ trẻ tuổi của tộc Thác Bạt rút lui vài chục bước. Anh ta còn hộc cả máu rồi nhìn về phía bé Quân với ánh mắt không thể nào tưởng tượng được. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều rất kinh ngạc. Một cú đấm của bé Quân đánh lui cao thủ của tộc Thác Bạt. Mặc dù còn khá trẻ nhưng so với bên ngoài cũng được tính là cao thủ rồi, vậy mà lại bị một cú đấm của nhóc con mấy tuổi làm cho lui vài chục bước. Diệp Lâm Quân sờ đầu bé Quân rồi khen ngợi, bé Quân giỏi nhất. Đám người Thác Bạt Tôn Bằng không phản ứng lại kịp. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bé Quân mà chẳng thèm chớp mắt. Cái này, thật là đáng sợ. Loại thiên tài như thế hiếm thấy trên đời. Dù là trong tộc Thác Bạt, nơi mà cường giả chí tôn và chí tôn giả nhiều như mây, thiên tài lớp lớp nhưng cũng không có ai đáng sợ như bé Quân cả. Đây là thiên tài mạnh nhất mà tôi từng gặp, không có người thứ hai. Nếu như để cho mọi người biết thì chắc chắn sẽ gây rúng động toàn thế giới. Thác Bạt Tôn Bằng nở một nụ cười đáng sợ. Bọn họ muốn dẫn bé Quân đi, muốn bồi dưỡng cô bé. Ai mà chẳng muốn có một thiên tài như thế này chứ? Người đâu nghe lệnh, giết Diệp Lâm Quân sau đó dẫn cô bé này đi. Cô bé này là hy vọng của tộc chúng ta. Thác Bạt Tôn Bằng nở một nụ cười tham lam rồi nói. Các cao thủ nhào thẳng về phía Diệp Lâm Quân và bé Quân. Để tôi xem ai dám đụng tới học trò của tôi. Bỗng nhiên có một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng nói này vang lên khiến cho tất cả mọi người ở đây đều rung động. Chỉ có Diệp Lâm Quân là vô cùng bình tĩnh, bởi vì anh đã biết trong bóng tối có người từ lâu rồi. Chính là người thân bí luôn giám thị một nhà anh, bây giờ người đó đã xuất hiện. Diệp Lâm Quân cũng biết vì sao đám người này lại giám thị một nhà bọn họ, có lẽ là bọn họ nhằm vào bé Quân. Có lẽ đã coi trọng thiên phú của cô bé từ lâu rồi. Bây giờ tộc Thác Bạt đòi mang bé Quân đi thì đương nhiên bọn họ sẽ không đồng ý. Ai, đám người tộc Thác Bạt đều nâng cảnh giác lên, chỉ thấy có mấy bóng người xuất hiện ở trên đỉnh biệt thự. Áo của bọn họ trắng như tuyết, mỗi một người đều là cường giả cấp chí tôn. Cộc cộc cộc, chung quanh cũng có tiếng bước chân vang lên. Hơn 10 người trẻ tuổi xuất hiện, mỗi một người bọn họ đều là cường giả cấp chí tôn. Bọn họ vừa xuất hiện thì sắc mặt của đám người tộc Thác Bạt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh của đối phương rồi. Tộc Thác Bạt đúng không? Chúng tôi là Thành Vô Song Thục Trung. Cái gì? Thành Vô Song Thục Trung ư? Sau khi đám người Thác Bạt Tôn Bằng nghe thấy thế thì cảm thấy sợ hãi. Người khác chưa từng nghe tới cái tên này, Diệp Lâm Quân cũng thế. Nhưng tộc Thác Bạt thì rất quen với nó. Trước khi tóc hẹn chúng thần xuất hiện thì Thành Vô Song chính là một trong những thế lực lớn của Lạc Việt. Có tiếng là đỉnh của Tây Thục. Nghe đồn cường giả cấp chí tôn của bọn họ phải trên 100 người. Bọn họ đã biến mất lâu như thế, không biết đã phát triển tới cỡ nào rồi. Đây là thế lực mà tộc Thác Bạt không thể nào so sánh được. Mà lại cường giả cấp chí tôn cũng chia ra làm nhiều cấp nhỏ. Trong thế giới của cường giả thì còn có cách nói chí tôn cửu trọng thiên nữa. Chia chí tôn ra làm 9 tầng, từ chí tôn nhất trọng tới chí tôn cửu trọng. Tất nhiên cửu trọng thiên là mạnh nhất, cũng là khó đạt tới nhất. Rất ít người đạt được. Toàn thế giới có rất nhiều cường giả cấp chí tôn, nhưng về cơ bản thì 99% đều là chí tôn nhất trọng thiên. Càng lên cao số lượng càng ít, người mạnh nhất tộc Thác Bạt là Thác Bạt Tôn Bằng, ông ta là chí tôn tam trọng thiên. Thác Bạt Tôn Vạn bị Diệp Lâm Quân giết chết là chí tôn nhị trọng thiên. Nhưng Thành Vô Song có rất nhiều chí tôn tam trọng thiên, thậm chí mấy trưởng lão của bọn họ đều là chí tôn tứ trọng thiên. Điều đáng sợ nhất là Thành Vô Song có cả chí tôn ngũ trọng thiên. Cho, nên, Thành Vô Song được xưng là thế lực hàng đầu Lạc Việt, được xếp vào hàng cao nhất. Chỉ cần một cường giả chí tôn tứ trọng thiên thôi là cũng đủ tiêu diệt toàn bộ tộc Thác Bạt rồi. Sự khác nhau giữa tầng này và tầng kia cứ như là trên trời với dưới đất vậy.
cho nên mới dùng cửu trọng thiên để phân chia cảnh giới. Sau khi tộc Thác Bạt nghe được bọn họ là thành vô song thì trở nên bối rối. Nếu sơ ý làm đối phương tức giận thì bọn họ sẽ bị tiêu diệt như chơi. A, người kế tục mà thành vô song xem trọng ư? Hàm răng của Thác Bạt Tôn Bằng run rẩy. Đúng thế, từ trước khi ước hẹn chúng thần chưa bị phá vỡ là chúng tôi đã xem trọng cô bé này rồi, thành vô song cũng không có nói dối, bọn họ đã chú ý bé quân rất lâu rồi. Thành vô song ở Tây Đường, cùng một khu vực với môn phiệt Tây Đường. Cho nên môn phiệt Tây Đường xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì bọn họ đều biết. Nhất là sự xuất hiện của thiên tài như bé quân đã khiến bọn họ chú ý từ lâu. Sau khi ước hẹn chúng thần bị phá vỡ thì các trưởng lão của thành vô song đã bắt đầu chạy tới quan sát bé quân. Sau một khoảng thời gian quan sát thì bọn họ có thể xác định bé quân là thiên tài mạnh nhất thời đại này. Bọn họ vừa định dẫn cô bé đi thì tộc Thác Bạt đã xuất hiện. Sao, các người dám đụng tới người mà thành võ song chúng tôi xem trọng à? Thành vô song quát lên. Chúng tôi nào dám, chúng tôi tới đây chỉ là vì báo thù mà thôi. Người này giết người của tộc Thác Bạt chúng tôi muốn báo thù. Chỉ cần giết được anh ta là chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Thác Bạt Tôn Bằng nói rõ rằng mình không có ý đồ với bé quân. Các người không thể giết ba. Bé quân lên tiếng. Làm càn, anh ta là ba của cô bé này, không ai có thể động vào anh ta cả. Người của thành vô song quát lên. Tôi cảnh cáo tộc Thác Bạt, từ giờ trở đi thì người nhà của cô bé này sẽ được thành vô song chúng tôi bảo vệ. Ai đụng vào thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bé quân có giá trị rất lớn, đủ để cho thành vô song làm như thế. Cái gì cơ, đám người tộc Thác Bạt nghe thấy thế thì đều thay đổi sắc mặt. Nếu như thành vô song bảo vệ Diệp Lâm quân thì chẳng phải là bọn họ sẽ không thể nào báo thù được sao? Nể tình Thác Bạt Tôn Vạn đã phá vỡ ước hẹn chúng thần khiến cho chúng tôi được tự do nên chúng tôi tạm thời không truy cứu việc này. Đối mặt với sự uy hiếp của thành vô song thì tộc Thác Bạt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Chẳng còn cách nào khác. Các người cãi nhau tới cãi nhau lui, có để tôi vào mắt không thế? Đây là nhà tôi, là địa bàn của tôi đúng lúc này, Diệp Lâm quân không kìm chế được nữa mà nói. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người anh, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Một người bình thường mà cũng dám phát biểu ý kiến trước một đống cường giả chí tôn ư. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, các người cút đi, nếu không tôi giết sạch các người. Diệp Lâm quân chỉ vào tộc Thác Bạt rồi nói với giọng hung hăng. Điều này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt, giống như là anh thật sự có lực lượng này vậy. Diệp Lâm quân lại nhìn về phía đám người thành vô song rồi nói với giọng lạnh lùng, các người cũng đi nhanh đi, tôi có thể tự mình dạy con gái của mình, không cần tới những người khác. Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Diệp Lâm quân cũng ngông cuồng quá đấy. Không thèm để thành vô song và tộc Thác Bạt vào mắt luôn mà. Các người đứng sững ra đó làm gì, còn không mau cút đi. Bây giờ là việc riêng của thành vô song. Thành vô song bắt đầu cảnh cáo tộc Thác Bạt. Chúng ta rút lui. Thác Bạt Tôn Bằng ra lệnh, thế là tộc Thác Bạt vội vàng rời khỏi đây. Tiêu Phong ở chiến khu Trung Bộ vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Giang Bắc. Khi anh ta nhìn thấy tộc Thác Bạt rút lui thì mới thở phào một hơi. Tôi đã nói thầy Diệp Lâm quân sẽ có cách mài lần này anh ấy giải trừ nguy cơ thì chúng ta có thể yên tâm. Ngoài ra chúng ta vẫn còn phải luyện tập thêm, như thế thì sau này thầy Diệp Lâm quân có gặp nạn thì chúng ta cũng có thể trực tiếp ra tay bảo vệ mà không cần làm như thế này. Một bên khác, Diệp Lâm quân đang giằng co với thành vô song. Mấy vị trưởng lão của thành vô song đi tới trước mặt anh. Được rồi. Bây giờ nói chuyện của chúng ta. Chúng ta thông báo cho anh một tiếng, con gái của anh đã chính thức được thành võ song nhận làm học trò. Thiên phú của cô bé là mạnh nhất trong những người chúng tôi từng gặp, chúng tôi sẽ dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng cô bé, anh không cần phải lo. Cả nhà anh cũng sẽ được thành vô song bảo vệ. Đối phương trực tiếp tỏ thái độ. Nhất là sau khi mấy trưởng lão nhìn thấy bé quân thì cười càng thêm tươi. Chủ yếu là giá trị của bé quân quá lớn. Thành vô song muốn trực tiếp dẫn bé quân đi rồi bồi dưỡng trước khi những thế lực khác biết tới. Sau khi bồi dưỡng bé quân thì nói không chừng sau này thành vô song có thể đạt tới cấp bậc trong truyền thuyết. Cũng chính là cấp chí tôn lục trọng thiên trở lên. Tôi không đồng ý, tôi tự mình bồi dưỡng bé quân là được rồi. Diệp Lâm quân xem thường những người này,
anh cũng chưa từng nghe tới cái tên Thành Vô Song. Anh chỉ tin vào mình và ông lão trong ngục giam. Còn ai có thể dạy tốt hơn anh nữa? Hơn nữa, anh còn chưa để Thành Vô Song vào mắt. Hả, những gì Diệp Lâm Quân nói khiến cho tất cả mọi người của Thành Vô Song đều ngẩn người. Có ý gì đây? Xem thường bọn họ à? Tộc Thác Bạt cũng không dám xem thường bọn họ. Tại sao một người bình thường lại dám nói năng ngông cuồng như thế chứ? Mấy trưởng lão của Thành Vô Song bị những gì Diệp Lâm Quân nói làm cho ngẩn người. Con gái của tôi có thiên phú cao, điều này chứng minh các người cũng có ánh nhìn đấy. Nhưng tôi tự bồi dưỡng con bé là được rồi, giao cho những người khác tôi không yên tâm, bọn họ cũng không có tư cách. Diệp Lâm Quân ăn ngay nói thật, nhưng những gì anh nói lại làm mít lòng Thành Vô Song. Anh có ý gì đây? Thành Vô Song tôi không đủ tư cách hư. Hừ hừ, tôi nói thật cho anh biết, người muốn nhận con gái anh làm học trò chính là thành chủ của Thành Vô Song. Ông ấy là một cường giả chí tôn ngũ trọng thiên, ông ấy có thể tiêu diệt đám người tộc Thác Bạt kia chỉ trong nháy mắt. Không chỉ như thế, bốn đại trưởng lão của Thành Vô Song cũng chính là bốn cường giả chí tôn tứ trọng thiên cũng sẽ cùng dạy dỗ và bồi dưỡng con gái anh. Những thành viên của Thành Vô Song khác nghe thấy mấy trưởng lão nói thế thì cũng rất kinh ngạc. Đáng sợ thật, bọn họ cứ nghĩ người muốn nhận cô bé này làm học trò chỉ là một trong các trưởng lão mà thôi. Ai ngờ lại là thành chủ, người mạnh nhất Thành Vô Song. Hơn nữa bốn đại trưởng lão cũng sẽ dạy rõ. Đây là dùng toàn bộ Thành Vô Song để đánh cược vào tương lai của bé Quân. Nếu như các cường giả chí tôn hoặc là thế lực khác nghe được thì cũng sẽ há hốc mồm miệng. Dồn hết tài nguyên và nhân lực của Thành Vô Song để bồi dưỡng một đứa bé. Đây là chuyện hiếm thấy trên đời. Điều này cũng đã nói rõ thiên phú của bé Quân đáng sợ tới cỡ nào. Tôi chẳng quan tâm thành chủ hay cái gì cả, tóm lại là không đủ tư cách. Diệp Lâm Quân nói một cách lạnh lùng. Dám cướp con gái của anh à, đánh nó. Nói nhiều với anh ta làm gì, trực tiếp dẫn cô bé đi là được rồi. Tính tình nhị trưởng lão của Thành Vô Song rất nóng nảy, ông ta nói với vẻ không vui. Đúng thế, chúng ta nói nhiều với một người bình thường làm cái gì chứ? Bây giờ thì đám người Thành Vô Song mới kịp phản ứng lại được. Bọn họ muốn đi tới bế bé Quân rời khỏi đây. Diệp Lâm Quân vội vàng ôm lấy con gái vào lòng. Để tôi xem ai dám động tới con bé. Đừng ép, tôi phải ra tay. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm đám người kia với vẻ lạnh lùng. Anh muốn ra tay với chúng tôi ư? Chúng tôi biết quá khứ của anh, trước kia lúc anh làm Nhất Phũ Kiên Vương thì đúng là rất mạnh, không có một tông sư nào có thể làm đối thủ của anh. Nhưng lúc đó anh cũng chỉ là chí tôn giả mà thôi. Lúc đó anh cũng không thể nào đánh thắng được chúng tôi chứ nói gì là bây giờ. Tam trưởng lão của Thành Vô Song nở một nụ cười khinh thường rồi nói. Các người có thể thử xem sao? Diệp Lâm Quân ôm lấy con gái rồi nói. Người tới. Dẫn cô bé đi. Nhị trưởng lão trực tiếp ra lệnh. Ngay lúc bọn họ đang giãng co thì Lý Tử Nhiệm và một đám người nữa chạy tới. Trong đó còn có cả Hoàng đế Tây Đường và đám người Hoàng Hải Bắc. Dường như là quản lý cấp cao của môn phiệt Tây Đường đều tới đây. Những người này vừa tới thì quỳ gối xuống trước mặt Thành Vô Song. Hóa ra những truyền thuyết mà môn phiệt Tây Đường ghi lại trong sách cổ đều đến từ Thành Vô Song. Thậm chí đại đa số truyền thừa của môn phiệt Tây Đường cũng đến từ Thành Vô Song. Có thể nói Thành Vô Song là tổ tiên của bọn họ. Bây giờ bọn họ nghe được Thành Vô Song muốn nhận bé Quân làm học trò thì đều chạy tới đây. Diệp Lâm Quân, anh ngăn cản cái gì chứ? Bé Quân có thể được Thành Vô Song nhận làm học trò đó chính là vinh quang lớn nhất trong đời cô bé rồi. Sau này anh và Lý Tử Nhiệm cũng sẽ một bước lên trời. Hiểu cái gì gọi là mẹ quý nhờ con không? Bé Quân là hy vọng của Thành Vô Song, các anh cũng sẽ được đi theo hưởng phúc, bốn bỏ năm lên thì các người cũng sẽ là thành viên của Thành Vô Song. Chẳng khác nào là buồn ngủ gặp chiếu manh đám người bà cụ khuyên. Không chỉ có ba mẹ của bé Quân mà cả họ hàng của cô bé cũng sẽ được hưởng nhờ. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ mà nhà họ Lý và môn phiệt Tây Đường đều hy vọng bé Quân có thể đi theo Thành Vô Song. Tôi cũng thấy không tệ. Đúng thế, bé Quân có tài như vậy thì cần chú ý bồi dưỡng thêm. Chí Oánh và Chí Nam Yên cũng đồng ý cho bé Quân đi. Đương nhiên bọn họ khác với những kẻ khác. Những người khác là vì lợi ích của bản thân mình, còn bọn họ chỉ là vì muốn tốt cho bé Quân mà thôi.
Diệp Lâm Quân nhìn về phía Lý Tử Nhiệm rồi hỏi, em cũng cảm thấy thế à? Lý Tử Nhiệm gật đầu rồi nói, đúng thế, mặc dù em cũng không nỡ con bé nhưng bé Quân không thể làm một người bình thường được. Vậy còn chẳng bằng cho con bé một tương lai sáng lạn. Em biết trình độ huấn luyện của anh rất cao, anh có thể khiến cho mọi người trở thành cao thủ chỉ trong một thời gian ngắn nhưng thiên phú của bé Quân rất tốt, không nên lãng phí. Bây giờ có Thành Vô Song bồi dưỡng bé Quân, còn Hứa sẽ dốc hết tài nguyên. Em cảm thấy đây mới là sân khấu của con bé. Những lời Lý Tử Nhiệm nói khiến cho Thành Vô Song cảm thấy rất vui. Ừ, Vân có người hiểu chuyện đấy nhỉ? Nhị trưởng lão nhìn về phía Diệp Lâm Quân rồi nở một nụ cười lạnh lùng, nghe thấy chưa, ngay cả vợ anh cũng nói như thế, thiên phú này mà để cho anh dạy thì chính là lãng phí. Cho dù anh có giỏi trong việc huấn luyện như thế nào thì cũng không xứng làm thầy của con bé. Lý Tử Nhiệm nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân với ánh mắt phức tạp, vị ý của cô cũng là như thế, ngay cả những người khác cũng như thế. Bọn họ đều cảm thấy nếu như để Diệp Lâm Quân dạy dỗ bé Quân thì chẳng khác nào đang lãng phí thiên phú của cô bé. Nói trắng ra là một người bình thường như Diệp Lâm Quân thì biết gì mà dạy dỗ chứ. Diệp Lâm Quân mím môi, lúc đầu anh chắc chắn sẽ không để bé Quân rời khỏi mình dù chỉ nửa bước. Nhưng bây giờ anh đã có cách nghĩ mới. Anh quyết định để bé Quân đi với Thành Vô Song. Thứ nhất, mẹ và vợ đều đồng ý. Thứ hai, Thành Vô Song xem bé Quân như của quý, con bé sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thứ ba, để con bé đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Được rồi, nếu đã như thế thì tôi miễn cưỡng đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện. Diệp Lâm Quân nói, nếu là những người khác đưa điều kiện thì tôi sẽ giết ngay tại chỗ, nhưng nể mặt cô bé này tôi sẽ cho phép anh đưa ra một điều kiện. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân rồi nói với giọng lạnh lùng. Nhưng khi ông ta quay mặt nhìn bé Quân thì lại là gương mặt hòa ái dễ gần. Tôi muốn cách 3 ngày đi thăm con gái một lần. Không được, kiên quyết không được, 1 năm thăm một lần. 7 ngày. Sau một phen tranh luận thì hai bên đều thỏa hiệp. Bọn họ cho phép Diệp Lâm Quân cách 1 tháng đi thăm bé Quân một lần. Tôi thấy cô không tệ, lại là mẹ của bé Quân nên tôi quyết định sẽ nhận cô làm học trò. Còn có cô của bé Quân, cô cũng được nhận. Tam trưởng lão là nữ nên khi nhìn thấy thiên phú của Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên cũng khá cao nên muốn nhận hai người làm học trò. Cuối cùng hai người được nhận làm học trò ký danh, cũng không cần phải đi tới Thành Vô Song, tam trưởng lão sẽ thỉnh thoảng chỉ bảo một chút. Diệp Lâm Quân chắc cũng không ngờ rằng con gái của anh, vợ anh, em anh đều được Thành Vô Song nhận làm học trò. Còn anh thì sao, dựa vào một đám đàn bà con gái bảo vệ, thật sự là làm mất mặt đàn ông quá mài. Mọi người nói với vẻ khinh bỉ nhưng sự thật đúng là thế. Người khác đều nói là mẹ quý nhờ con. Nhưng chưa từng nghe tới chuyện ba quý nhờ con cả. Hôm nay đã gặp được rồi, chính là Diệp Lâm Quân đó. Phụ nữ trong nhà đều trở thành người trên người. Thậm chí sẽ là người đứng đầu của Lạc Việt, có khi là cả thế giới trong tương lai. Nhưng Diệp Lâm Quân lại chẳng là cái thá gì cả, còn phải nhờ một đám phụ nữ bảo vệ. Ánh mắt của mỗi người đều mang theo vẻ khinh bỉ. Trong cuộc sống của người bình thường thì đây cũng là một nỗi nhục đối với đàn ông. Mỗi một người đàn ông nghe thấy những câu từ như thế đều sẽ tức điên lên. Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Diệp Lâm Quân vô cùng u ám thì còn tưởng là biểu hiện của sự bất lực. Bọn họ không biết rằng anh chẳng thèm để Thành Vô Song vào mắt. Ngày thứ hai, Thành Vô Song chuẩn bị dẫn bé Quân đi. Trước khi đi thì Diệp Lâm Quân đã lén lút đưa cho cô bé một thứ. Bé Quân ngoan của ba, sau này nếu như gặp phải nguy hiểm thì dùng cái này, ba sẽ xuất hiện trước mặt con ngay lập tức. Con phải nhớ lấy nhé. Bé Quân nắm chặt thứ mà ba đưa rồi gật đầu. Bé Quân rất thông minh, cũng rất ngoan. Cô bé biết mình phải làm gì. Tới gần lúc chia tay cũng không hề khóc. Tôi cảnh cáo các người. Nếu như dám để con gái tôi bị tủi thân hay bắt nạt thì Diệp Lâm Quân tôi chắc chắn sẽ san bằng Thành Vô Song. Diệp Lâm Quân tôi nói được thì làm được. Bé Quân chính là trái tim của Diệp Lâm Quân, anh không thể để cho cô bé bị tủi thân hay oan ức dù chỉ một chút. Mặc dù Lý Tử Nhiệm không nói chuyện nhưng cô cũng siết chặt tay. Cô cũng không hy vọng bé Quân phải tủi thân hay bị bắt nạt. Ha ha, nhưng Diệp Lâm Quân vừa dứt lời thì tất cả mọi người ở đây đều cười. Còn chưa từng thấy một người bình thường nào mà dám uy hiếp Thành Cường giả Chí Tôn đấy. Hơn nữa đây còn là Thành Vô Song.
còn đòi san bằng thành Vô Song cơ à? Buồn cười quá đi mất. Vậy Diệp Lâm Quân phải là cường giả chí tôn lục trọng thiên thì mới dám nói ra câu này. Nhưng chí tôn lục trọng thiên hiếm như rồng như phượng, không thể nào là một người bình thường như Diệp Lâm Quân được. Đám người thành Vô Song chỉ xem chuyện này như một trò cười. Bởi vì trước khi ước hẹn chúng thần xuất hiện thì cũng chẳng ai dám nói cái câu san bằng thành Vô Song ngông cuồng như thế này. Bé Quân chính là tổ tông nhỏ, mọi người yêu thương còn không kịp thì ai dám làm cho cô bé tủi thân. Ai bắt nạt cô bé thì tôi sẽ giết người đó. Nhị trưởng lão nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói. Cuối cùng bé Quân đã bị dẫn đi, nhưng thành Vô Song cũng để lại cho nhà Diệp Lâm Quân rất nhiều thứ. Không chỉ che chở bảo vệ cho bọn họ mà còn để lại rất nhiều thuốc. Những thuốc này có tác dụng hơn thuốc của tứ đại môn phiệt rất nhiều, có thể cải thiện thể chất của một người. Có thể chữa trị trong phạm vi lớn nhất, kéo dài tuổi thọ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lúc đầu những thuốc và công pháp này chủ yếu là để lại cho nhà Diệp Lâm Quân. Nhưng thành Vô Song vừa đi thì đã bị nhà họ Lý và môn phiệt Tây Đường lấy hết. Lê Nguyên đã trở thành học trò ký danh của thành Vô Song, muốn cái gì mà không có chứ. Về phần Diệp Lâm Quân, một người bình thường thì lại càng không dùng được. Cũng giống như thiên phú của bé Quân vậy, để trong tay các người thì chỉ là lãng phí mà thôi. Cứ như thế mọi thứ đều đã được phân chia hết, chẳng để lại cho nhà Diệp Lâm Quân dù chỉ một chút. Vậy thì cũng phải để lại cho mẹ tôi một chút chứ. Lý Tử Nhiệm tức không chịu nổi. Cô muốn tranh giành một ít cho Chí Oánh. Một bà già như bà ta thì luyện võ cái gì chứ, rèn luyện thân thể là được rồi. Những thứ còn lại cũng bị Lý Hồng Thắng và Trương Văn Thao thấy đi. Bây giờ hai người này cũng đang luyện võ. Lý Tử Nhiệm nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Diệp Lâm Quân thì có chút đau lòng. Bây giờ tất cả mọi người bên cạnh anh đều có thế luyện võ. Nhưng người từng là anh hùng, từng là chiến thần vô địch lại bị phế bỏ võ công. Không thể nào luyện võ được nữa. Đám chó mèo trước kia bây giờ lại đứng trước mặt anh khoe này khoe nọ. Thậm chí là ra tay với anh, còn anh chỉ có thể siết chặt năm đấm rồi nhìn với vẻ bất lực. Đây là sự tổn thương vô hình, nhất là đối với người từng là chiến thân mà nói thì sự chênh lệch này là không thể chấp nhận được. Đủ để phá hủy tâm trí của một người. Anh đừng nghĩ nhiều, trong lòng em và con anh vẫn là anh hùng, con và em bảo vệ anh thì sao chứ? Lý Tử Nhiệm an ủi Diệp Lâm Quân, anh chỉ là lo lắng bé Quân sẽ buồn, nếu con bé không vui thì anh sẽ tới đón con bé về. Nguyên nhân làm cho Diệp Lâm Quân buồn phiền là bé Quân rời khỏi đây, anh cảm thấy như trời sập vậy. Làm cái gì cũng cảm thấy không được tự nhiên, Lý Tử Nhiệm cũng như thế. Yên tâm đi, bé Quân sẽ không phải chịu khổ, em chỉ lo lắng là anh và mẹ không được chia thuốc và công pháp, anh sẽ tức giận mà tìm bọn họ cãi lý chứ điều Lý Tử Nhiệm sợ nhất là cái này. Diệp Lâm Quân vẫy tay rồi nói, không cần, em và mẹ đi theo anh huấn luyện là được rồi, có tác dụng hơn thuốc hay mấy cái công pháp kia nhiều. Diệp Lâm Quân cũng không có xem những thứ mà thành Vô Song lại để lại ra gì. Chúng chẳng có tác dụng gì với anh cả. Trước mắt Diệp Lâm Quân vẫn để mẹ của mình luyện một bộ quyền pháp cùng loại với Thái Cực Quyền. Nhưng không ai biết bộ công pháp này rất mạnh, sau khi tu luyện thành công thì sẽ mạnh tới mức đáng sợ, mạnh hơn thuốc tiên rất nhiều. Cuộc sống sau này vẫn như thường lệ, chỉ là không có bé Quân ở bên cạnh mà thôi. Mọi người đều cảm thấy rất vắng vẻ. Trong khoảng thời gian này thì thế giới bên ngoài cũng thay đổi rất nhiều. Đám người quản lý cấp cao của các quốc gia và thế lực đã dần tiếp nhận việc cường giả chí tôn xuất hiện. Dù là người bình thường cũng đã biết được cái gì gọi là cường giả chí tôn. Bọn họ như thân tiên vậy, có được lực lượng khủng khiếp. Cường giả cấp chí tôn cũng không phải chỉ có mỗi người luyện võ. Còn có một số đại sư pháp thuật, tỉ như thầy phong thủy. Có được năng lực thay đổi vận mệnh. Bọn họ cũng là cường giả chí tôn. Chỉ là sau khi cường giả chí tôn xuất hiện thì cũng không gây hại cho thế giới này như những gì vệ binh Viêm Long tưởng tượng. Ngược lại bọn họ còn rất im lặng, rất khó thấy được bóng dáng của bọn họ. Chỉ biết là bọn họ đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện và người kế tục thiên tài. Từ đầu tới cuối cũng không có hành động gì lớn, ngay cả nước ngoài cũng thế. Đám cường giả chí tôn bị hạn chế nhiều năm như thế, không thể nào im lặng như vậy được. Đến cùng là bọn họ đang muốn làm gì? Bọn họ càng như thế thì chúng ta phải càng đề phòng, chắc chắn Lạc Việt sẽ là trung tâm của sự tập kích. Vệ binh Viêm Long đều đang suy đoán. Nhưng chuyện này cũng đã cho chúng ta càng nhiều thời gian để chuẩn bị.
Đây là một chuyện may mắn. Tiếp theo chúng ta phải đi tìm cường giả chí tôn rồi thuyết phục bọn họ gia nhập Lạc Việt, cống hiến cho đất nước này. Đúng rồi, việc chữa trị võ mạch cho Diệp Lâm Quân đã có tin tức gì chưa? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Bọn họ đều đang đợi sự trở lại của Diệp Lâm Quân. Chỉ cần anh quay lại thì Lạc Việt sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đúng là có tin tức, chúng ta đã tìm ra được thứ có thể chữa trị võ mạch cho Diệp Lâm Quân rồi. Không chắc là sẽ khỏi hẳn, chúng ta phải thử xem quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long kích động tới nỗi khua tay múa chân, vậy thì mau tìm người tới đây đi. Người kia do dự một chút, nhưng mà đối phương có điều kiện. Bất kể đối phương có điều kiện gì, chỉ cần chữa trị võ mạch cho Diệp Lâm Quân là được. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào chữa trị võ mạch cho Diệp Lâm Quân. Lần này vệ binh Viêm Long chơi trò may rủi. Được, đã vậy, phần chắc chắn hẳn là rất lớn. Chúng tôi tìm được một thế gia có thuật chữa bệnh cổ xưa. Là dòng họ Y Vương. Bọn họ có được y thuật cổ vô cùng kỳ diệu, có thể cải tử hoàn sinh đối với người thường. Nghe nói bọn họ chỉ dựa vào y thuật cổ và các vị thuốc liền có thể biến một võ sĩ có tư chất bình thường thành một cường giả cấp chí tôn. Nghe vậy, ai cũng hít vào một hơi lạnh. Dựa vào y thuật cổ và các vị thuốc là có thể chế tạo ra một cường giả cấp chí tôn. Thế này cũng đáng sợ quá. Vệ binh Viêm Long còn nảy sinh một ý nghĩ. Để cái thế giả y thuật cổ này giúp Lạc Việt chế tạo ra cường giả cấp chí tôn. Vệ binh Viêm Long không tiếc giá cả, liên hệ với thế gia Y Vương. Thế gia Y Vương phái ra thập nhất trưởng lão với lai lịch thâm sâu tên Vương không đi theo vệ binh Viêm Long tìm Diệp Lâm Quân. Bản thân Vương không cũng là một vị cường giả cấp chí tôn. Là song tu y võ trong truyền thuyết. Chính là luyện cả y thuật và võ đạo. Võ mạch hoàn toàn bị phá nát. Vương không nghe được tình huống của Diệp Lâm Quân thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Khó sao, có người của vệ binh Viêm Long đò hỏi. Theo lý mà nói thì trên cơ bản là không có khả năng chữa trị. Võ mạch và gân mạch khác không giống, nhất là do các người trực tiếp phá hủy. Dù cho chữa trị, cũng không đạt được trạng thái như trước kia ớt nhưng mà tình hình cụ thể thì tôi phải tới xem người rồi mới định được. Vương không nghiêm túc nói. Trên dưới vệ binh Viêm Long đều đầy vẻ nghiêm túc. Mọi người nhanh chóng đi tới Giang Bắc. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên đi theo tam trưởng lão thành vô song tu luyện rồi. Chỉ có Diệp Lâm Quân và mẹ ở nhà. Diệp Lâm Quân, chúng tôi muốn mang đến cho anh một tin tốt. Vệ binh Viêm Long tới nói cho Diệp Lâm Quân biết. Diệp Lâm Quân sững sờ. Anh cần chữa trị võ mạch gì chứ? Anh đã sớm khỏi rồi. Huống hồ ông già đã nói. Trên đời này có mấy người chưa trị được võ mạch chứ? Nói chữa được cũng đều là gạt người. Tôi không cần, làm người bình thường rất tốt. Diệp Lâm Quân lập tức từ chối. Hạo Quân, có phải con vẫn còn giận vệ binh Viêm Long không? Không có, con không để trong lòng. Đã không giận, thì để đại sư xem cho con một chút đi. Diệp Lâm Quân hết cách. Chỉ có thể để cho đại sư Vương Không và đệ tử kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, đại sư Vương Không và mấy đệ tử đi tới một chỗ xa. Mấy người bắt đầu bàn luận. Vương Hành là cường giả cấp chí tôn, cách âm với ông ta mà nói chỉ như ăn bữa sáng. Cho nên ông ta phó chuyện với mấy đệ tử. Đừng nói người bình thường không nghe thấy được, ngay cả cường giả cấp chí tôn cũng chưa chắc nghe được. Nhưng Diệp Lâm Quân lại có thể nghe rõ mồn một. Sư phụ, tình hình không ổn, võ mạch tên này. Trực tiếp mất hết rồi. Đúng vậy. Bị phá hủy còn đỡ, quan trọng là võ mạch của cái tên này không tồn tại. Thế này bảo chúng ta chỉ kiểu gì? Đại sư Vương không gật đầu, đúng vậy, không sai. Đừng nói là chúng ta, dù Y Vương có tới cũng bó tay chịu chết. Thế này mà nói thật cho vệ binh Viêm Long thì không chỉ mặt mũi thế gia Y Vương của chúng ta bị ném đi, mà chúng ta còn không thu được chỗ tốt. Sư tôn, vậy giờ phải làm sao? Mấy tên đệ tử nói. Chúng ta trước hết kéo dài một chút. Lừa nói với bọn họ là võ mạch của vệ binh Viêm Long có thể chữa trị, có điều độ khó cực lớn, cái giá phải trả khá đắt. Sau đó chúng ta có thể đưa ra yêu cầu. Mấy tên đệ tử đều cười, đúng đúng đúng, như vậy chúng ta càng lấy được nhiều hơn. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể kéo dài mãi, cứ nói tình hình của Diệp Lâm Quân hiếm thấy trên đòi, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đại sư Vương không vuốt râu. Lộ ta nụ cười như ý. Diệp Lâm Quân cách đó không xa nghe được rõ ràng.
Nhóm người này căn bản không tra được ra võ mạch của mình. Đó là vì ông lão trong ngục giam sau khi chữa trị võ mạch cho mình còn đồng thời giấu võ mạch đi. Những người khác căn bản không tra ra được mặc dù nó thực sự tồn tại. Đám người này tra không ra thì thôi, còn muốn lừa lấy lợi ích từ chỗ vệ binh Viêm Long. Quả nhiên vô sỉ, vệ binh Viêm Long nhanh chóng xông tới. Đại sư, tình hình sao rồi? Vẻ mặt Vương Không trở nên nghiêm túc, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sâu. Tôi muốn biết anh ta có quan trọng với mấy người không? Vương Không hỏi. Vệ binh Viêm Long lúc đầu sững sờ, ngay sau đó nói, quan trọng, cực kỳ quan trọng. Anh ta cực kỳ quan trọng đối với Lạc Việt, vậy các người cũng nguyện ý vì anh ta trả một cái giá thật lớn chứ? Vương Không hỏi. Có thể nói là không tiếc giá nào. Vệ binh Viêm Long thể hiện thái độ chắc chắn. Vậy tôi an tâm rồi. Vương Không lộ ra một nụ cười. Như vậy, ông ta có thể tùy ý ra điều kiện. Nói thật, tình hình của anh ta còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người bị tổn thương võ mạch, thậm chí bị phá hủy. Nhưng không ai nghiêm trọng như anh ta cả. Vương Không bắt đầu rào đón. Nhưng lời này vừa nói ra, mấy người vệ binh Viêm Long bắt đầu luống cuống. Dù sao lời nói của Đại sư Vương Không cũng chính là uy quyền. Vậy đại sư có biện pháp chữa trị không? Mọi người hỏi. Có thì có, nhưng cần phải hao phí thân được chân quý cùng y thuật của thể gia y vương chúng tôi, nỗ lực của chúng tôi cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. Nếu như hao phí quá nhiều tài nguyên của gia tộc, sợ là gia tổ sẽ không đồng ý, trừ phi. Vệ binh Viêm Long trở nên sốt ruột, trừ phi cái gì? Trừ phi các người thỏa mãn tất cả điều kiện mà thể gia y vương nói ra. Không thì không có cách. Cuối cùng Vương Không cũng nói ra mục đích của mình. Đại sư cứ yên tâm đi, bất kỳ yêu cầu gì, chúng tôi đều thỏa mãn. Trước đó chúng tôi cũng đã nói qua, không tiếc bất cứ giá nào. Thấy vệ binh Viêm Long nói thế, Vương Không và các đệ tử đều vừa như mở cờ trong bụng. Đất của Lạc Việt rất rộng. Bọn họ muốn gì, đối phương sẽ cho ngay. Đang lúc Vương Không muốn ra điều kiện, âm thanh của Diệp Lâm Quân lại vang lên, khoan đất. Hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Không biết anh muốn làm gì. Võ mạch của tôi không cần chữa trị, các người không cần nhắc tới bất kỳ điều kiện gì cả. Diệp Lâm Quân nói, không được, Dưỡng Hạo Quân, vì tương lai của Lạc Việt, võ mạch của ngài nhất định phải được trị. Vệ binh Viêm Long cật lực ý yêu cầu. Bọn họ chỉ là một đám lừa đảo thôi, vốn không chữa trị được võ mạch cho tôi. Huống chi võ mạch của tôi đã bị mất rồi. Nhưng bọn họ đều không phát hiện ra được. Lời này khiến cho người ta kinh ngạc gần chết. Đám người Vương Không cũng sững sờ. Chẳng lẽ cái tên này vừa rồi nghe lén bọn họ nói chuyện? Mấy người đệ tử đều nhìn Vương Không. Vương Không lập tức lắc đầu. Ý là không có khả năng. Vừa rồi ông ta dùng kình khí ngăn cản hết cả, một chút âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài. Một người bình thường làm sao nghe được? Ai nói chúng tôi không chữa trị được? Chúng tôi là thế gia y vương đấy. Đừng nói là chỉ võ mạch, ngay cả cường giả cấp chí tôn chúng tôi đều có thể tạo ra được. Vệ binh Viêm Long, anh ta có thái độ gì vậy? Không tin chúng tôi thì tôi, chúng tôi chẳng thèm trị cho anh ta nữa ồ. Vương Không muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt. Ai ngờ Diệp Lâm Quân lại lập tức hô lên, vậy thì cút nhanh đi. Một câu của Diệp Lâm Quân liền chọc giận đám người Vương Không. Được lắm, tên nhóc anh có dũng khí. Nhưng anh nhớ kỹ, là bọn họ mời tôi đến chỉ chứ không phải tự tôi tới. Vậy giờ chúng tôi đi, muốn khôi phục lại võ mạch thì bảo tên nhãi kia đến dập đầu cầu xin. Đám người Vương Không liền rời đi. Bọn họ đoán chắc vệ binh Viêm Long đã không tiếc giá nào muốn trị võ mạch cho Diệp Lâm Quân thì sẽ tuyệt đối không tùy tiện để cho bọn họ rời đi. Quả nhiên chưa đi được mấy bước, vệ binh Viêm Long liền đuổi tới. Đại sư bất giận. Tính cách của anh ta vẫn vậy chứ không có ác ý gì với ngài đâu. Xin đại sư ra tay trị cho anh ta. Đám người vệ binh Viêm Long chắp tay nói. Không được, chưa hề có ai dám nói chuyện với sư tôn như vậy cả. Muốn trị võ mạch, trừ phi tên nhãi kia tự mình quỳ cầu xin. Mấy tên đồ đệ cười lạnh nói. Đúng, tự anh ta đi, tôi mới ra tay. Vương Không để lại một câu nói rồi dẫn đồ đệ rời đi. Ông ta thấy vệ binh Viêm Long không tiếc giá nào, điều kiện kia để bọn họ tùy tiện đưa ra, bảo Diệp Lâm Quân đi quỳ cầu xin là điều kiện đơn giản nhất.
nhưng ông ta không ngờ tới là Diệp Lâm Quân tuyệt đối không làm vậy, đừng nói đến việc bây giờ anh đã làm ý Ô Địch Thiên Hạ rồi. Làm một người bình thường, anh cũng sẽ không bỏ đi tôn nghiêm của mình. Sau khi trở lại biệt thự. Hạo Quân, anh sao vậy? Tất cả mọi người đều muốn tốt cho anh. Anh một câu không hợp liền nổi cáu, làm cho đại sư tức giận bỏ đi rồi. Vệ binh Viêm Long oán trách nói. Diệp Lâm Quân cười, tôi biết các người tốt với tôi, nhưng bọn họ chính là một đám lừa đảo. Bọn họ còn không tra ra võ mạch của tôi, đã tuyên bố có thể chữa trị, mục đích chính là lừa gạt các người, thu lợi đấy. Nghe Diệp Lâm Quân giải thích, đương nhiên là không ai tin. Nói anh nghe được đoạn hội thoại của đám người Vương không, cũng sẽ không ai tin. Hạo Quân à, cái tí ướp hát nóng nảy này của anh phải sửa đi. Anh xem đi, đắc tội với đại sư, người ta muốn anh đến quỳ gối cầu xin mới trị cho anh đấy. Nhưng chúng tôi biết tính cách của anh tuyệt đối không thể quỳ. Vệ binh Viêm Long rời đi. Bảo Diệp Lâm Quân quỳ gối cầu người là điều không thể nào. Bọn họ chỉ có thể dùng điều kiện khác để đại sư Vương không đồng ý chữa võ mạch. Diệp Lâm Quân không ngờ vệ binh Viêm Long sẽ khúm núm đi cầu xin Vương đại sư. Rõ ràng anh không cần trị võ mạch. Đám người đó chỉ là kẻ lừa đảo. Một bên khác, sau khi Vương đại sư biết Diệp Lâm Quân không đi cần xin mình, vệ binh Viêm Long dùng điều kiện khác thay thế, ông ta vẫn chần chừ để câu vệ binh Viêm Long. Kéo thời gian càng dài, lợi ích bọn họ lấy được sẽ càng lớn. Nháy mắt đã qua một tháng. Chính là lúc Diệp Lâm Quân đến thăm bé Quân. Thời gian vừa tới, Diệp Lâm Quân lập tức cùng Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên tiến về thành Vô Song. Hai người là đệ tử ký danh của Tam Trưởng Lão, đến thành Vô Song đều là xe nhẹ đường quen. Thành Vô Song là một thành cổ nằm sâu trong rừng trúc của Thục Trung. Nếu không có người dẫn đường, căn bản không tìm thấy. Bởi vì thành cổ được bố trí trận pháp và cơ quan chung quanh. Đi vào khu vực lân cận, sẽ chỉ đưa người đến càng xe, không cách nào tiếp cận thành Vô Song được. Sau khi vào thành Vô Song, người bên trong rất đông. Vừa thấy Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên, không ít người xúm lại gần. Vì hai người có nhan sắc và thiên phú cực cao, nên được rất nhiều đàn ông ở thành Vô Song yêu thích. Nếu không phải nghe nói Lý Tử Nhiệm có chồng, sợ là không ít người theo đuổi. Sư muội Lý Tử Nhiệm quả nhiên thiên phú cao, gương mặt đẹp, sao lại theo một người bình thường chứ? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Lâm Quân. Nói một vào lời khó nghe. Im miệng, ai còn nói mò, tôi đập nát miệng kẻ đó. Diệp Lâm Quân đột nhiên nổi giận. Trong mắt Diệp Lâm Quân, những đệ tử của thành Vô Song này chỉ là mấy tên oắt con. Dám có ý đồ với Lý Tử Nhiệm. Muốn chết. Trong mắt anh, thành Vô Song có thể bị san bằng bất cứ lúc nào. Chứ đừng nói chỉ là mấy tên nhãi danh này. Mọi người đều sững sờ trước câu nói của Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên đều ngây ra, tính cách của Diệp Lâm Quân vẫn nóng như lửa. Euro ó thể gây ra rắc rối ở bất cứ đâu. Nhưng đây là thành Vô Song. Mọi người đều là những võ giả phi thiên độn địa. Giết người trong vô hình. Là một người bình thường, anh còn đi khiêu khích người ta làm cái gì? Sao cơ? Ở trong địa bàn của thành Vô Song, chúng ta lại bị một người bình thường khiêu khích. Vài người bước từng bước tới trước mặt Diệp Lâm Quân. Nào, không phải anh định đập nát miệng chúng tôi sao? Tới đi, tới đi. Đám người vừa mới chào phúng lại đến nói với Diệp Lâm Quân. Hạo Quân phải kìm chế lại, đây là thành Vô Song đấy. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên nhắc nhở. Tôi đã nói thế nào? Vợ anh ở với anh thật lãng phí. Tên phế vật như anh không xứng với cô ấy. Cô ấy hẳn nên rời khỏi anh để đi tìm người khác. Người kia tiếp tục nói. Bốp! Đột nhiên, sau một giây, Diệp Lâm Quân giơ tay lên tát lên mặt của người đàn ông. Âm thanh vang vọng khắp toàn trường. Hàng trăm người xung quanh đều sợ đến ngây người. Không ai nghĩ rằng Diệp Lâm Quân sẽ ra tay. Không ngờ một người bình thường lại có sức mạnh như vậy. Cái gì, còn dám đánh tao, mày muốn tìm cái chết à? Sau đó Lâm Cà, người yêu bị đánh, mới phản ứng lại, anh ta định ra tay với Diệp Lâm Quân. Ba ơi! Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên. Thấy bé Quân nhảy vài cái, liền xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân, nhào vào lòng anh. Ngay lập tức, xung quanh yên lặng. Lâm Càn đột ngột rút lại chiêu thức mà anh ta vừa định ra,
ngây ngốc nhìn xem. Anh ta không sợ Diệp Lâm Quân. Cũng không sợ Diệp Lâm Quân hay Chí Nam Yên. Nhưng chỉ duy một mình đứa trẻ này. Là sợ, nói cách khác, cả Thành Vô Song đều sợ hãi. Euro ô bé là tổ tiên nhỏ của Thành Vô Song này. Được tất cả các lãnh đạo cấp cao cưng chiều. Ngậm trong miệng sợ ta, nâng trong tay sợ, mọi thứ đều phụ thuộc vào cô bé. Nếu như đánh hoặc giết ba cô bé, đó chính là trời sập. Lâm Càn nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân với đôi mắt hằn tơ máu. Một đấm này tao nhớ, sẽ còn có cơ hội. Lâm Càn nhìn giữa Ưng Hạo Quân nói. Đừng, báo thù ngay tại đây đi. Diệp Lâm Quân cười lạnh. Lâm Càn muốn trả thù, nhưng anh ta nhìn thấy bé Quân, nên nhịn được. Nhưng anh đúng là làm xấu mặt đàn ông. Ở tuổi này, mà còn nhờ con gái mấy tuổi bảo vệ. Nếu tôi là anh thì tôi đập đầu đi chết là được rồi. Chung quanh truyền ra tiếng bàn tán xôn xao. Trong thế giới này, kẻ mạnh được tôn trọng. Mọi người khinh thường nhất là người đàn ông ăn cơm mềm. Đặc biệt Diệp Lâm Quân không chỉ ăn cơm mềm của vợ mà còn ăn cả cơm mềm của con gái. Dựa vào con gái cả một đời. Đây là điều họ ghét nhất. Một người đàn ông không có tôn nghiêm chính là như thế. Không cho phép nói như vậy về ba tôi như vậy, tôi và mẹ bảo vệ ba thì sao chứ? Bé Quân hung hăng nhìn chằm chằm vào xung quanh. Đúng là cười chết tôi. Dựa vào một đứa trẻ bảo vệ, nếu như anh có chút tự giác thì đừng đi ra ngoài lang thang. Đúng vậy, thà đập đầu chết đi cho rồi. Đừng nói đàn ông không chịu được, một người phụ nữ như tôi cũng không chịu được. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người không khỏi chế nhạo giống nhau. Câm miệng hết cho ta, tất cả quay về. Đúng lúc này, từ trên trời đột nhiên vang lên một tiếng vang cuồn cuộn như sấm. Thành chủ, là thành chủ xuất hiện. Nhóm người này bỏ chạy như chuột gặp mèo. Bé Quân hưng phấn nói, ba, đây là sư phụ, con dẫn bà đi gặp sư phụ. Được, Diệp Lâm Quân đi theo. Anh cũng tò mò với thành chủ Thành Vô Song. Hơn nữa nhìn tình hình của bé Quân, biết con bé ở trong Thành Vô Song rất vui vẻ. Bé Quân đưa Diệp Lâm Quân đi qua những tòa nhà cổ kính ỏ sâu trong Thành Vô Song. Đây là cấm địa của Thành Vô Song, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động của các lãnh đạo cấp cao, thành chủ và tứ đại trưởng lão. Sư phụ, đây là ba của con. Bé Quân phấn khích hô lên. Phía trước có một bóng người cao lớn, mặc áo choàng trắng, trên người mang theo khí chất xuất trần. Nhìn dáng vẻ ước chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười nhân hậu. Đặt ở trong đám người bình thường thì sẽ như giáo viên. Chỉ là một người bình thường, làm sao cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng người này thậm chí có thể không bị giết ngay cả bằng vũ khí hạt nhân. Bé Quân, Phó Phong Thu xoa đầu nhỏ của bé Quân. Nhưng khi đối mặt với Diệp Lâm Quân, anh ta thay đổi sắc mặt. Uy nghiêm, xa cách, dáng vẻ cao cao tại thượng, dáng vẻ như nắm quyền sinh sát trong tay. Như thể anh ta là vị thần cai trị thế giới. Còn DHP chỉ như một con kiến trước mặt anh ta. Tất nhiên đó là sự thật. Phó Phong Thu là một cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5. Đạn pháo đánh không chết, bom hạt nhân đều không thể làm gì được. Anh ta như một vị thần đổi với những người bình thường. Anh là ba của bé Quân. Phó Phong Thu lạnh lùng hỏi. Là tôi, tuy nhiên, điều khiến Phó Phong Thu ngạc nhiên là người bình thường này khí thế thật mạnh mẽ. Không nhút nhát chút nào. Thậm chí đối mặt trực tiếp với anh ta. Tôi nghe nói anh đã hướng dẫn bé Quân trước đây. Phó Phong Thu hỏi với vẻ mặt không vui. Không sai, thật ra, bé Quân tốt nhất nên ở cùng tôi. Nhưng bà nội và mẹ của đứa bé hy vọng bé Quân sẽ có thêm kinh nghiệm rèn luyện. Tôi mới đồng ý, nếu không anh không đủ tư cách làm sư phụ của bé Quân. Diệp Lâm Quân nói một cách nghiêm túc. Nhưng những lời này đã khiến Phó Phong Thu rất tức giận. Cũng chọc giận tất cả các lãnh đạo cấp cao của Thành Vô Song. Thành chủ Thành Vô Song không đủ tư cách. Cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5 mà không đủ tư cách. Địa cấp tối cao tầng 5 thiên địa không đủ tư cách. Diệp Lâm Quân có bị điên không? Người bình thường này không biết xấu hổ khi lớn tiếng khoác lác vậy sao? Diệp Lâm Quân, anh đang nói nhảm gì vậy? Đừng ỷ vào việc làm ba của bé Quân mà muốn làm gì thì làm. Dồn ép quá thì anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mau xin lỗi thành chủ đi. Mấy trưởng lão lập tức thúc giục. Đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành của Phó Phong Thu,
Trên thực tế, anh ta không hợp với ngoại hình của mình chút nào. Anh ta là một kẻ giết người không chớp mắt. Một lời không hợp là giết ngay. Vô số người đã chết trong tay anh ta, cũng ước chừng trăm ngàn người. Có danh hiệu là kiếm tôn khát máu. Vào ngày thường, người dân ở thành Vô Song nhìn thấy anh ta đều tránh xa. Chính vì vậy những người định bắt nạt Diệp Lâm Quân kia bỏ chạy ngay khi nghe thấy tiếng anh ta. Sở dĩ lộ ra vẻ mặt hiền lành hoàn toàn là vì bé Quân. Tài năng của cô bé quá cao quá cao. Vì vậy, Phó Phong Thu coi cô bé như báu vật. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên cũng đã nghe truyền thuyết về thành chủ. Hai người lập tứ euro nhỏ giọng thuyết phục, Hạo Quân, anh mau xin lối đi. Thành chủ tính tình không tốt lắm đâu. Nơi này khác hẳn với cuộc sống é của những người bình thường. Thậm chí không có quy tắc nào cả. Thành chủ chính là quy tắc. Giết người tùy ý, dù sao cũng không ai bắt anh ta lại. Họ thực sự sợ rằng tính khí bướng bỉnh của Diệp Lâm Quân sẽ chọc giận thành chủ. Khi nghe điều này, Diệp Lâm Quân đã không vui. Anh thì liên quan gì đến tính tình anh ta không tốt? Anh ta không có tư cách. Diệp Lâm Quân nói. Tất cả mọi người, đúng là sợ điều gì liền gặp điều đó. Anh nói tôi không đủ tư cách. Giọng nói của Phó Phong Thu thay đổi rõ ràng, lạnh lùng như từ địa ngục đến. Nhiệt độ quanh mình nhanh chóng hạ xuống. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà dùng mình một cái. Hoảng sợ nhìn Phó Phong Thu, sợ anh ta nổi con ba máu lên. Nào biết Diệp Lâm Quân lại tiếp tục đấu khẩu, đúng, anh không đủ tư cách. Tôi không có tư cách. Phó Phong Thu nâng cao giọng, giống như thiên lôi cuồn cuộn nổ tung trên không trung. Ầm ầm, đất đai bắt đầu rung động, toàn bộ thành Vô Song bắt đầu lắc lư. Mọi người đều nghiêng ngả đứng không vững. Rầm rầm. Điều đáng sợ hơn nữa là một sức mạnh vô hình tỏa ra từ cơ thể Phó Phong Thu. Luồng lực mạnh đến đáng sợ này chèn ép bốn phía chung quanh. Những khu rừng che rậm rạp xung quanh thành Vô Song liên tiếp sụp đổ nhanh chóng. Lan ra. Tiếp tục lan ra bên ngoài. Hơn 10 dặm che chúc quanh thành Vô Song toàn bộ bị san bằng. Không chỉ thế, bầu trời ở thành Vô Song cũng tối lại. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, một trận bão tố sắp tới. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên đều sợ đến ngây người. Cho dù bọn họ có đang từ từ hiểu rõ võ học, nhưng trường hợp này chưa từng thấy qua. Đây chính là khí thế của cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5. Khí thế của anh ta vừa hiện, thiên địa biến sắc. Chứ nói chi đến việc anh ta ra tay. Không cách nào tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm. Phó Phong Thu nhanh chóng thu tay xoay chuyển, lại có một cơn bão lốc xoáy hình thành. Lốc xoáy bão táp càng lúc càng lớn. Gió mạnh đang sợ quét ngang bốn phía. Euro ó xu thế bao phủ toàn bộ thành Vô Song. Tất cả đều do Phó Phong Thu điều khiển, anh ta nhìn về phía Diệp Lâm Quân hỏi, bây giờ tôi có tư cách chưa? Phó Phong Thu làm tất cả để chứng minh cho Diệp Lâm Quân thấy anh ta mạnh bao nhiêu. Diệp Lâm Quân híp mắt lại, không chút e sợ nào. Lúc anh vừa định trả lời, âm thanh của bé Quân vang lên, sư phụ. Ba ơi! Bé Quân là đứa hiểu chuyện. Cô bé sợ sư phụ và ba đánh nhau. Bé Quân! Hai người đàn ông cùng trả lời. Phó Phong Thu thu lại sức mạnh. Trước mắt mà nó ở thì anh, còn có thể. Nhưng bé Quân sẽ nhanh chóng trưởng thành, đợi mấy tháng nữa, tôi sẽ đi đón, khi đó anh sẽ không dạy được con bé, sẽ chỉ lãng phí thiên phú dù ai cần bé thôi. Diệp Lâm Quân ôm bé Quân rời khỏi nơi này. Láo xược! Các đồ đệ khác của Phó Phong Thu đều giận muốn chết. Một người bình thường mà cũng dám khiêu khích sư phụ chí cao vô thượng của bọn họ. Mấy người chỉ hận không thể giết chết Diệp Lâm Quân. Không cần phải so đo với một người bình thường. Phó Phong Thu phất tay, ra vẻ không quan trọng. Hả? Đám người đều sững sờ. Từ trước tới giờ Phó Phong Thu chưa từng như vậy. Một người bình thường, trong mắt anh ta hẳn là chỉ như dãm chết một con kiến. Cuối cùng lại nhường nhịn Diệp Lâm Quân. Chủ yếu là vì bé Quân. Nhưng mà sư phụ, anh ta khiêu khích như vậy, mặt mũi của thành Vô Song. Đại đệ tử của Phó Phong Thu, Khương Tử Hào mới nói được một nửa liền bị một bàn tay của Phó Phong Thu hất bay ra ngoài. Con đang dạy ta làm việc à? Giọng nói lạnh lẽo của Phó Phong Thu truyền tới. Sư phụ đệ tử không dám. Khương Tử Hào lập tức quỳ trên đất. Nhưng mà sau khi lau đi vết máu tươi trên khóe miệng,
bàn tay cậu ta nắm chặt lại. Đôi mắt hằn tơ máu, sát khí đằng đằng. Trước đó anh ta vinh dự được làm đệ nhất thiên tài đệ tử của Thành Vô Song, là đại đệ tử, là phó phong thu yêu quý nhất. Ngàn vạn sủng ái đổ lên thân. Trên dưới Thành Vô Song coi cậu ta như bảo vật. Nhưng kể từ sau khi bé Quân tới, tất cả đều thay đổi. Tất cả mọi người đều chú ý đến đứa trẻ đó. Cậu ta bị người chung quanh coi nhẹ. Không ai để ý tới, cô trọng cậu ta nữa. Sư phụ vậy mà đánh cậu ta. Không được, Thành Vô Song này là của ta, tuyệt đối không thể để một đứa bé chiếm trọn. Một cỗ sát khí khát, máu lóe lên trong mắt Khương Tử Hào. Sự xuất hiện của bé Quân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí cửa cậu ta ở Thành Vô Song. Đại sư huynh, mau đứng dậy đi. Mấy sư đệ sư muội liền đỡ cậu ta dậy. Không ngờ rằng sư phụ lại đánh huynh vì một người thường. Những người khác cũng rất khó hiểu. Sự xuất hiện của bé Quân khiến bọn họ bị thất sủng. Địa vị rớt xuống ngàn trượng. Phó Phong Thu không hướng dẫn họ nữa. Đại sư huynh, đứa nhỏ đó tuyệt đối không thể ở lại Thành Vô Song, nếu không địa vị của chúng ta sẽ không còn. Nhị đồ đệ lạnh lùng nói. Đúng vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Mọi người khác đều có cùng ý kiến. Đúng, vậy diệt trừ nó đi. Khương Tử Hào hít sâu một hơi. Lúc này, Diệp Lâm Quân đang ở cùng với bé Quân. Nhìn thấy bé Quân đã trưởng thành, với lại cũng vui vẻ. Anh cũng hạnh phúc theo. Đôi khi không nhất định phải giữ bé Quân bên mình mới là tốt. Muốn cho con không gian nhiều hơn, để cho cô bé phát huy. Nếu con không vui hay gặp nguy hiểm, phải nói cho ba biết. Ba sẽ xuất hiện ngay. Diệp Lâm Quân còn bảo bé Quân sử dụng khí cụ cầu cứu mà anh cho cô bé trước mặt mình. Đây là một con chip khí cụ cầu cứu có thể khảm lên cơ thể. Chỉ cần bé Quân sử dụng, dù ngoài vạn dặm, DQS cũng sẽ biết, đồng thời còn nắm được vị trí của bé Quân. Sau khi bé Quân vừa sử dụng khí cụ cầu cứu, điện thoại của Diệp Lâm Quân lập tức cảm ứng được. Vị trí cũng nhanh chóng nắm được. Diệp Lâm Quân và bé Quân chơi cùng nhau cũng được nửa ngày. Trong vòng nửa ngày này, chung quanh vẫn luôn có người theo dõi bọn họ. Diệp Lâm Quân coi là chuyện không đáng kể, vì vừa tới Thành Vô Song đã có không ít người nhìn chằm chằm. Thật tình lại không biết lần ngày người nhìn chằm chằm bọn họ lại là mấy người Khương Tử Hào. Bọn họ đang bàn luận làm thế nào để giết chết bé Quân. Nếu như trực tiếp giết, sợ là sư phụ sẽ phát hiện manh mối, tìm tới chúng ta. Lông mày Khương Tử Hào nhíu chặt lại. Chúng ta mời người xử lý nó thì sao? Nhị sư huynh cười lạnh nói. Trong thế giới võ sĩ, ân tình lạnh lùng, lấy mạnh làm đầu. Mỗi người đều máu lạnh vô tình. Đối với việc giết chết một đứa bé, bọn họ chưa từng euro ó cảm giác áy náy. Không, tốt nhất là chúng ta đừng ra tay diệt trừ nó. Dựa theo trình độ yêu thương mà sư phụ dành cho nó, chỉ có một lời, không tha cho chúng ta. Khương Tử Hào lắc đầu. Đám người nhìn về phía Khương Tử Hào, lẽ nào đại sư huynh có cách? Khương Tử Hào cười, đúng vậy, chờ coi đi. Trạng vạng tối, bé Quân rất ngoan ngoãn nói, ba, Quân phải đi tập võ rồi. Đã đến giờ rồi. Ngoan, con đi đi. Cho dù Diệp Lâm Quân không nỡ, nhưng con nhỏ lại muốn đi. Lần sau gặp sẽ là một tháng nữa. Diệp Lâm Quân đứng tại chỗ nhìn bé Quân rời đi, ánh mắt thật lâu không rời. Giống như ba mẹ bình thường tiễn con mình đi học. Cảm giác này chỉ có người làm cha làm mẹ mới hiểu được. Đừng nhìn nữa, bé Quân rất vui vẻ. Một tháng sau lại tới thăm. Lý Tử Nhiệm vỗ vai Diệp Lâm Quân. Phát hiện hốc mắt anh có hơi ẩm ướt. Bé Quân ở đây là chịu nửa điểm ấm ức, anh nhất định sẽ san bằng. Diệp Lâm Quân hít, sâu một hơi. Được rồi, biết anh lợi hại rồi. Anh cũng nhanh về đi. Lý Tử Nhiệm sợ Diệp Lâm Quân ở đây quá lâu, anh sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Lâm Quân rời khỏi Thành Vô Song, về Giang Bắc. Đoạn đường này, Diệp Lâm Quân nhìn thấy không ít cường giả cấp chí tôn. Loại cấp bậc này, trước kia chẳng nhìn thấy một ai. Bây giờ lại đông như kiến. Cường giả cấp chí tôn xuất hiện, vệ binh Viêm Long tích cực săn đón. Trước mắt có vài cường giả cấp chí tôn nguyện ý vì vệ binh Viêm Long làm việc, có điều cái giá phải trả quá lớn. Vệ binh Viêm Long và Thế Gia Y Vương thương lượng chuyện chữa trị cho võ mạch của Diệp Lâm Quân, cùng với việc Thế Gia Y Vương giúp Lạc Việt chế tạo ra cường giả cấp chí tôn.
mọi người đều không tránh khỏi lợi ích. Chỉ cần ra điều kiện đúng chỗ, người có thể bán mạng cho bạn sẽ có cả mạng. Dù là cường giả cấp chí tôn. Không chỉ có như thế. Các loại vũ khí mới được phát triển tại các vùng chiến sự khác nhau ở Lạc Việt đang dần được trang bị cho binh lính. Nghe nói một số loại vũ khí và thiết bị mới có thể đối đầu với các võ sĩ siêu cường. Võ thuật cổ xưa rất mạnh mẽ, và công nghệ và vũ khí hiện đại cũng không áp đảo được. Đừng nhìn bây giờ khắp nơi trên thế giới sóng yên biển lặng, gần như không có cường giả cấp chí tôn ra tay. Nhưng thật ra thế giới đã tiến vào giai đoạn đen tối. Chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng nổ. Đám cường giả cấp chí tôn sao có thể cho phép người bình thường khống chế thế giới này được. Bọn họ sẽ biến thế giới này thành địa ngục tàn khốc lấy cường giả làm đầu. Ngoài ra đám người lập ra óc hẹn chúng thân cũng sẽ không quản, sợ là bọn họ muốn nhìn thấy trật tự thế giới mới. Vệ binh Viêm Long ý thức được điểm này, cho nên lúc này mới tích cực chiến đấu. Đương nhiên cũng có cường giả cấp chí tôn tốt và xấu. Có danh môn chính phái, thì cũng có tà môn ngoại đạo. Cường giả mà vệ binh Viêm Long chiêu mộ được thì trong lòng cũng có hơn một nửa nghĩ cho thiên hạ. Nhưng một bộ phận rất lớn là tà môn ma đạo, bọn họ luyện một chút thuật pháp và võ công quỷ dị. Ví dụ như cần máu tươi của người, cần trẻ sơ sinh, vân vân. Bọn họ độc ác và bạo lực, nếu như bị người ta lợi dụng thì sẽ nguy hại cực lớn cho Lạc Việt. Nếu như quân địch có mấy trăm nghìn đại quân, bên trong cường giả cấp chí tôn nhiêu như mây còn đều là tà môn ma đạo. Điều này ai có thể ngăn cản, bọn họ mà tấn công thì chính là đại nạn. Người mà vệ binh Viêm Long muốn phòng ngừa chính là bọn họ. Bên trong thành Vô Song, đám huynh đệ Khương Tử Hào cùng nhau bàn kế diệt bé quân. Đại sư huynh mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu chứ. Đám người kích động nhìn Khương Tử Hào. Các người nói nếu như các thế lực lớn ở Lạc Việt biết được thiên phú của bé quân thì sẽ thế nào? Khương Tử Hào hỏi. Tuyệt đối là tranh cướp. Có sao nói vậy, thiên phú của đứa nhỏ này mạnh hơn tất cả chúng ta. Nếu những người khác mà biết, e ắc chắn sẽ, điên cuồng tới cướp. Ý của đại sư huynh là làm lộ tin tức này ra ngoài, sau đó để cho người ta đến cướp đoạt. Euro ó người hỏi. Cậu ngốc à, nếu như mọi người muốn đến cướp. Vậy thành Vô Song sẽ bị diệt rồi. Cũng không có lợi với chúng ta. Thiên phú của bé quân phải để lộ ra, nhưng nhiều nhất chỉ tiết lộ cho một đám thế lực thôi là được. Để bọn họ lập tức cướp bé quân khỏi thành Vô Song. Mọi người nhìn Khương Tử Hào, như thế nào? Tốt nhất là thành Vô Song có tà môn trà trộn vào. Những bàng môn tà đạo đó mà cướp được đứa nhỏ này, hơn, phân nửa sẽ không bồi dưỡng, mà sẽ dùng để tu luyện những cổng pháp quỷ dị. Bằng cách này, phiền não tâm tình của chúng ta đều được tháo gỡ, thành Vô Song cũng không dám truy cứu. Mọi người nghe xong đều bật cười. Hay cho chiêu mượn dao giết người. Xem ra sư huynh đã an bài xong hết rồi. Đó là đương nhiên, một lát nữa ta sẽ tiết lộ tin tức. Hai ngày sau, trong đêm, thành Vô Song đột nhiên trở nên hỗn loạn. Bé quân bị bắt đi rồi. Bé quân bị bắt rồi. Thành chủ. Tứ đại trưởng lão và các cao thủ trong thành Vô Song dốc toàn bộ lực lượng. Sư phụ cứu con ồ. Một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên từ trên cùng của tòa nhà. Cách đó có một bóng màu đen. Giống như là ma quỷ. Đứa nhỏ này sẽ là của Hắc Thần giáo ta rồi. Gã bắt lấy bé quân, nhanh chóng rời đi. Mau đuổi theo. Các cao thủ của thành Vô Song bắt đầu truy kích. Chỉ là không đuổi kịp. AI. Phó Phong Thu tức giận giống to. Hắc Thần giáo, Phó Phong Thu ảo não không thôi. Bởi vì anh ta quá rõ ràng cái tà môn ma đạo này. Hắc Thần giáo cách Tây Đường không xa, là thế lực lớn nhất trong núi Thập Phương ở Miêu Cương. Bọn họ tu luyện thuật pháp và võ công kỳ dị. Trong thể lực, mỗi người không những quỷ dị mà còn có thực lực cực mạnh. Phó Phong Thu và giáo chủ Hắc Thần giáo từng giao thủ quan tại ước hẹn chúng thân. Anh ta bại. Cho nên Hắc Thần giáo bắt bé quân đi, anh ta liên muốn tuyệt vọng. Thực lực của Hắc Thần giáo trung quy vẫn mạnh hơn thành Vô Song. Bé quân bị người khác bắt đi, Phó Phong Thu cho dù thể nào cũng sẽ cướp phê. Nhưng đây lại là Hắc Thần giáo từng mang lại cho anh ta bóng ma, chưa chiến đã e sợ. Vừa nghe đến Hắc Thần giáo, Phó Phong Thu đã vội đánh trống lui quân. Rốt cuộc là ai truyền tin? Không phải ta đã bảo tất cả mọi người giữ bí mật sao? Sư phụ,
thiên hạ không có bức tường nào không hở. Bé Quân có thiên phú cao như vậy, sớm muộn cũng bị bại lộ, chỉ là không ngờ lại là Hắc Thần giáo. Lần này xong rồi, cho dù thế nào chúng ta cũng không thể cướp lại người từ tay Hắc Thần giáo được. Khương Tử Hào nói, câu ta và mấy sư đệ sư muội khác đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Khương Tử Hào biết việc thành vô song lại sợ Hắc Thần giáo. Cho nên cố ý tiết lộ tin tức cho Hắc Thần giáo. Chính vì chắc chắn Phó Phong Thu không dám cứu người. Phó Phong Thu cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào phản bác. Thậm chí ngay cả tin tức cũng không biết vì sao lại lộ ra ngoài. Nhất thời toàn bộ thành vô song đều trở nên u ám. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bé Quân bị Hắc Thần giáo bắt đi, cho dù là bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế hay là dùng để tu luyện võ công tà đạo thì cũng là một đả kích lớn cho thành vô song. Trái tim Phó Phong Thu như bị chảy máu. Bé Quân sao rồi? Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên sau khi biết chuyện thì lập tức tới. Cầu xin thành chủ, cầu xin sư phụ cứu bé Quân đi. Tôi chỉ có một đứa con gái, bé Quân mà xảy ra chuyện thì tôi biết sống thế nào. Lý Tử Nhiệm khóc đến khàn cả giọng. Chí Nam Yên cũng cầu xin thành vô song cứu người. Nhưng mọi người trong thành đều im lặng không nói. Bao gồm cả thành chủ Phó Phong Thu. Cầu xin các người, mau cứu bé Quân đi, thiên phú của nó tốt như vậy, các ngài nhẫn tâm nhìn nó bị người khác bắt đi sao? Lời nói của Lý Tử Nhiệm làm cho lòng mỗi người đều nhói đau. Nhưng mọi người cũng không thể bớt sợ hãi được. Cô vốn không biết Hắc Thần giáo là thế nào đâu. Trong Hắc Thần giáo, cấp chí tôn tầng thứ tư có trọn vẹn 7 vị cao thủ, cấp chí tôn tầng thứ năm có 2 vị. Đáng sợ nhất là giáo chủ, nghe nói sắp bước vào hàng ngũ cấp chí tôn tầng thứ 6 trong truyền thuyết. Cấp chí tôn tầng thứ 6 đấy. Đối với cường giả cấp chí tôn mà nói giống như là đứng đầu thiên hạ rồi. Thành vô song lấy ai ra mà cứu? Khương Tử Hào nói xong, đám người liền hít sâu một hơi. Đối với cường giả cấp chí tôn mà nói, tầng thứ 6 giống như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Phó Phong Thu không qua được, vẫn luôn kẹt ở cấp chí tôn tầng thứ 5. Giáo chủ Hắc Thần giáo bước vào cấp chí tôn tầng thứ 6 là chuyện sớm muộn, cho nên Phó Phong Thu địch không lại. Còn nữa, người của Hắc Thần giáo cực kỳ tàn bạo. Có lẽ con gái của cô đã sớm chết rồi. Chỉ có thể trách con gái cô không may, trong số mệnh đã định có một kiếp nạn này. Mấy người Khương Tử Hào nói. Bịch, Lý Tử Nhiệm không chịu nổi ngất đi. Ai ra? Phó Phong Thu chỉ có thể thở dài. Loại tình huống này anh ta bất lực. Diệp Lâm Quân ở nơi Giang Bắc xa xôi. Tít tít tít. Đột nhiên điện thoại của anh phát ra âm thanh báo động chói tai. Nguy rồi. Bé Quân xảy ra chuyện. Trong lòng Diệp Lâm Quân thắt lại. Bé Quân xảy ra chuyện chỉ 2 ngày sau khi anh trở về. May mắn thay là bé Quân có một khí cụ câu cứu trên người. Nếu không thì anh thậm chí còn không biết. Theo vị trí mà khí cụ cầu cứu gửi lại, con bé đã cách thành vô song hơn 300 cây. Ai đụng vào con gái của tôi sẽ cho kẻ đó chết. Nhanh, nhanh, đến với tốc độ nhanh nhất. Diệp Lâm Quân liền đi tới Hắc Thần giáo để cứu bé Quân. Trong thành vô song, bầu không khí vẫn u ám như cũ. Mọi người thậm chí không có đủ dũng khí để đi cứu người. Khương Tử Hào và đám sư đệ muội rất hạnh phúc. Cuối cùng trừ được mối họa trong lòng. Lúc này Lý Tử Nhiệm cũng tỉnh dậy. Lại lần nữa cầu xin sư phụ và những người khác đi cứu người. Mọi người mau đi cứu bé Quân đi. Không phải các người nói bé Quân là hy vọng cho tương lai sao? Các người sợ Hắc Thần giáo đến vậy sao? Lời nói của Lý Tử Nhiệm khiến Phó Phong Thu nhói lòng. Cứu, chúng ta nhất định phải cứu. Tại sao không cứu chứ? Phó Phong Thu hét lên. Làm thế nào để cứu? Bốn vị trưởng lão và những người khác đều bu lại. Hắc Thần giáo mạnh hơn chúng ta thừa nhận. Nhưng vì tương lai của thành vô song, chúng ta phải lưu mạng. Nhưng thành vô song sẽ không hành động một mình. Tôi sẽ tập hợp tất cả các cường giả chí tôn ở Tây Đường và liên hợp với bọn họ để đối phó với Hắc Thần giáo. Phó Phong Thư nói. Được rồi, đây là một con đường tốt. Chúng ta đi nhanh lên. Giải pháp đã có, mọi người bắt đầu thực hiện nó. Lý Tử Nhiệm đã nhìn thấy hy vọng. Vui đến phát khóc chị dâu, chỉ có muốn nói với anh trai em không? Xem anh ấy có cách nào làm được không? Như vậy tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Chí Nam Yên hỏi. Lý Tử Nhiệm lập tức lắc đầu, không, không, đừng nói với Hạo Quân.
Bây giờ anh ấy là người bình thường, có thể làm cái gì? Pháp luật và quy tắc của Lạc Việt vô dụng với đám cường giả này, cho anh ấy biết không những không giúp được, ngược lại khiến anh ấy lo lắng sốt ruột. Nam Yên, tuyệt đối đừng nói với anh trai em về chuyện này, cho dù bé Quân được cứu trở về, em cũng đừng nhắc đến chuyện này. Cũng như nó chưa từng xảy ra. Lý Tử Nhiệm nói. Chu, Nam Yên liền gật đầu, bây giờ tình huống này thực sự không thích hợp để cho Diệp Lâm Quân biết. Biết rồi anh ấy cũng sẽ chỉ lo lắng mà sẽ không giúp ích gì. Thời đại hiện nay thật bất công với những người bình thường. Chẳng bao lâu, Thành Vô Song đã tập hợp đầy đủ 7 thế lực lớn trong số đó, có mấy vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ 4. Phó Thành Chủ, ngài đã gọi chúng tôi ra là có chuyện gì vậy? Euro ó người hỏi. Phó Phong Thu không nói sự thật. Nói với bọn họ rằng mình muốn đoàn kết tất cả mọi người để tiêu diệt Hắc Thần Giáo. Hắc Thần Giáo, ngài điên rồi à? Tôi không dám. Tôi cũng không dám. Đi đi đi. Điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới là vừa mới nhắc tới Hắc Thần Giáo. Mọi người đều bị dọa sợ mà bỏ đi. Trên thực tế, tất cả mọi người đều sợ Hắc Thần Giáo. Loại ôn thần này tránh còn không hết, lại chủ động đi tiêu diệt. Sao mà được chứ? Nhất thời, tất cả mọi người trong Thành Vô Song đều chết lặng. Phó Phong Thu ngồi đó trong tuyệt vọng. Anh ta không ngờ những người này còn sợ Hắc Thần Giáo hơn cả mình. Đám người Khương Tử Hào thì che miệng cười trộm. Hắc Thần Giáo mà các người cũng có thể ứng phó được à? Sư phụ, nhìn nhận thực tế đi. Rốt cuộc thì Thành Vô Song của chúng ta không có duyên với bé Quân. Chúng ta không thể thua lớn chỉ vì sai lầm nhỏ, lỡ như Thành Vô Song bị phá hủy thì sẽ thành phiền phức lớn. Khương Tử Hào nói. Ai ra? Phó Phong Thu lại thở dài. Nhìn dáng vẻ thì Phó Phong Thu cũng bó tay rồi để giữ cho Thành Vô Song được an toàn, Phó Phong Thu đành phải từ bỏ. Không, bé Quân còn có thể cứu. Làm ơn, mọi người thử một lần đi. Lý Tử Nhiệm điên cuồng hét lớn. Chỉ là không ai quan tâm đến cô. Mặt khác, Diệp Lâm Quân đã phóng đến Hắc Thần Giáo với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ của Diệp Lâm Quân nhanh đến mức nào? Ngay khi cao thủ của Hắc Thần Giáo bắt được bé Quân đưa đến hang ổ của Hắc Thần Giáo, Diệp Lâm Quân đã đến ngay sau đó. Tất nhiên cũng là do tín hiệu cấp cứu của bé Quân kịp thời nổ ra. Khi bị đe dọa, tín hiệu cấp cứu sẽ được phát ra trước tiên. Bên trong Hắc Thần Giáo âm trầm kinh khủng. Sàn nhà đầy những bộ xương, có của người và cả động vật. Toàn bộ khu vực được bao trùm trong một bầu không khí u ám. Hang ổ của Hắc Thần Giáo nằm sâu trong núi, nhìn từ xa trông chẳng khác gì địa ngục. Trong hang ổ của Hắc Thần Giáo hàng trăm người đang đứng đó. Có một người đang ngồi trên đầu, mặc áo choàng đen, xung quanh là sương mù đen bao phủ trong mắt màu xanh đục, gã là giáo chủ của Hắc Thần Giáo, Hắc Báo. Cấp chí tôn tầng thứ 5, không, hẳn là sắp tiến tới tầng thứ 6 rồi. Đó cũng là bóng ma tồn tại trong lòng Phó Phong Thu. So với sự thịnh vượng của Thành Vô Song, Hắc Thần Giáo lộ ra vẻ rất bình lặng. Tổng cộng có khoảng 800 người. Mặc dù là tà môn ma đạo, nhưng phương pháp tu luyện và công pháp của Hắc Thần Giáo vô cùng khắc nghiệt. Không phải ai cũng tập được. Có rất nhiều người đã tự nổ tung mình trong quá trình tu luyện. Nhưng lưu lại đều là tỉnh anh. Mỗi người đều tàn bạo và đáng sợ. Có 2 cấp chí tôn tầng thứ 5, và 17 cấp chí tôn tầng thứ 4. Thành Vô Song không so được. Đây cũng là lý do khiến người khác sợ hãi. Có lẽ 100 vạn võ sĩ cũng không dám khiêu khích mấy trăm người này. Sau khi bé Quân bị cướp về, mọi người trong Hắc Thần Giáo đều tập hợp lại. Ngay cả giáo chủ Hắc Báo cũng tới. Gã cẩn thận nhìn bé Quân một lượt từ trên xuống dưới, trong miệng phát ra một giọng khàn khàn khó chịu như lưỡi đao xuyên qua kính, tên nhãi đó không nói đối ta, quả nhiên là một tài năng có 102. Là tài năng mạnh nhất mà ta từng thấy, mọi người bắt đầu hò reo. Chủ nhân, ngài định làm gì? Thiên phú cao như vậy mà được bồi dưỡng thì tuyệt đối là bất khả chiến bại, tương lai có thể đột phá thành cấp chí tôn tầng thứ 7. Có tên thủ hạ hỏi. Hắc Báo lại lắc đầu, không, không. Thứ nhất, huấn luyện quá tốn thời gian. Thứ hai, chúng ta không thể kiểm soát con bé sau khi con bé trở nên mạnh mẽ. Hắc Báo liếc nhìn bé Quân một cách thèm thuồng, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Nếu ta đào móc ra được võ mạch của con bé, lại ăn thịt con bé.
Ta có thể trở thành cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 chỉ trong nháy mắt, đột phá đến tầng thứ 7 cũng không phải không có khả năng. Hắc thần giáo bắt đầu mong chờ. Nếu như Hắc báo thật sự đột phá tới chí tôn tầng thứ 6, như vậy Hắc thần giáo sẽ có thể tung hoành ngang dọc không sợ ai. Bởi vì cấp chí tôn tầng thứ 6 thực sự là quá hiếm. Ngay cả ở ước hẹn chúng thần lần trước, số lượng cũng rất ít, tồn tại trong truyền thuyết. Hắc báo xoa đầu bé quân, yên tâm ngủ đi, không có đau đâu. Gã muốn thực hành tà thuật thông qua bé quân để khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Giáo chủ, ngài nói rằng bên thành vô song chắc sẽ không sao đúng không? Đứa trẻ này là tương lai mà thành vô song đã dành hết tài nguyên để bồi dưỡng. Ngài cứ ăn như vậy chẳng phải là... Một số người lo lắng rằng thành vô song sẽ đến cướp người. Hắc báo hừ lạnh một tiếng, ta cho Phó Phong thu 100 lá gan, anh ta cũng không dám tới. Anh ta chỉ là một bại tướng dưới tay ta mà thôi. Đúng vậy, có bao nhiêu người đến từ thành vô song, thì chúng ta sẽ giết bấy nhiêu người. Nếu Phó Phong thu dám tới, chúng ta sẽ giết Phó Phong thu. Đừng một ố lằng, sẽ không có ai đứ ú đứa nhỏ này đâu. Việc thăng cấp của ta lên tầng thứ 6 đã như ván đã đóng thuyền rồi. Ngay khi giọng nói của Hắc báo vừa dứt, một âm thanh giống như tiếng gầm của thần sấm vang vọng xung quanh Hắc thần giáo. Vang lên ong ong, ai nói sẽ không có người tới cứu. Một tiếng vang như sấm sét này, khiến cho Hắc thần giáo bốn phía lắc lư, cát bay đá chạy. 800 giáo đồ của Hắc thần giáo đều kinh hãi. Bùm! Đáng sợ hơn nữa là cánh cổng bằng đá to lớn của Hắc thần giáo cao 10 thước đã bị một cước đập nát. Một bóng người đứng ngược sáng xuất hiện. 800 người của Hắc thần giáo đều ngẩn ra. Có phải là Phó Phong Thu không? Thành vô song đã tấn công rồi à? Mọi người đều nghĩ rằng quân của thành vô song đã đến. Nhưng nhìn hồi lâu, chỉ có một người. Không, không phải Phó Phong Thu. Khi nhìn rõ bóng người này, mọi người đều nghi ngờ một khuôn mặt xa lạ. Nhưng sự thủ địch trên người anh ta thì ngập trời. Nó còn đáng sợ hơn so với giáo chủ Hắc báo của bọn họ. Người đàn ông này dường như đến từ địa ngục. Con gái của tôi đâu? Diệp Lâm Quân bước từng bước tới, khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng hỏi. Mỗi bước đi của anh, Hắc thân giáo đều phải run sợ. Hóa ra là ba của cô bé này. Giết, sau đó ta sẽ ăn thịt con gái mi, còn lột ra võ mạch của nó sử dụng cho tai Hắc báo khản giọng nói. Gã vừa ra lệnh, hơn chục cao thủ Hắc thần giáo đã đến bên cạnh Diệp Lâm Quân. Từ sau khi các người đám có ý đồ với con gái tôi thì các người đều phải chết. Giết, nhìn đám người của Hắc thần giáo đang tới. Diệp Lâm Quân động sát khí hôm nay, anh muốn san phẳng Hắc thần giáo. Phụt hộc, hộc, khi hơn chục thành viên của Hắc thần giáo bị xé thành từng mảnh nhỏ, toàn trường lập tức im lặng. Lên, người này không tầm thường. Mọi người đều thấy có gì đó không ổn. Hàng trăm người lao lên ngay lập tức. Trong đó không thiếu các cường giả cấp bậc chí tôn, bọn họ đã bắt đầu ào ạt kéo đến. Diệp Lâm Quân bước từng bước một. Chỉ dựa vào hai nắm đấm của mình, anh đã đánh bay từng cường giả cấp chí tôn. Trong tích tắc, thi thể đầy đất, máu chảy lênh láng. Thịt vụn à xương vụn bản tung tóe khắp nơi. Giết giết giết. Diệp Lâm Quân gầm lên, giống như tử thần giáng xuống. Thu hoạch sinh mệnh. Người của Hắc thần giáo tàn nhãn vô tình, nhưng Diệp Lâm Quân còn độc ác và vô tình hơn họ. Xé xác cơ thể họ, đánh nổ đầu họ. Một luồng khí đánh tới, cả 600 người của Hắc thần giáo đều ngã xuống đất. Không ai trong số họ còn sống. Giết nó! Giết nó! Sau đó, cường giả cấp, chí tôn tầng thứ 2 và cường giả cấp chí tôn tầng 3 bắt đầu diệt trừ Diệp Lâm Quân. Nhưng trong tay Diệp Lâm Quân, họ không khác gì kẻ yếu đuối. Ngay sau đó hàng trăm người đã ngã xuống đất. Hầu hết mọi người đều bị Diệp Lâm Quân đánh thành bã vụn. Lên! 17 cường giả cấp chí tôn tầng thứ 4 đi tới. Mỗi người đều có trình độ tương đương với 4 trưởng lão của thành vô song. 17 người bắt đầu tung ra sát chiêu lợi hại nhất của mình. Nơi này đều bị san bằng. Tiếng nổ vang lên không ngừng. Điều này hoàn toàn có thể so sánh với cảnh hàng trăm ngàn binh sĩ ra trận. Nhưng Diệp Lâm Quân quá mạnh mẽ. Bùm! Bùm! Anh chắc chắn làm nổ tung cơ thể của ai đó một khi ra tay. Cường giả cấp chí tôn tầng thứ 4 lần lượt rơi xuống. Bùm! Sau cú đấm của Diệp Lâm Quân,
một người đã bị đánh tan thành xương máu. 17 vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ tư toàn bộ ngã xuống. Hơn 800 ri người của Hắc Thần giáo đều bị giết sạch. Chỉ còn lại hai người. Giáo chủ và phó giáo chủ. Hai vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ năm. Cả hai đều tròn mắt nhìn chỉ trong một cái chớp mắt, người trong Hắc Thần giáo đều chết rồi. Nguồn gốc của người này là gì? Làm sao anh ta có thể mạnh đến vậy? Anh chấm ANS là ai? Hắc báo và phó giáo chủ đều không thể ngồi yên. Tôi là ba của đứa nhỏ, các người đừng có mà có ý đồ xấu gì với nó. Giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên, lạnh lùng và u ám. Hai người các người cũng phải chết. Diệp Lâm Quân không nói nhảm, trực tiếp tiến thẳng về phía hai người. Quả nhiên, cấp chí tôn tầng thứ năm đủ mạnh. Hai vị giáo chủ và phó giáo chủ đồng loạt ra tay. Euro ó thể xưng là kinh thiên động địa. Ngọn núi lớn này của Hắc Thần giáo nhanh chóng bị san bằng. Hiệu quả này chỉ có bom đạn của máy bay tuần tra mới làm được. Thế mà hai người lại làm được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của cường giả cấp chí tôn. Có điều, công pháp và thuật pháp của họ vô dụng với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân có thể chống đỡ hết cả. Ngay cả sợi tóc cũng không bị hao tổn gì. Am! Anh nện một quyền lên đầu phó giáo chủ, đánh nát. Ngay sau đó, một quyền đánh bay Hắc báo ra ngoài. Da trên người Hắc báo bị nứt ra, từng vệt máu xuất hiện. Vừa rồi Diệp Lâm Quân mà dùng thêm một phần lực, gã tuyệt đối sẽ bị nổ tung. Gã quỳ rạp trên đất cầu xin tha thứ, không phải tôi, đại sư, không phải tôi làm. Là đại đồ đệ Khương Tử Hào của Phó Phong Thu làm lộ tin tức, bảo tôi tới bắt con gái ngài. Cầu xin ngài tha cho tôi một mạng, sau này cái gì tôi cũng nghe theo ngài. Diệp Lâm Quân cũng không ngờ đây lại là kế hoạch của đại đồ đệ của Phó Phong Thu. Được, tôi biết rồi. Nhưng mà ông vẫn phải chết. Nói xong, Diệp Lâm Quân dùng một quyền đánh nát Hắc báo. Đến đây, toàn bộ Hắc Thần giáo đều bị diệt sạch. Hắc Thần giáo tội ác tày trời, dọa đến núi thập phương không dám thở lại cứ như vậy bị một người diệt. Nếu truyền đi thì sẽ có ai tin chứ? Quan trọng là giáo chủ Hắc Thần giáo sắp đạt được tầng thứ 6 của cấp chí tôn. Ngay cả loại nhân vật này mà cũng có thể bị tiêu diệt quá mạnh. Chỉ vì động đến con gái của Diệp Lâm Quân, cho nên bị diệt trong tích tắc. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Bé Quân là điểm giới hạn của Diệp Lâm Quân, cũng là điều cấm kỵ mà kẻ địch không được đụng vào. Hắc Thần giáo bị diệt, có điều bé Quân vẫn đang ngủ say. Ngủ đi con, coi như là một giấc mơ. Diệp Lâm Quân ôm lấy bé Quân, bước từng bước rời khỏi Hắc Thần giáo. Một bên khác, toàn bộ trợ lực mà Thành Vô Song tìm được đều chạy bay vì sợ Hắc Thần giáo. Phó Phong Thu cũng hết cách. Lý Tử Nhiệm vẫn còn đau khổ cầu xin. Thậm chí còn muốn Thành Vô Song cho cô xin cái địa chỉ, cô tự mình đi cứu. Đúng rồi, Thành Chủ, còn một cách. Tam trưởng lão đột nhiên nghe ra một kế. Cách gì? Phó Phong Thu hỏi. Cầu xin lão thành chủ rời núi. Tam trưởng lão nói. Sắc mặt Phó Phong Thu lập tức thay đổi, ông đang nói đùa ượt lão thành chủ đã chết từ mấy chục năm trước rồi. Ông còn bảo tôi cầu xin ngài ấy rời núi. Tam trưởng lắp nói. Đúng, tôi cũng nghe qua, tôi cảm giác lão thành chủ không chết. Đúng vậy, tôi cảm giác lão thành chủ tuyệt đối còn sống. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cùng nói. Phó Phong Thu do dự một chút, thở dài, được rồi, vậy mà các người lại nghe được bí mật này. Vậy tôi nói thật cho các người biết, đúng là lão thành chủ còn sống. Ông ấy tu luyện một môn công pháp, cố ý dặn dò tôi không được quấy rầy ông ấy, khi nào xuất quan thì tự khắc ông ấy sẽ ra. Đây là bí mật lớn nhất của Thành Vô Song. Chỉ có mình Phó Phong Thu biết. Những người khác cũng chỉ là nghe qua thôi. Những sáu nhà đã đến lúc này phồi. Thình chỉ còn nghĩ nhiều như thế làm gì. Bé Quân là hy vọng của Thành Vô Song đấy. Được. Phó Phong Thu lập tức dẫn theo đám người đến trước phần mộ của lão thành chủ khẩn cầu ông rời núi. Bé Quân về rồi. Đúng lúc này lập tức có tin tốt truyền đến. Phó Phong Thu vui mừng, là lão thành chủ ra tay rồi, tuyệt đối là ông ấy. Đúng vậy, chắc chắn là lão thành chủ. Nếu không, ai có khả năng cứu bé Quân ra khỏi Hắc Thần giáo chứ? Lão thành chủ đã xuất thủ vào thời khắc quan trọng, trời phù hộ cho Thành Vô Song của chúng ta rồi. Mọi người hô lên, mọi người nhìn nhau.
Mọi người đều ngây ngất. Tất cả đều quỳ xuống, muốn thỉnh lão thành chủ xuống núi. Không ngờ, lão thành chủ sẽ ra tay trước. Hóa ra là lão thành chủ biết tất cả mọi việc trong thành vô song. Họ không lo lắng gì cả. Thật sự quá tốt khi bé quân được cứu về. Mọi người đều vui đến phát khóc. Đặc biệt là Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên. Mọi người đến phòng của bé quân. Lúc này bé quân đang ngủ ngon lành, khóe miệng nở một nụ cười, thì thầm, ba ơi. Ba ơi, mọi người đều mỉm cười. Lý Tử Nhiệm càng ôm chặt bé quân hơn. Thật tuyệt, bé quân vẫn ổn, Phó Phong Thư cười lớn. Thành vô song tràn ngập niềm vui. Không khí lễ hội như tràn về. Báo cáo, đúng lúc này, thám tử thành vô song chạy tới. Xảy ra chuyện lớn, Hắc Thần giáo đã bị tiêu diệt. Hơn 800 giáo chúng cùng giáo chủ và phó giáo chủ đều bị giết. Ngọn núi nơi Hắc Thần giáo đóng quan đã bị san bằng. Hắc Thần giáo toàn bộ bị diệt. Cái gì? Nghe tin xong, mọi người đều trợn tròn mắt. Hóa ra không phải chỉ có bé quân được cứu về, mà cả Hắc Thần giáo cũng bị tiêu diệt. Không ai trong số hơn 800 người sống sót. Điều này quá khủng khiếp rồi. Phải có thực lực thế nào mới tiêu diệt được Hắc Thần giáo khét tiếng? Là lão thành chủ, chỉ có lão thành chủ mới có khả năng này. Hồi đó, lão thành chủ đang bế quan, khi tin tức về cái chết của ông ấy được báo ra, ông ấy đã gần đột phá đến cấp chí tôn tản thứ 6 rồi. Bây giờ nhiều năm trôi qua, nhất định là lão thành chủ đã đạt tới cấp 6 rồi. Phó Phong Thu phấn khích hô lên. Đúng, chỉ có cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 mới có thể tiêu diệt toàn bộ Hắc Thần giáo. Nhất định là lão thành chủ. Thành vô song của chúng ta sắp bay lên ngọn rồi. Có một cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 bảo vệ, có mấy người ở Lạc Việt địch được. Đây là một tin vui chưa từng có đối với thành vô song, bé quân, vị thiên tài đã được giải cứu. Lại có lão thành chủ bảo vệ. Trong tương lai, thành vô song chắc chắn sẽ nhòm ngó đến ngôi báu của Lạc Việt. Nhưng Khương Tử Hào và những người khác hoàn toàn chết lặng. Họ đã làm rất nhiều. Không phải chỉ đang cố gắng đuổi bé quân đi thôi sao? Tại sao nó lại trở lại rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc Thần giáo cũng đã bị tiêu diệt. Thất bại trong gang tấc. Sắc mặt bọn họ trắng bệch. Cực kỳ khó coi. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên cũng vui mừng trong lòng. Thành vô song càng mạnh, bé quân càng an toàn. Tốt cho tất cả mọi người. Đi, cùng ta đi cảm ơn lão thành chủ. Phó Phong Thu lại dân mọi người đến lăng mộ của lão thành chủ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, cùng nhau hô lên, cảm ơn ông lão thành chủ đã ra tay bảo vệ tương lai của thành vô song. Phó Phong Thu thậm chí còn nói, con cũng hy vọng rằng lão thành chủ có thể ra mặt chỉ đạo. Tất cả đều rất nhớ ngài. Tuy nhiên, nơi tử huyệt chậm chạp không có hồi âm. Mọi người quỳ trước mộ nửa tiếng. Vẫn không có phản hồi. Điều mà họ không ngờ là vị lão thành chủ đã tiêu diệt Hắc Thần giáo trong miệng họ đang nằm trong lăng mộ vào giờ phút này. Ông ta đã trở thành một cái xác khô. Năm đó ông ta luyện võ thất bại, sớm chết thảm. Vì vậy, cho dù có gọi cả nửa ngày cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Cho dù quỳ 10 ngày nửa tháng nữa, lão thành chủ cũng sẽ không leo ra ngoài. Chúng ta rời đi thôi. Hắn là lão thành chủ cần phải yên tĩnh. Bây giờ chúng ta chỉ cần lão thành chủ còn sống, với cả tu vi cũng đạt cấp chí tôn tầng thứ 6 là được rồi. Phó Phong Thu cười lớn. Hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của thành vô song. Trong lòng mấy người Khương Tử Hào như cho nguội. Lần này là hoàn toàn kết thúc, không thể dung chuyển địa vị của bé quân. Ngay cả lão thành chủ cũng muốn bảo vệ. Bé quân nhanh chóng tỉnh lại. Tất cả mọi người, bao gồm Phó Phong Thu để súng lại. Đây chính là bảo bối của thành vô song. Mẹ ơi, ba đâu rồi? Bé con nhìn ngắm chung quanh, người đầu tiên tìm chính là ba mình. Ba con ở nhà mà, không có ở chỗ này. LQN xoa đầu nhỏ của cô bé. Bé quân lắc đầu, không, ba đến rồi. Con nhìn thấy ba ban nãy mà, là ba cứu con về. Cho dù bé quân ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng trong thoáng chốc cô bé biết là ba cứu mình. Trước đó cô bé còn phát tín hiệu câu cứu cho ba. Ha ha ha! Kết quả lời này của bé quân làm cho tất cả mọi người đều cười. Đứa nhỏ ngốc này, chuyện vừa xảy ra liền nghĩ ngay đến ba của mình. Lý Tử Nhiệm lúng túng cười. Không sao, dù sao trong suy nghĩ của trẻ con,
ba đều rất giỏi giang. Phó Phong Thu nhìn bé Quân, cười nói, bé Quân, sư phụ nói cho con biết, người cứu con về không phải là ba con, mà là lão thành chủ, chính là sư phụ của sư phụ cứu con về. Không thể nào, là ba cứu con về. Con biết mà, bé Quân hô lên. Bé Quân có nhìn thấy ba con không? Có phải con vẫn luôn mê man không? Phó Phong Thu liên tục hỏi. Con. Bé Quân ngậm miệng, lắc đầu. Cô bé chỉ cảm thấy là Diệp Lâm Quân. Nhưng lại không tận mắt thấy. Cho nên là, bé Quân, con đừng nói mò, là lão thành chủ cứu được con. Huống chỉ ba con là người bình thường, sao có thể cứu con ra khỏi Hắc Thần giáo được? Vì Phó Phong Thu truyền bá tư tưởng, cho nên bé Quân chỉ có thể nghe theo bọn họ. Có điều cô bé vẫn duy trì ý kiến. Chính là ba cứu mình ra. Đứng trong chỗ tối, Diệp Lâm Quân nhìn hết nhất là ánh mắt của đám người Khương Tử Hào. Khiến cho mấy kẻ đó cảm giác lạnh gáy. Có hơi tê ra đầu. Bé Quân được cứu về. Diệp Lâm Quân là người vui vẻ nhất. Nam Yên, em có nói chuyện này cho anh của em không đấy? Chí Nam Yên lắc đầu. Em xem đi, chẳng phải bé Quân được cứu về rồi sao? Không cần phải nói cho anh của em, chỉ thêm phiền phức. Hôm sau, Phó Phong Thu triệu tập tất cả mọi người lại. Anh ta muốn tra xem ai tiết lộ chuyện thiên phú của bé Quân ra ngoài. Chuyện này anh ta đã cho người ta nghiêm ngặt giữ bí mật. Bí mật bồi dưỡng bé Quân. Vậy mà Hắc Thần giáo biết, nói rõ nhất định là có người để lộ bí mật. Anh ta nhất định phải điều tra ra được người này. Bây giờ thừa nhận, ta còn xử phạt nhẹ. Nếu để ta điều tra ra, vậy thì phiền phức lớn rồi. Phó Phong Thu nhìn về phía tất cả mọi người trong thành Vô Song, nói. Đám người Khương Tử Hào liền bị dọa sợ. Đương nhiên bọn họ không ai dám thừa nhận. Sư phụ, con nghĩ là do môn phiệt Tây Đường và hai nhà Lý Trịnh làm lộ rồi. Đúng, bọn họ là EO, khả năng nhất. Đám người Khương Tử Hào thành công chuyển lực chú ý. Phó Phong Thu lập tức dẫn đám người đi về phía Giang Bắc. Anh ta muốn điều tra rốt cuộc kẻ gian để lộ tin tức là ai. Kêu gọi tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ. Phó Phong Thu bắt đầu phát biểu. Lúc này Diệp Lâm Quân đứng dậy. Kẻ gian chính là mấy tên đồ đệ của anh. Lời nói làm cho người ta kinh ngạc muốn chết. Diệp Lâm Quân vừa nói, điều này xong. Sấm sét cuồn cuộn. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, mọi người đều vô thức nhìn đám đồ đệ bên cạnh Phó Phong Thu. Không ai ngờ đến điều này. Lúc đầu tâm trạng của đám người Khương Tử Hào không tệ. Họ thành công chuyển lực chú ý đến mấy kẻ râu ria kia. Nhưng Diệp Lâm Quân lại trực tiếp vạch trần bọn họ. Mấy người đều trợn tròn mắt nhìn. Theo bản năng run rẩy lên. Anh đang nói gì đó. Ngay cả Phó Phong Thu cũng ngơ ra. Đồ đệ của tôi là kẻ gian. Sao có thể? Đương nhiên Phó Phong Thu không tin do đồ đệ của mình gây ra. Bốn đồ đệ này bình thường anh ta bảo gì nghe nấy. Giống như học sinh ngoan trong trường vậy, sao có thể là kẻ gian? Đúng, anh ngậm máu phun người. Làm sao chúng tôi lại là gián điệp được? Chúng tôi là đệ tử yêu quý nhất của sư phụ, là niềm hy vọng của thành Vô Song trong tương lai. Chúng tôi sẽ không làm những việc như tự bắn vào chân mình được. Lời lẽ phân tích của Khương Tử Hào rất rõ ràng. Mọi người đều cảm thấy có lý. Ngay cả Lý Từ Nhiệm và Chí Nam Yên cũng thấy rất kỳ lạ, vì sao Diệp Lâm Quân lại chỉ mấy người Khương Tử Hào chứ? Diệp Lâm Quân ười nói, lý do rất đơn giản. Bởi vì bé Quân đến mà địa vị của cậu tụt dốc không phanh. Vốn dĩ thành Vô Song rất sủng ái các người, nhưng bây giờ tất cả chuyện này thuộc về bé Quân. Các người ghen tị với bé Quân nên muốn loại bỏ con bé lúc này mới lộ ra tin tức. Nghe vậy, Khương Tử Hào và những người khác vô cùng kinh hãi. Diệp Lâm Quân quá đáng sợ. Lập tức phân tích được ra tất cả các yếu điểm. Nói rõ ràng cách tà và suy nghĩ của bọn họ. Sau khi nghe Diệp Lâm Quân phân tích, mọi người chỉ cảm thấy khiếp sợ khi nghĩ kỹ lại. Dường như thật sự là vậy. Khi bé Quân đến, người chịu tổn thất nhiều nhất là mấy người đó. Ngay cả Phó Phong Thu và Tứ Đại Trưởng Lão cũng đều cảm thấy có lý. Sư phụ, oan quá, chúng con một lòng trung thành với thành Vô Song. Trời đất chứng giám. Huống chỉ chúng con vẫn luôn đối xử tốt với sư muộn Lê Quân, mọi người cũng nhìn được mài. Mấy người Khương Tử Hào lập tức quỳ xuống đất, bắt đầu giải thích. Đúng vậy, từ khi bé Quân nhập môn đến nay,
bọn họ cực kỳ quan tâm tới bé Quân, khắp nơi biểu hiện giống nhanh chị ruột trong nhà, tôi không có cách nào tưởng tượng được là họ xuống tay với bé Quân. Phó Phong Thu nói ra. Tất cả mọi người đều trắng trợn gật đầu. Đúng là như thế. Sau lưng mấy người làm sao biết? Euro có thể bề ngoài họ đối xử tốt với bé Quân. Thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ là đang đối phó với bé Quân. Ngay cả Lý Từ Nhiệm và Chí Nam Yên cũng lên tiếng, Hạo Quân anh nhầm rồi, mấy người họ đặc biệt tốt với bé Quân, có người nói xấu bé Quân, bọn họ còn đi dạy dỗ người ta ấy. Đúng vậy, người của Thánh Vô Song làm sao lại đi đối phó với ngứa ơi của Thánh Vô Song chứ? Bọn họ ghen tị như vậy sao? Bọn họ đã là cường giả cấp chí tôn rồi, không cần thiết phải đi ghen ghét với một đứa trẻ. Mọi người có mặt đều bắt đầu bênh vực mấy người Khương Tử Hào. Trong lúc mấy người kia thở phào nhẹ nhõm, Khương Tử Hào đột nhiên nói, sợ là chính anh tiết lộ tin tức ra ngoài đi. Cậu ta đột nhiên chỉ tay về phía Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mỉm cười, tôi bị ngu sao mà đi đối phó với con gái của tôi. Anh không ngốc, anh rất thông minh. Ngay từ đầu, anh đã coi thường Thành Vô Song và cảm thấy rằng Thành Vô Song không xứng đáng để nuôi dưỡng con gái của mình. Điều này có đúng không? Khương Tử Hào hỏi. Đúng vậy. Điểm này thì Diệp Lâm Quân thừa nhận. Cho nên anh mới muốn tìm một nhân vật lợi hại hơn tới bồi dưỡng cho con gái mình, lấy thân phận trước kia của Minh đi tìm Hắc Thần Giáo, còn muốn dẫn con gái mình đến Hắc Thần Giáo bồi dưỡng, do đó mới tạo ra vỏ hài kịch thế này. Khương Tử Hào phân tích rất rõ ràng hợp lý. Nhưng phân tích của Khương Tử Hào rất có lý. Vì lựa chọn tốt hơn, Diệp Lâm Quân thật sự có thể làm như vậy. Cậu nói bậy bạ, cho, dù Hạo Quân có thể nào. Đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không đẩy con gái mình xuống hố lửa, đúng không? Lý Tử Nhiệm hỏi ngược lại. Cũng không hẳn. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Không phải Khương Tử Hào, mà là Phó Phong Thu. Phó Phong Thu bước nhanh về phía Diệp Lâm Quân, anh ta kêu lên, trên người anh ta có hơi thở của Hắc Thần Giáo. Cái gì? Lời vừa dứt, sắc mặt của đám người trong hiện trường đột ngột thay đổi. Phó Phong Thu đã có giao lưu khá nhiều với Hắc Thần Giáo và Chu Ân thuộc với Mô Ý Tứ Hề Hắc Thần Giáo. Luồng khí tức này không thể sai được. 100% là của Hắc Thần Giáo. Tứ đại trưởng lão và các cao thủ khác trong Thành Vô Song toàn bộ lao tới. Họ quan sát Diệp Lâm Quân một cách cẩn thận. Đúng, đúng vậy, hơi thở của Hắc Thần Giáo vẫn ở trên người anh ta, tôi chắc chắn. Đúng, nhất định anh ta đã tới Hắc Thần Giáo. Mọi người đều chắc chắn rằng Diệp Lâm Quân từng tới Hắc Thần Giáo, ai cũng trợn mắt nhìn. Có thật là Diệp Lâm Quân không? Bốn người đám Khương Tử Hào vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ. Cậu ta đã hết kế, liền vội vàng dội nước bẩn lên người Diệp Lâm Quân. Ai ngờ rằng Diệp Lâm Quân thực sự đã từng đến Hắc Thần Giáo. Thật đúng là bị cậu ta nói trúng. Đúng là muốn cái gì thì cái đó tới. Diệp Lâm Quân, anh có dám thừa nhận trước công chúng rằng mình đã từng tới Hắc Thần Giáo không? Phó Phong Thu lạnh lùng hỏi. Diệp Lâm Quân không thể tin, run rẩy hỏi, Hạo Quân, anh có đi qua Hắc Thần Giáo không? Tôi đã tới Hắc Thần Giáo. Diệp Lâm Quân thừa nhận. Toàn trường đều xôn xao. Không ngờ lại thật là Diệp Lâm Quân. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, bản thân anh ta cũng thừa nhận mình từng tới Hắc Thần Giáo. Chuyện của bé Quân đều do anh ta lên kế hoạch. Khương Tử Hào cười nói. Ba người còn lại cũng vui mừng khôn xiết. Sự nghi ngờ đối với bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Lý Từ Nhiệm thay đổi trầm trọng, thất vọng nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân, hét lên một cách điên cuồng, anh có biết anh đang làm gì không? Suýt chút nữa anh đã giết chết bé Quân rồi. Hắc Thần Giáo chính là hố lửa, mà anh thĩa lại đấy con gái mình vào. Lý Từ Nhiệm tức phát điên. Cô thực sự nghĩ rằng chính Diệp Lâm Quân đã thông đồng với Hắc Thần Giáo để đưa bé Quân đi. Anh sao có thể như vậy? Hắc Thần Giáo là tà môn ma đạo. Bọn họ sẽ không bồi dưỡng bé Quân đâu, mà là dùng bé Quân để tu luyện. Chí Nam Yên cũng tức giận. Đồ ngôn! Anh thật sự cho rằng Hắc Thần Giáo sẽ giúp anh huấn luyện con gái sao? Tà môn ma đạo như bọn họ chỉ suy nghĩ cho chính mình. Không để ý tới sống chết của con gái mình. Anh tự dâng con gái mình cho bọn họ chẳng khác này mang đi chịu chết. Đúng là người bình thường, tâm nhìn quá hạn hẹp. Mọi người bắt đầu chỉ trích Diệp Lâm Quân. Nhìn anh giống như kẻ ngu vậy. Được rồi, bây giờ vụ việc đã khép lại,
Chính ba của bé Quân là người đã tiết lộ tin tức về tài năng của con bé ra ngoài. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ giết chết, nhưng đây là ba của bé Quân, tôi sẽ tha cho anh ta một lần. Nếu có lần nữa, tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Phó Phong Thu tổng kết chuyện này. Diệp Lâm Quân, chúng tôi thực sự rất thất vọng về anh. Nếu không phải có lão thành chủ ra tay, có lẽ bé Quân đã không còn trên đời này rồi. Anh suýt hại chết bé Quân đấy. Lý Tử Nhiệm khóc không thành tiếng. Nếu là người khác cổ có thể hiểu được. Nhưng liên quan đến an nguy của bé Quân, cô không nhịn được. Nổi đóa với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ mím môi, cười nói, sao các người không hỏi tôi đi làm gì? Anh đi làm gì? Đương nhiên là tới cứu bé Quân. Diệp Lâm Quân vừa nói điều này. Toàn trường lại lần nữa xôn xao. Mọi người nhìn Diệp Lâm Quân tức giận nói, anh không đi hại bé Quân. Còn đi cứu bé Quân à? Sẽ không ai tin điều đó. Là một mình tôi đi tới Hắc Thần Giáo, giết chết tất cả mọi người trong Hắc Thần Giáo, bao gồm cả giáo chủ và các phó thủ lĩnh, sau đó cứu bé Quân. Và chính người đứng đầu Hắc Thần Giáo đã nói với tôi rằng gián điệp là đồ đệ của anh. Diệp Lâm Quân nói một cách nghiêm túc. Chỉ là lời nói này quá khó tin. Không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Còn khi mốc, rõ ràng bé Quân là do lão thành chủ rời núi cứu về. Còn liên quan gì đến anh? Anh còn tiêu diệt toàn bộ Hắc Thần Phái. Anh là người bình thường, có nằm mơ cũng không nên nghĩ vậy chứ. Tiêu diệt Hắc Thần Giáo chỉ có lão thành chủ cấp chí tôn tầng thứ 6 mới có thể, một người bình thường như anh lại nói mạnh mồm như thế, không sợ chúng gió méo mồm à. Không ai có thể tin rằng một người bình thường có thể hủy diệt được thế lực khổng lồ của Hắc Thần Giáo. Điều đó là không thể nào. Được rồi, cuối cùng thì lão thành chủ xuống núi ra tay, bé Quân cũng không sao, cứ để chuyện này qua đi. Anh ta là ba của bé Quân, chúng ta không thể làm gì được. Rút thôi, mọi việc cứ vậy đi, Phó Phong Thu nói. Lúc này mọi người mới không tiếp tục truy cứu nữa. Diệp Lâm Quân, về sau bịa chuyện thì bịa thật một chút. Lý Tử Nhiệm cực kỳ thất vọng với Diệp Lâm Quân. Anh suýt nữa đã giết chết bé Quân thì thôi, thậm chí còn bịa ra một lời nói đõi giả chân như vậy. Mọi thứ đến hồi kết thúc. Không ai vui vẻ hơn đám người Khương Tử Hào. Hoàn toàn tránh khỏi sự nghi ngờ, còn kết tội được Diệp Lâm Quân. Ôi đúng là trong hiểm có phúc, nhưng con bé đáng chết này đã trở lại, thân phận của chúng ta vẫn bị đe dọa. Chúng ta phải nghĩ cách khác, Khương Tử Hào sò cằm suy nghĩ. Đúng vậy, ngay cả lão thành chủ cũng đang bảo vệ nó, tương lai thành vô song còn không phải đo nó định đoạt hay sao? Mấy người khác cũng một mặt ưu sầu. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một người. Diệp Lâm Quân. Anh chấm ANS đến từ khi nào? Khương Tử Hào bị hù đến hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Sao Diệp Lâm Quân này tới mà không gây ra tiếng động nào vậy? Đúng lúc bọn họ đang bàn về cách đối phó với con gá anh Lý ta thì anh ta xuất hiện. Đây cũng quá dọa người rồi. Nể tình các người từng chăm sóc con gái tôi cho các người một tuần để thừa nhận, đồng thời xin lỗi. Diệp Lâm Quân trực tiếp bày tỏ ý định của mình. Anh bị bệnh à? Bảo chúng tôi thừa nhận chuyện gì? Xin lỗi ai? Khương Tử Hào hỏi. Trong lòng cậu tự biết rõ. Hãy nhớ rằng, con người có thể mắc sai lầm. Các người tuổi còn nhỏ, có thể hiểu được, nhưng nếu biết sai thì có thể sửa đổi. Còn không biết sai thì các người chỉ còn một con đường chết thôi. Đám người Khương Tử Hào hai mặt nhìn nhau, đều thấy buồn cười. Tên điên này nói gì vậy? Chuyện của con gái anh không liên quan gì đến chúng tôi. Mau cút khỏi đây đi. Diệp Lâm Quân liếc mắt nhìn đám người, dù sao tôi nói rồi đấy. Nếu không thừa nhận trong vòng một tuần, thì tự gánh lấy hậu quả. Bỏ lại câu nói này, Diệp Lâm Quân liền rời đi. Tự gánh lấy hậu quả. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ, chúng tôi cũng thật muốn xem anh có thể gây ra hậu quả gì cho chúng tôi trong một tuần. Mấy người cười nhạo nói. Có điều đương phân nộ, đám người Khương Tử Hào có hơi hoang mang. Tại sao Diệp Lâm Quân lại khẳng định là họ? Không có lửa thì sao có khói? Chẳng lẽ Diệp Lâm Quân biết điều gì rồi? Liệu có phải thật sự là Diệp Lâm Quân đã cứu bé Quân và tiêu diệt Hắc Thần Giáo không? Có người thắc mắc. Làm sao có thể? Rõ ràng là lão thành chủ ra tay. Đoán chừng anh ta có thể phân tích được. Dù sao cũng chỉ có mấy người chúng ta có động cơ đối phó với con gái anh ta thôi.
Khương Tử Hào cũng cảm thấy phân tích này đáng tin nhất. Tôi cũng cảm thấy thế. Vậy đại sư huynh, một tuần này phải làm sao? Có người hỏi. Các người quản chuyện này làm gì? Anh ta là một người bình thường sao có thể làm chúng ta bị thương được? Không ai coi trọng chuyện này trong lòng cả. Hắc thân giáo bị diệt không chỉ gây nên sóng to gió lớn ở thành Vô Song, ở Lạc Việt, mà thật chí tạo tiếng vang đến cả thế giới. Từ khi ước hẹn chúng thần bỏ đi đến nay, nhóm cường giả siêu cấp đều rất yên tĩnh. Nhưng lúc này đâu Hắc thần giáo bị diệt cả tộc, đúng là động tác quá lớn. Đầu tiên, Hắc thần giáo quá mạnh, đứng hàng đầu trong các thế lực lớn của Lạc Việt. Nhất là giáo chủ bên đó đứng hàng cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5, cực kỳ hiếm thấy trên thế giới. Nhưng Hắc thần giáo lại trực tiếp bị tiêu diệt, một người cũng không sống sót được. Hành động này thực sự quá lớn. Nhất là vệ binh Viêm Long, trên dưới thần kinh đều căng cứng. Cảnh nội Lạc Việt xảy ra chuyện như vậy, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là kẻ địch thì hoàn toàn sóng đời rồi. Bọn họ cần đẩy nhanh kế hoạch. Vệ binh Viêm Long thả ra điều kiện hậu hĩnh, đạt thành hợp tác với thế gia Y Vương. Bao gồm quyền thế, tiền tài, thậm chí là đất đai. Chỉ cần thế gia Y Vương muốn, bọn họ đều thỏa mãn. Còn cung cấp dược liệu cực kỳ quý báu, các nguồn tài nguyên phong phú cho thế gia Y Vương. Lúc này thế gia Y Vương mới đồng ý, trợ giúp Lạc Việt tạo ra 5 tên cường giả cấp chí tôn. Mặt khác cũng trợ giúp Diệp Lâm Quân chữa trị võ mạch. Đương nhiên, chuyện chữa trị võ mạch, thế gia Y Vương không có chút chắc chắn nào, chỉ là muốn kéo dài thời gian kiếm hời. Quả nhiên, dưới thần dược và y thuật cổ của thế gia Y Vương, đã trợ giúp Lạc Việt chế tạo ra 5 tên cường giả cấp chí tôn. Mặt khác, 6 người nhóm Tiêu Phong cũng nhờ hỗ trợ mà trở thành cường giả cấp chí tôn. Còn có rất nhiều người đạt chuẩn bị đột phá cường giả cấp chí tôn, hoặc là tiếp cận. Lần này thực lực của Lạc Việt được tăng mạnh. Lạc Việt cố ý sắc phong thế gia Y Vương là hộ quốc Y Vương. Địa vị của thế gia Y Vương nhanh chóng được kéo lên. Đại sự Vương không được vệ binh Viêm Long hộ tống, cố ý tới tìm Diệp Lâm Quân, giúp anh chữa trị võ mạch. Nể mặt vệ binh Viêm Long, anh không cần đập đầu cầu xin tôi. Nghe nói đám người này muốn chữa trị võ mạch cho mình, Diệp Lâm Quân có chút sửng sốt. Nếu như họ chữa trị, lỡ sau này mình có thể hiện thực lực ra, nói không chừng bọn họ sẽ vô sỉ nói là do mình trị khỏi. Tôi không cần. Thần dược của các người tôi không uống, thần châm của các người tôi không châm. Làm người bình thường có gì mà không tốt chứ? Diệp Lâm Quân nói. Anh! Cứng đầu! Đại sư Vương không tức muốn nổ phổi. Hạo Quân, tốt xấu gì anh cũng cho chút thể diện đi, để đại sư chữa trị võ mạch cho anh, lỡ như có hiệu quả thì sao? Bây giờ anh làm người bình thường, lỡ như Lạc Việt có gặp nguy nan, hoặc là người nhà anh gặp nguy hiểm, thì anh chỉ có thể đứng nhìn thôi. Mọi người tận tình khuyên bảo. Diệp Lâm Quân cười, yên tâm, người nhà của tôi sẽ không có nguy hiểm gì cả. Đúng là quên mất, con gái anh được Thành Vô Song thu nhận là đệ tử, có lão thành chủ cấp chí tôn tầng thứ 6 che chở cho cô bé rồi. Ngay cả vợ anh cũng được trưởng lão Thành Vô Song nhận làm đồ đệ. Bọn họ đương nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng mà ngày xưa anh từng là vương giả, có thể trơ mắt nhìn con gái và vợ mình từng chút mạnh lên, còn mình thì chỉ làm người bình thường thôi sao? Chẳng lẽ anh muốn ăn cơm chùa của con gái và vợ mình? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bi nhìn anh. Diệp Lâm Quân cười, ăn bám có gì không tốt, nếu như các người có vợ và con như vậy, các người cũng có thể ăn bám. Tất cả mọi người đều muốn hộc máu. Lần đầu tiên thấy có người thoải mái tự nhận mình ăn bám như thế. Cảm ơn ý tốt của các người. Tôi đã không còn tâm tư đi chém chém giết giết, các người tìm người khác đi. Diệp Lâm Quân nói. Anh ấy, đúng là không thấy rõ tình thế. Đi thôi, đám người vệ binh Viêm Long tức đến thở hổn hển rời đi. Diệp Lâm Quân không trách bọn họ. Vệ binh Viêm Long cũng vì muốn tốt cho Lạc Việt. Tăng cường thêm lực lượng phòng hộ cho Lạc Việt. Dù sao bây giờ cũng là thời kỳ quan trọng. Loạn trong giặc ngoài, chưa chừng ngày nào đó đột nhiên bạo phát. Diệp Lâm Quân chỉ muốn mẹ, em gái và vợ con mình bình an. Nhưng Hắc thần giáo lại trực tiếp bị tiêu diệt, một người cũng không sống sót được. Hành động này thực sự quá lớn. Nhất là vệ binh Viêm Long, trên dưới thần kinh đều căng cứng. Cảnh nội Lạc Việt xảy ra chuyện như vậy, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả.
nếu là kẻ địch thì hoàn toàn xong đời rồi. Bọn họ cần đẩy nhanh kế hoạch. Vệ binh Viêm Long thả ra điều kiện hậu hĩnh, đạt thành hợp tác với Thế Gia Y Vương. Bao gồm quyền thế, tiền tài, thậm chí là đất đai. Chỉ cần Thế Gia Y Vương muốn, bọn họ đều thỏa mãn. Điều không ăn được một miếng, người Lạc Việt không chủ động gây sự, nhưng họ rất ngoan cường. Ai đụng vào đồ của họ, thì họ sẽ đánh kẻ đó. Một người trong số họ mặc áo gió dài, đeo kính râm, gã cười và nói, được rồi, tôi hiểu ý của các vị rồi. Nếu như có cơ hội ra vào tự do ở Lạc Việt, mọi người có muốn không? Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Những cường giả cấp chí tôn này liên tục gật đầu. Bọn họ đương nhiên muốn. Tôi có cách, người đàn ông mặc áo khoác cười. Cách gì? Tất cả mọi người đều hỏi. Rất đơn giản, công chiếm Lạc Việt, đánh bại sau đó chia thuộc địa. Chỉ cần Lạc Việt là của chúng ta, đến lúc đó các người muốn thế nào thì thế đó. Biện pháp mà người đàn ông mặc áo khoác nói ra khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cái gì? Không ông chiếm, công chiếm Lạc Việt. Biến Lạc Việt thành của chúng ta. Tất cả đều không nhịn được mà dùng mình một cái. Không được, Lạc Việt quá mạnh. Từ xưa đến nay, người khiêu khích tiến đánh Lạc Việt không hề ít, nhưng có mấy ai chiếm được tiện nghi. Đúng vậy, Lạc Việt quá kiên cường, thậm chí có thể nói là bất khả chiến bại. Có thể nhìn ra được các cường giả cấp chí tôn e ngại đối với Lạc Việt. Nếu như chúng ta liên hợp với nhiều cường giả cấp chí tôn khác, cộng thêm các thế lực lớn ở các nước lớn ủng hộ, tạo thành một đại quân trước nay chưa từng có thì ao. Người đàn ông mặc áo khoác lại nói. Hả, việc này, Ngô tập hợp lực lượng toàn thế giới tiến đánh Lạc Việt. Trong mắt của mọi người đều muốn bay ra ngoài. Toàn thế giới, không khoa trương như vậy. Chỉ cần tập hợp những thế lực và cường giả muốn chia cắt Lạc Việt lại, tôi nghĩ kẻ thù của Lạc Việt không ít, người bằng lòng hợp tác sẽ có rất nhiều. Việc này thì được, kẻ thù của Lạc Việt không hề ít. Nếu như tập hợp toàn bộ những lực lượng này lại, tiến đánh Lạc Việt là hoàn toàn có thể. Người đàn ông mặc áo khoác nói, thực ra không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này, tôi đang triệu tập quân liên minh đánh bại Lạc Việt. Không bao lâu sau, đại quân liên minh thành lập, lập tức đánh vào Lạc Việt, chia cắt tất cả. Chẳng trách thời gian này lại an tĩnh như thế, bây giờ tôi đang tò mò, ước hẹn chúng thân bị phá vỡ, cái đám kia cũng có thể nhìn được. Hóa ra là vì anh thao túng. Nghỉ ngò trong lòng mọi người được giải quyết. Người đàn ông mặc áo khoác gật đầu, đúng, không sai, là chúng tôi an bài. Trước tiên liên hệ với các cao thủ, bảo bọn họ án binh bất động, đợi đến khi đại quân liên minh được thành lập. Tính cảnh giác của Lạc Việt cũng cực kỳ cao, nghe nói đang tích cực chuẩn bị cho chiến đấu. Nhưng mà bọn họ có thể nghĩ đến việc võ giả chúng ta liên minh sao? Bọn họ đỡ nổi chắc, ha ha ha, tôi nguyện ý gia nhập đại quân liên minh. Tôi cũng nguyện ý, tất cả mọi người đều cười. Toàn bộ đều gia nhập đại quân minh. Mọi người đều mơ ước tới cảnh được chia cắt Lạc Việt. Theo như bọn họ nghĩ, Lạc Việt tất sẽ bại. Thế gian đều là địch, đánh thế nào được. Người đàn ông mặc áo khoác lôi kéo các cường giả cấp chí tôn gia nhập đại quân liên minh. Họ tập hợp những người mạnh nhất từ khắp nơi trên thế giới với trình độ cao nhất để đối phó với Lạc Việt. Quân đội liên minh đang được thành lập. Cuộc khủng hoảng của Lạc Việt lặng lẽ đến gần. Điều quan trọng nhất của Lạc Việt là loạn trong giặc ngoài. Họa ngoài không nói đến, nỗi lo trong nước chính là các cường giả cấp chí tôn, không một ai lê thuộc vệ binh Viêm Long cả. Không giống như những người bình thường, họ không có lòng cảm mến với đất nước. Trong mắt họ, họ chỉ sống trên vùng đất của Lạc Việt, chứ họ không thuộc về Lạc Việt. Họ có quyền tự do tuyệt đối. Không bao giờ tuân theo vệ binh Viêm Long. Thậm chí một số cường giả cấp chí tôn còn có ý nghĩ khác, đe dọa Lạc Việt bất cứ lúc nào. Các bọn họ hợp tác với cường giả cấp chí tôn, nhiều lắm là giống như hợp tác với Thế Gia Y Vương. Sự hợp tác đi kèm với một cái giá rất đắt. Vì vậy, Lạc Việt sẽ rất khó khăn. May mắn thay, vệ binh Viêm Long đã tích cực chuẩn bị. Sẽ mất một thời gian để quân đội liên minh được thành lập, điều này cũng cho vệ binh Viêm Long đủ thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, vệ binh Viêm Long không ngờ các cường giả cấp chí tôn trên thế giới yên tĩnh như vậy, thì ra là muốn cho Lạc Việt một bất ngờ lớn. Diệp Lâm Quân ở nhà cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tu luyện thứ mà Âu Sư đưa cho anh. Anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Anh còn có thể trở nên mạnh hơn. Chẳng bao lâu,
7 ngày đã đến. Diệp Lâm Quân đến thẳng thành Vô Song. Diệp Lâm Quân và Chí Nam Yên thấy anh thì đều tò mò hỏi, sao anh lại tới đây? Không có việc gì, anh đi tìm mấy người Khương Tử Hào. Diệp Lâm Quân lập tức đi tìm Khương Tử Hào. Anh điên rồi à? Lý Tử Nhiệm biết tình Diệp Lâm Quân, biết anh muốn tới gây sự. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn nhanh một bước, tìm được đám người Khương Tử Hào. Mấy người đều ngừng tay, nhìn qua. Còn nhớ rõ tôi nói gì với các người không? Diệp Lâm Quân hỏi. Lời gì, chúng tôi chẳng nhớ. Mấy người Khương Tử Hào cười. Đúng là bọn họ đã quên rồi. Vốn không có coi lời cảnh cáo của Diệp Lâm Quân ra gì. Tôi nói rồi, cho các người một tuần lễ để nhận sai và sửa chữa, bây giờ kỳ hạn đã tới. Diệp Lâm Quân nhắc nhở. Khương Tử Hào vỗ ót một cái, cười to nói, đúng đúng đúng, nhớ ra rồi, nếu như chúng tôi không nhận sai, thì phải tự gánh lấy hậu quả đúng không? Ha ha ha, mấy người nhìn về phía Diệp Lâm Quân, cười khiêu khích, rốt cuộc là hậu quả gì nào? Chúng tôi thật muốn nhìn xem. Các người đi theo tôi thì biết. Diệp Lâm Quân quay người rời đi. Ha ha ha, được, đúng hợp ý tôi. Mấy người lập tức đuổi theo. Nếu như ở thành Võ Sóng, bọn họ không dám ra tay. Nhưng rời thành Vô Song, bọn họ có làm gì Diệp Lâm Quân cũng không sao cả. Vốn dĩ, họ vẫn đang cố gắng tìm lý do để dẫn Diệp Lâm Quân đến một chỗ hẻo lánh và dạy cho anh một bài học. Kết quả anh tự mình dâng đến cửa. Những nụ cười điên cuồng xuất hiện trên khuôn mặt của đám người. Trên đời lại có một kẻ ngốc như vậy. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên chạy đến, cố gắng khuyên can họ. Đây là chuyện giữa chúng ta, hai người đừng xen vào. Hơn nữa, là anh ta tìm chúng tôi, còn khiêu khích chúng tôi. Khương Tử Hào liếc mắt nhìn Lý Tử Nhiệm. Cái này nên làm như thế nào mới tốt, chúng ta đi tìm thành chủ đi. Lý Tử Nhiệm bước nhanh đi, vẻ mặt sốt ruột. Đừng lo lắng, không sao đâu. Dù nói thế nào thì Diệp Lâm Quân cũng là ba của bé Quân. Đám người Khương Tử Hào đó có chừng mực, không dám làm gì Diệp Lâm Quân đâu. Có người khuyên. Chí Nam Yên gật đầu, cũng đúng, ngay cả thành chủ cũng không làm gì được, huống chỉ là mấy người này. Chị dâu, chị vẫn đừng nên xen vào, rất dễ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bên cạnh thậm chí còn nói, đúng, 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 còn chưa nói tới chuyện này là do Diệp Lâm Quân cố tình gây sự. Rõ ràng là anh ta tiết lộ tin tức cho Hắc Thần Giáo, còn đổ cho bọn họ. Tôi cảm thấy dạy cho một bài học cũng tốt, Lý Tử Nhiệm căn môi, thở phì phò nói. Diệp Lâm Quân, anh trước giờ không hề nghe em. Vấn đề này nên sớm kết thúc rồi, anh còn dây dưa, gây ra hậu quả gì thì tự đi mà gánh chịu. Biết Diệp Lâm Quân nhiều lắm cũng chỉ bị dạy dỗ một trận, Lý Tử Nhiệm cũng miễn cưỡng yên lòng. Theo cô, nên dạy cho Diệp Lâm Quân một bài học. Ai bảo anh cứng đầu như vây? Diệp Lâm Quân dẫn đám người Khương Tử Hào đến một vùng núi sâu gần thành Vô Song. Nó nằm gần cấm địa của thành Vô Sơn. Cũng là nơi chôn cất lão thành chủ vã những người khác. Diệp Lâm Quân đánh giá hoàn cảnh, cười nói, Diệp Lâm Quân, nơi này đủ vắng vẻ đấy, đoán chừng anh có chết cũng không ai có thể phát hiện ha ha ha. Mấy người khác cười theo. Bọn họ đã bàn luận cách đối phó với Diệp Lâm Quân. Giết, hay là đánh cho anh tàn phế. Ra bên ngoài, bọn họ liền có thể làm gì thì làm. Cho dù có kết quả gì, thành chủ biết. Nhiều lắm cũng chỉ mắng bọn họ vài câu, không có thực sự trừng phạt. Dù sao bé Quân quan trọng chứ không phải là Diệp Lâm Quân. Nói không chừng thành chủ và những người khác cũng ghét Diệp Lâm Quân, muốn diệt trừ, chỉ là ngại mặt bé Quân. Vài người quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Diệp Lâm Quân như thể họ đang nhìn con mồi của mình. Tôi sẽ cho các người một cơ hội nữa, chỉ cần các người nhận lỗi và xin lỗi, tôi sẽ tha cho mấy người. Diệp Lâm Quân quay lại và nhìn đám người. Mọi người nhìn nhau, giống như nghe một trò đùa. Diệp Lâm Quân vẫn không hiểu tình hình hiện tại sao. Người gặp nguy hiểm chính là anh chứ không phải bọn họ. Ai cũng nhao nhao cười nói, anh không phải nói tự gánh lấy hậu quả sao? Chúng tôi ngược lại muốn xem hậu quả là gì. Mọi người nhìn Diệp Lâm Quân như một kẻ ngốc. Họ thực sự không thể tưởng tượng được một người bình thường có thể mang đến cho họ những hậu quả gì. Hơn nữa, bốn người họ đều là cường giả cấp chí tôn. Khương Tử Hào còn là cường giả cấp chí tôn tầng thứ ba. Diệp Lâm Quân lấy gì đòi dạy dỗ cậu ta? Được rồi,
đây là các người tự tìm. Diệp Lâm Quân đã lần lượt cho bọn họ cơ hội. Họ không trân trọng. Đến đi, anh muốn đánh tôi sao? Đến đánh đi, chỗ này nhiều máu này. Đồ đệ thứ tư của Phó Phong Thu, Phù Đình Hạo còn cố ý giơ mặt mình ra. Cậu ta là cường giả cấp chí tôn, cơ thể cứng rắn như sắt thép, đạn bắn đều không thủng. Một đấm của người bình thường sẽ chỉ làm tổn thương chính người đó thôi. Rầm. Nhưng một giây sau, một tiếng nổ vang lên. Một luồng lực có thể lật tung núi Thái Sơn đè xuống. Ầm. Phù Đình Hạo bị giáng một đòn nặng nề, bay ra ngoài. Bầu không khí lập tức lặng ngắt như tờ. Bùm. Sau khi tiếp đất, Phù Đình Hạo trực tiếp tạo ra một hố sâu. Rắc rắc. Rắc rắc. Sức mạnh lan rộng ra, đập tan tất cả những cây cối rậm rạp xung quanh. Mắt trợn tròn. Ai cũng trợn tròn mắt. Đám người Khương Tử Hào hoàn toàn ngây ra. Có thể một quyền đánh cường giả cấp chí tôn thành dạng này. Việc này. Anh vốn không phải người bình thường. Anh ta. Khương Tử Hào vừa định nhắc nhở, Diệp Lâm Quân vốn cách mất chục mét đột nhiên bước một bước đến trước mặt cậu ta. Am. Một quyền đánh tới, màu đen nhanh chóng phóng đại trong võng mạc. Khương Tử Hào còn không có cả cơ hội phản ứng. Học. Khuôn mặt của cậu ta lệch đi sau cú đầm này. Trong miệng phun ra máu tươi. Bùm. 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 Sau đó, năm đấm của Diệp Lâm Quân đánh lên trên người Khương Tử Hào, tốc độ như súng máy. Cơ thể Khương Tử Hào bị đánh đến biến hình. Cậu ta là cường giả cấp chí tôn tầng thứ ba, vậy mà mảy may đều không thể thi triển. Cậu ta bị một người bình thường đè ép. Học. Đánh cho đến khi Khương Tử Hào thoi thóp, Diệp Lâm Quân mới dừng tay lại. Sau đó anh lại dùng cú đấm chào hỏi hai người hai bên. Hai cường giả cấp chí tôn có lực mà không dùng được, chỉ đành trơ mắt nhìn Diệp Lâm Quân đánh bọn họ. Như cối xay nghiền ép. Những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Thành Vô Song, lại bị Diệp Lâm Quân đè xuống đất đánh, mà không có sức đánh trả. Anh.ans là cường giả cấp chí tôn. Tầng thứ 6. Khóe môi Khương Tử Hào run rẩy, lắp bắp nói, cậu ta nhìn về phía Diệp Lâm Quân, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Từ khí thế và thực lực vừa rồi của Diệp Lâm Quân, anh còn vượt xa sư phụ Phó Phong Thu của bọn họ. Như vậy Diệp Lâm Quân nhất định là cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Chí ít trong phán đoán của cậu ta, Diệp Lâm Quân là cấp bậc này. Trên thực tế, tự bản thân Diệp Lâm Quân cũng không rõ, rốt cuộc anh mạnh tới cỡ nào, nhưng anh có thể tùy tiện lạm dụng sức mạnh của cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Cái gì, cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6? Ba người còn lại bị dọa đến suýt nữa thì tè ra quần. Đây cũng đáng sợ quá. Không đúng. Đột nhiên Khương Tử Hào khẽ chớp mắt, trong mắt như muốn bay ra ngoài. Bé Quân là do Diệp Lâm Quân cứu. Hắc Thần Giáo là do anh diệt. Thì ra anh đều nói sự thật. Không thì làm sao anh biết bọn họ là người tiết lộ bí mật chứ? Bây giờ xem ra, anh đã biết được sự thật từ trong miệng giáo chủ STG. Lão thành chủ chó má gì? Chưa từng lộ mặt thì sao có thể đi cứu người? Sự thật rõ ràng. Thì ra Diệp Lâm Quân mới là người san bằng STG. Chẳng trách lúc trước anh nói Thành Vô Song không có tư cách chỉ dẫn cho con gái mình. Thì ra không có tư cách thật. Còn nói con gái của anh mà chịu ấm ức gì, anh sẽ san bằng Thành Vô Song. Tất cả mọi người đều nghĩ đó là trò đùa. Ai dè là thật. Nếu như anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp bằng Thành Vô Song, học. Nghĩ đến đây, mọi người lại càng nhung hăng nôn ra máu hơn. Rốt cuộc thì bọn họ đắc tội với nhân vật gì chứ? Quan trọng là, lúc trước anh không bị trói buộc bởi ước hẹn chúng thần. Hôm nay tôi sẽ không giết các người, nhưng các người phải tự lăn về nói cho mọi người biết sự thật. Bằng không, tôi sẽ thật sự giết người. Hắc Thần Giáo là một ví dụ. Diệp Lâm Quân đã nói như vậy. Ai dám không đồng ý? Cả bốn ngay lập tức quay trở lại Thành Vô Song. Trở về rồi, mau nhìn đi, bọn họ về rồi. Có người hô lên. Mấy người khác và Lý Tử Nhiệm đang sốt ruột lập tức bu lại. Cái gì, thế này? Khi thấy bốn người máu me đầy mình, dáng vẻ vô cùng chật vật, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào mà họ lại bị đánh? Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều không thể tin được. Theo lý mà nói, Diệp Lâm Quân bị đánh mới phải.
nhưng ngược lại là đám người Khương Tử Hào bị thương. Thật quá khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Lâm Quân đâu? Lý Tử Nhiệm hỏi ngay lập tức. Hoặc là Diệp Lâm Quân xảy ra chuyện. Hoặc là Diệp Lâm Quân không phải người bình thường. Vừa nghĩ Diệp Lâm Quân không phải người bình thường, còn có thể hành hung mấy người kia. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm lập tức thay đổi. Đám người Khương Tử Hào cũng không để ý, lập tức đi tìm Phó Phong Thu. Phó Phong Thu và đám người trong thành Vô Song lập tức tụ lại trên quảng trường. Là Khương Tử Hào yêu cầu anh ta làm vậy. Phó Phong Thu cũng rất khó hiểu, bọn họ định làm gì. Nói đi, các con làm sao? Vẻ mặt Phó Phong Thu vô cùng nghi ngờ. Bị trồ chỉ thấy bốn người Khương Tử Hào đột nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Khương Tử Hào khóc nói, sư phụ, chúng con sai rồi. Thật ra chúng con có chuyện lừa sư phụ và Thành Võ Sơn. Đám người kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Cái gì, các người làm sao? Phó Phong Thu hỏi. Sư phụ, thật ra ba của bé Quân nói không sai. Tin tức về bé Quân là do chúng con làm lộ ra, là chúng con đặc biệt nói cho giáo chủ STG. Khương Tử Hào thừa nhận toàn bộ trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ở đây như bị sét đánh, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thì ra Diệp Lâm Quân đều nói thật. Tất cả đều trách oan anh. Nhất là Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên, cơ thể đều run lên. Ba của bé Quân nói không sai, cũng con ghen tị với bé Quân. Đám người Khương Tử Hào nói ra toàn bộ ý nghĩ trong lòng. Cái gì, các người làm ta quá thất vọng, các người suýt chút nữa thì đã hủy đi tương lai của Thành Vô Song rồi. Dầm, Khương Tử Hào và ba người còn lại bị đánh bay ra ngoài. Bốn người các người giết hại đồng môn, ta không thể không trừng phạt. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trước tiên phạt các người đến giới luật đường nhận cực hình, phạt các người bế quan 10 năm, không cho, phép bước ra ngoài nửa bước. Phó Phong Thu cả giận nói. Tạ ơn sư phụ không dế mấy người Khương Tử Hào lập tức dập đầu. Từ nay về sau, các người đừng gọi ta là sư phụ nữa, tình nghĩa sư đồ của chúng ta chỉ đến đây thôi. Ta tuyên bố, Phó Phong Thu ta từ nay về sau chỉ có Diệp Lê Quân là đồ đệ. Lúc mấy người Khương Tử Hào chuẩn bị bị dẫn di, đại trưởng lão lên tiếng. Khoan đã. Đại trưởng lão đi tới chỗ mấy người, hỏi, chuyện có điểm bất thường, lúc trước các người không thừa nhận, còn hắt nước bẩn lên người Diệp Lâm Quân. Sao, hôm nay lại đột nhiên thừa nhận? Đúng vậy, tôi nghe nói rằng các người vừa đi cùng với Diệp Lâm Quân một chuyến. Khi trở lại, mặt mũi của các người đều bị bầm dập, còn tự thú nhận điều này. Nói đi, chuyện gì vậy? Tam trưởng lão cũng nói. Khi hai vị trưởng lão nói những lời này, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn sang. Thực tế thì mọi người cũng đang rất hoang mang. Đặc biệt là Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên. Họ đều muốn biết vừa rồi bọn họ gặp Diệp Lâm Quân đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại khiến mấy người Diệp Lâm Quân thay đổi như vậy? Việc Ria bảy đám người Khương Tử Hào tỏ vẻ xấu hổ, dường như không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Nói đi, nói chi tiết chuyện vừa rồi xảy ra với Diệp Lâm Quân. Phó Phong Thu gầm lên. Chúng con. Khương Tử Hào mím môi. Lý Tử Nhiệm nhìn chằm chằm bọn họ, hô hấp có chút dồn dập. Thành chủ, không xong rồi, nơi bọn họ vừa tới là gần mộ của lão thành chủ. Dường như là lão thành chủ ra tay, chung quanh đều bị san bằng. Đúng lúc này, thủ vệ bảo vệ cấm địa chạy tới hô lên. Miêu tả lại cảnh tượng chiến đấu đáng sợ. Rõ ràng là do cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 để lại. Phó Phong Thu cau mày. Các người tới gần khu mộ của lão thành chủ sao? Đám người Khương Tử Hào gật đầu. Hỗn lão, cấm địa của lão thành chủ là nơi mà các người có thể đi tới à? Phó Phong Thu quát to. Tôi hiểu rồi, nhất định là lão thành chủ đánh bọn họ thành thế này, cũng là lão thành chủ bắt bọn họ chủ động nhận sai. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Mọi người đều cảm thấy vậy. Dù sao thì Diệp Lâm Quân là một người bình thường. Làm sao có thể đánh bại một cường giả cấp chí tôn tầng thứ 3 như Khương Tử Hào được? Tuyệt đối là do họ muốn dạy dỗ Diệp Lâm Quân, cho nên lão thành chủ ra tay giúp đỡ. Vậy tôi có một câu hỏi, vì sao Diệp Lâm Quân lại chắc chắn tin tức là do bọn họ tiết lộ? Sao anh ta biết được? Có người đặt câu hỏi. Không phải rất đơn giản sao? Trước kia Diệp Lâm Quân làm gì? Mặc dù thực lực của anh ta không còn,
nhưng tin tình báo thì mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Đoán chừng sau khi anh ta biết bé Quân bị bắt đi, đã tới STG, cho nên mới có mùi của STG để lại trên người. Phó Phong Thu giải thích. Đúng, không sai, trên người bé Quân có thiết bị đo tìm, là chồng tôi làm. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Lâm Quân này cũng không phải người tâm thường, nhưng anh ta vẫn phải cảm ơn lão thành chủ. Ừ, đúng, cuối cùng đám người Khương Tử Hào phải chịu trừng phạt thành vô song hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Có điều các nơi trên thế giới thì không bình tĩnh chút nào. Đại quân liên minh lén lút triều bình gọi mã. Không chỉ vậy, họ vơ vét các loại tài nguyên trên khắp thế giới. Tất cả các nguồn lực có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu đều nằm trong mục tiêu của họ. Đặc biệt là một số vũ khí mạnh, thứ mà bọn họ ngấp nghé từ lâu. Một nơi nào đó trong một trang viên ở nước Chiếu Ưng. Jefferson, anh thực sự muốn đến Lạc Việt. Mấy người nhìn người đàn ông tóc bạc hỏi. Điều khiến cho tám người ta kinh ngạc chính là cả người của người đàn ông tóc bạc này đều là máy móc chế tạo. Cánh tay robot, chân robot, và thậm chí cả cánh của máy bay. Điều cốt yếu không phải là phủ một lớp máy móc, mà là hợp nhất máu thịt và máy móc. Ngay cả trái tim và nhiều khí quan khác của anh ấy cũng là máy móc. Anh ta chính là mang dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng điều này khiến anh ta trở nên siêu mạnh mẽ. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông tóc bạc đầy hưng phấn, cười nó phát hiện ra có một cục thiên thạch ở bảo tàng tại Giang Bắc của Lạc Việt, là vật thích hợp nhất để nâng cấp thân thể của tôi. Nếu tôi lấy được nó, sức mạnh của tôi sẽ tăng ít nhất 2 lần. Nhưng chủ nhân cố ý dặn dò bây giờ không được quấy phá Lạc Việt, để tránh đánh rắn động còi. Huống chỉ ngài đây là đi trộm đồ, rất nguy hiểm. Bên cạnh có người khuyên nói. Chấm, Jefferson giận dữ nói, phì, ăn trộm cái gì vậy? Tôi là đi lấy đồ được không? Sớm muộn gì Lạc Việt cũng là của chúng ta. Chẳng qua tôi tới lấy đồ sớm một chút thôi, sao có thể nói là ăn trộm? Đúng vậy, Lạc Việt sẽ nhanh chóng bị chia cắt. Khi đó đất đai, tiền bạc, tài nguyên và phụ nữ của Lạc Việt thuộc về chúng ta. Chúng ta thích làm gì thì làm đó, ha ha. Mọi người cười phá lên. Ngay sau đó, Jefferson lên đường đến Lạc Việt. Không bao lâu sau, trong trang viên, người đàn ông mặc áo khoác xây dựng đại quân liên minh liền đi tới. Cái gì, em trai của tôi đến Lạc Việt? Hóa ra người máy, Jefferson là em trai của người đàn ông mặc áo gió. Ai cho nó đi, bảo nó mau trở về đi, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Người đàn ông mặc áo khoác hét lên. Chủ nhân, ngài, Jefferson đã rời đi rất lâu rồi, không ai dám ngăn cản quyết định của ngài ấy. Đám người quỳ trên mặt đất, cả người run lên. Người mặc áo gió thở dài nói, làm bậy rồi. Nói đến Lạc Việt, không nói tới việc đánh rắn động cỏ, còn có thể nguy hiểm. Vậy thì chủ nhân phải làm gì bây giờ? Có lẽ ngài ấy cũng đã đến Lạc Việt rồi. Hay là chúng ta phái cao thủ đến đón ngài ấy về? Người mặc áo gió lập tức lắc đầu, không được. Một khi chúng ta động thủ, Lạc Việt nhất định sẽ cảnh giác cao độ, kế hoạch của quân đội liên minh chúng ta sẽ tan thành bọt nước. Chỉ, EO thể cầu nguyện rằng nó sẽ trở về an toàn. Nếu như nó bị bắt còn tốt, đến lúc đó lấy danh nước Chiến Ưng tạo áp lực, bảo Lạc Việt thả là được. Đã hiểu. Hãy liên hệ với các quan chức cấp cao của nước Chiến Ưng. Một bên khác, Diệp Lâm Quân rời thành vô song trở về Giang Bắc. Ở ngoại ô Giang Bắc, anh tình cờ gặp Jefferson, người vừa mới đến Lạc Việt. Ngoại tộc, cường giả cấp chí tôn. Diệp Lâm Quân nhếch môi cười. Lén lén lút lút. Tuyệt đối không làm chuyện tốt. Sau khi về đến nhà, Diệp Lâm Quân lập tức liên hệ với giám người Tiêu Phong. Nhanh chóng đến Giang Bắc. Theo dõi sát sao một người. Sau khi Diệp Lâm Quân ra lệnh, Tiêu Phong dẫn theo mấy người tới Giang Bắc, nhìn chằm chằm Jefferson. Buổi tối, Jefferson ngang nhiên đi vào bảo. Tàng Giang Bắc, anh ta liếc nhìn xung quanh, cười nói, sớm thôi, tất cả ở đây đều là của chúng ta. Lạc Việt của các người sẽ sụp đổ, tất cả phụ nữ và đàn ông sẽ trở thành nô lệ của chúng tôi. Vừa nói vừa cười, Jefferson bước vào viện bảo tàng. Trong tủ của một gian hàng, có một viên thiên thạch rất lớn. Đây là vào 13 năm trước, một viên thiên thạch đã rơi xuống Giang Bắc. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng khối thiên thạch này rất có giá trị và rất to lớn.
vì vậy, cho nên đã đưa nó vào viện bảo tàng. Tạch tạch tạch, cánh tay máy móc của Jefferson phát ra âm thanh, nắm đấm siết chặt. Bùm, rắc rắc, kính chống đạn bị anh, ta dùng một cú đấm cho nổ tung. Phải biết rằng đây là loại kính chống đạn được gia cố đặc biệt, ngay cả pháo cũng không thể phá vỡ. Anh ta lại chỉ dùng một quyền. Tít tít tít, cú đấm của anh ta kích hoạt còi báo động vang lên ầm ĩ. Nhưng, Jefferson không chút hoang mang lấy viên thiên thạch rồi rời đi. Dù cho còi báo động bị kích hoạt thì sao? Lũ sâu kiến này có thể ngăn được anh ta chắc. Điều khiến Jefferson ngạc nhiên là không ai đến ngăn cản anh ta. Toàn bộ bảo tàng trống rỗng. Một lũ rác rưởi, thật xứng với danh tiếng. Sinh dã là để làm nô lệ. Jefferson giận dữ nói khi không thấy có ai đến ngăn cản mình. Nhưng khi ôm viên thiên thạch đi tới cửa thì anh ta lìa ngây cả người. Bởi vì ở cửa, Tiêu Phong và mấy người nữa đã sớm chờ. Hay lắm, tên trộm cướp này lại dám tới Lạc Việt trộm đồ à? Tiêu Phong quát lớn. Ha ha, ăn trộm đồ sao? Là tao tới lấy được không? Lạc Việt sẽ sớm là của chúng tao. Những thứ này là của chúng tao. Ngay cả mẹ, vợ và con gái của chúng mày cũng là của chúng tao. Đám đàn ông chúng mày chỉ có thể làm nô lệ, và phải tranh giành, đồ ăn với, nhau như mấy con chó hoang. Jefferson cười lớn, không để đám người vào trong mắt. Sau khi nhóm Tiêu Phong nghe điều này, tất cả mọi người vô cùng tức giận. Nhưng Diệp Lâm Quân phía sau lại như có điều suy nghĩ. Tránh hết sang một bên cho tao, nếu không tao giết sạch chúng mày. Jefferson giận dữ nói. Thật sao, anh muốn giết hết chúng tôi à? Khí thế của mấy người Tiêu Phong vừa tỏa ra. Khuôn mặt của Jefferson lập tức thay đổi. Đều là cấp chí tôn. Đây là điều Jefferson không bao giờ ngờ tới. Năm cường giả cấp chí tôn cùng xuất hiện một lúc. Phía sau còn có rất nhiều cường giả ngụy cấp. Bắt lấy. Diệp Lâm Quân hạ lệnh một tiếng, đám người Tiêu Phong lập tức ra tay. Cho dù Jefferson rất mạnh, nhưng khi đối đầu với nhiều cao thủ như vậy, anh ta vẫn bị bắt lại. Dám chạy tới Lạc Việt trộm đồ, lá gan lớn đấy. Diệp Lâm Quân cười mỉa mai nói. Phi, một đám nô lệ, mau thả tao ra, nếu không chúng mày sẽ phải chết. Jefferson nổi giận mắng. Bốp, Diệp Lâm Quân hung hăng quất một bàn tay vào mặt Jefferson. Một tát này khiến Jefferson da chóc thịt bong, suýt nữa thì mất mạng. Di Jefferson trợn tròn mắt. Vừa rồi anh ta dùng dụng cụ dò xét quá, Diệp Lâm Quân chính là một người bình thường. Vì sao anh lại có sức lực khủng khiếp đến vậy? Sư phụ, nên xử lý thế nào? Tiêu Phong xin chỉ thị. Trước mắt bắt về, giam lại rồi nói sau. Trộm đồ trong viện bảo tàng là tội lớn. Diệp Lâm Quân nói. Jefferson nghe xong lập tức luống cuống. Các người không thể bắt tao, tao không trộm đồ. Còn nữa, đây vốn là đồ của tao, nhanh thôi Lạc Việt sẽ là của chúng tao. Một Jefferson hộ lớn. Bốp! Diệp Lâm Quân lại tát thêm một cái nữa lên mặt anh ta. Jefferson vẫn kêu gào như cũ, biết tao là ai không? Lập tức thả tao ra ngay, tao đến từ nước Chiến Ưng đây, đắc tội với tao thì chúng mày đều phải chết. Chúng mày có gì chứng minh là tao trộm đồ không? Jefferson cười đến cản rỡ. Mày ngu à, khắp nơi đều có camera giám sát kìa. Diệp Lâm Quân y võ vỗ vào mặt anh ta. Mày! Jefferson phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân. Dầm! Nhìn thấy tên nhãi này lườm mình, Diệp Lâm Quân lại nện một quyền lên mặt anh ta, máu tươi văng ra. Mày lại trừng tao nữa xem. Bốp! Còn trừng à? Bốp! Diệp Lâm Quân đấm liên tục mấy quyền xong, Jefferson đã hoàn toàn thay đổi. Dáng vẻ cũng ngoan ngoãn hơn. Anh ta hoảng sợ nhìn Diệp Lâm Quân. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Theo truyền thuyết, Lạc Việt là một đám phế vật. Mỗi kẻ ở Lạc Việt đều là đồ hèn nhát. Bị bắt nạt thì chỉ có thể nén giận, cái rắm cũng không dám thả mà. Sao anh ta toàn gặp mấy kẻ khủng bố thế, ngay cả người bình thường cũng ghê gớm thế này. Dám vung quyền đấm đá với một cường giả cấp chí tôn như anh Tết, điều này đáng sợ quái được rồi. Chúng mày có thể bắt tao lại, nhưng chúng mày sẽ phải thả tao ra nhanh thôi. Jefferson cười. Anh ta biết Lạc Việt không dám gây chuyện. Một khi người của anh ta biết, nhất định sẽ thông qua nước Chiến Ứng tạo áp lực cho Lạc Việt. Vì để dàn xếp ổn thỏa, Lạc Việt tuyệt đối sẽ phải thả anh ta ra.
Trước sau đều là như thế, mỗi lần Lạc Việt không muốn gây sự đều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên, Jefferson không lo lắng chút nào. Thậm chí khóe môi còn cười khẩy một cái. Có chút ngang ngược nhìn Diệp Lâm Quân. Nói nhảm quá nhiều. Bốp, bốp, bốp. Diệp Lâm Quân lại cho Jefferson một trận đấm đá. Tao đầu hàng, tao đầu hàng, tao phục rồi, phục rồi. Mặt của Jefferson cũng không phải làm bằng máu móc, đá là máu thịt thực sự. Dưới đòn tấn công của Diệp Lâm Quân, đã sớm máu me be bét. Anh ta chịu không nổi. Dẫn về. Cuối cùng, đám người Tiêu Phong liền dẫn Jefferson về nơi ở của Diệp Lâm Quân. Dùng một cái lồng sắt lớn giam anh ta lại. Chúng mày giam tao trong lồng như giam chó thế này à? Chúng mày. Jefferson đang định chửi bới, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lâm Quân thì lập tức im lặng. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được thả anh ta đi. Diệp Lâm Quân hạ lệnh. Nước chiến ưng. Mọi người nhanh chóng biết tin Jefferson bị bắt. Người đàn ông mặc áo khoác đập nát cái bàn, tôi đã nói là đừng làm loạn. Lần này thì hay rồi. Suýt chút nữa thì bỏ mạng. Chủ nhân, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải cứu ngài. Jefferson về đã, máy tên người hầu nói. Nhanh chóng thông báo cho nước chiến ưng, bảo bọn họ cho người đến Lạc Việt đưa người về. Người đàn ông mặc áo khoác nói. Rõ, chúng tôi lập tức đi làm. Chủ nhân tra được rồi, trước mắt ngài Jefferson bị Diệp Lâm Quân cầm tù ở Giang Bắc. Bọn họ nhanh chóng tra được vị trí của Jefferson. Người đàn ông mặc áo khoác đứng bật dậy, cái gì? Diệp Lâm Quân, bây giờ anh ta chỉ là người bình thường, không có bất kỳ chức vụ gì cả, anh ta dựa vào cái gì mà dám giam em trai tôi? Người đàn ông mặc áo khoác lập tức nở nụ cười, như vậy thì dễ làm rồi, nếu như vệ binh Viêm Long giam giữ, có lẽ còn có chút phiền phức. Nhưng một người bình thường lại dám giam giữ, còn đánh em trai tôi bị thương. Không chỉ đón người về, chúng ta còn phải cắn ngược lại một cái, bảo bọn họ bồi thường với xin lỗi đúng vậy. Chúng ta nhanh đi làm thôi. Jefferson bị giam trong lồng, một mực nhìn chằm chằm vào biệt thự. Anh ta thề nếu đi ra ngoài được, nhất định sẽ hung hăng trả thù Diệp Lâm Quân. Người nhà của anh ta sẽ chết hết. Nhất là người phụ nữ của Diệp Lâm Quân. Lúc này, Diệp Lâm Quân đang cho chó ở lông bên cạnh ăn. Điều này càng khiến Jefferson tức giận hơn. Anh ta còn không bằng một con chớ. Anh ta giận muốn mắng vài tiếng, nhưng mà không dám. Chỉ có thể nắm chặt tay thành đấm, nhìn Diệp Lâm Quân. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng bước chân vang lên. Đám người Tiêu Phong tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư phụ, con. Tiêu Phong có chút do dự. Nói. Diệp Lâm Quân tiếp tục cho chó ăn, cũng không buồn ngẩng đầu lên. Chỉ e là chúng ta phải thả anh ta ra thôi. Tiêu Phong nhìn thoáng qua. Jefferson trong lồng sắt. Nghe được họ muốn thả mình, Jefferson lập tức vui ra mặt. Ha ha ha, tao đã sớm nói rồi, chúng mày phải thả tao ra. Chờ tao ra ngoài được, chúng mày sẽ biết tay. Jefferson lập tức lớn lối. Im mồm. Giọng nói lạnh băng của Diệp Lâm Quân truyền tới. Jefferson lập tức ngoan ngoãn im lặng. Vẫn nên nhịn, nhịn thêm một chút. Tôi đã nói là không thả. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Vẻ mặt Tiêu Phong trở nên khó xử, nhưng mà vệ binh Viêm Long ra lệnh, bảo chúng ta thả anh ta ra ngay. Nói bây giờ sư phụ chỉ là một người bình thường, không có quyền giam giữ anh ta. Sư phụ làm vậy là trái với quy tắc. Bây giờ nước chiến ưng đang rất tức giận, thậm chí muốn dùng chuyện này để chèn ép Lạc Việt. Vệ binh Viêm Long ra lệnh cho chúng con nhanh chóng thả người. Nghe Tiêu Phong nói, Jefferson lại càng thêm đắc ý. Lạc Việt quả nhiên là một đám rác rưởi. Kẻ trộm đồ đáng lẽ phải bị bắt, còn phải ngoan ngoãn tiễn anh ta đi. Đúng là quá sung sướng. Sư phụ, nếu người không có ý kiến gì, con sẽ thả anh ta ra. Tiêu Phong nhìn DQS im lặng không nói, không nhịn được hỏi. Đồng thời vung tay lên. Mấy người cấp dưới liền muốn đến mở cửa sắt, thả Jefferson. Khoan đã. Tôi xem ai dám. Diệp Lâm Quân âm trầm nói dọa sợ tất cả mọi người. Ai cũng hoang mang nhìn anh. Sư phụ, con cũng chỉ là dựa theo quy định làm việc, người không có quyền và lý do giam giữ anh ta. Tiêu Phong nói. Diệp Lâm Quân đứng bật dậy, cả giận, anh hỏi tôi có tư cách và quyền lợi gì à? Tôi nói cho các người biết.
tôi là con dân bình thường của Lạc Việt. Bất cứ sự uy hiếp nào đối với Lạc Việt đều liên quan đến tôi. Đây chính là quyền lợi, cũng chính là tư cách. Diệp Lâm Quân nhìn về phía đám người Thiêu Phong, hô to, các người hỏi lý do à? Anh ta xông vào viện bảo tàng của Lạc Việt trộm đồ, xúc phạm tới quy củ của Lạc Việt chúng ta, đây chính là lý do. Chứng cứ vô cùng xác thực, phải bắt anh ta lại. Nghe Diệp Lâm Quân gào thét, đám người Thiêu Phong liền bị hù sợ. Không ai dám động đậy, cút nhanh lên, Diệp Lâm Quân không nhịn được hô. Thấy mấy người Thiêu Phong muốn đi, Jefferson lập tức sốt ruột. Này, các người không được đi, nhanh chóng thả tao ra đã, tao vẫn còn bên trong này. Keng keng keng. Jefferson dùng sức đấm vào lồng sắt. Tiếng động quá lớn, khiến cho đoàn người Thiêu Phong dừng bước lại. Ngay cả Diệp Lâm Quân đang cho chó ăn cũng đột nhiên đứng dậy, mở cửa lồng sắt ra. Dầm, một quyền liền đánh ngã. Jefferson trên đất. Bốp bốp bốp, Diệp Lâm Quân đè anh ta trên đất, không ngừng nên xuống. Đánh cho máu tươi văng ra. Jefferson điên cuồng kêu thảm. Chưa nói đến việc anh ta không dám đánh trả. Bây giờ thực lực của anh ta bị phong bế, không thi triển nổi một chiêu. Chỉ có thể bị đánh. Nói thêm câu nữa thử xem. Diệp Lâm Quân đánh Jefferson suýt chết. Tôi xin tha, tôi xin tha. Jefferson nằm dạp trên đất cầu xin tha thứ, trong miệng hộc ra máu tươi. Jefferson không cách nào tưởng tượng được, một người bình thường lại có thể hung ác đến vậy. Còn để cho tao nghe được âm thanh của mày thì tao sẽ tháo cái vỏ sắt nhà mày ra. Diệp Lâm Quân trừng mắt nhìn. Jefferson bị dọa đến run lên. Máy móc trên người anh ta hòa cùng một thể với máu thịt. Nếu tháo xuống thì anh ta còn sống được sao? Các người nhìn gì, còn không mau đi đi. Diệp Lâm Quân trừng mắt nhìn mấy người Thiêu Phong. Bọn Thiêu Phong bị dọa đến lập tức rời đi. Nước mắt của Jefferson đều chảy ra rồi. Chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ thảm như vậy. Còn bị một người bình thường hành hạ. Anh ta không cách nào tưởng tượng được, vì sao một người bình thường lại khủng khiếp đến vậy, ngay cả đám cường giả cấp chí tôn đều phải nghe theo anh. Trong lòng anh ta chỉ có thể cầu nguyện mình mau chóng được cứu ra. Cái gì, Diệp Lâm Quân không thả người. Sau khi vệ binh Viêm Long biết tin, cũng cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, theo lý mà nói, người này không thể thả. Nhưng thứ nhất là ta không tổn thất gì, thứ hai là yêu cầu của nước Chiến Ưng, chúng ta muốn dàn xếp ổn thỏa thì nhất định phải thả. Diệp Lâm Quân có ý gì chứ? Đi, chúng ta tự mình tới thả người. Vệ binh Viêm Long Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm vội vã chạy đến Giang Bắc. Hai người nhìn thấy, Jefferson bị nhốt trong lồng giam thì sợ ngây người. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì phiền phức lớn lắm. Diệp Lâm Quân, anh đang làm gì vậy? Mau thả người đi. Anh biết anh ta là ai không? Nhân vật quan trọng của nước Chiến Ưng đấy, nhất định phải thả anh ta ra, đây là lệnh của vệ binh Viêm Long. Vương Định quát lớn. Cuối cùng cũng có thể ra rồi. Cuối cùng cũng báo thù được rồi. Vì Jefferson nhìn thấy người chủ sự tới thì lập tức hưng phấn. Diệp Lâm Quân ngồi tại chỗ, thản nhiên nói, chìa khóa lồng sắt ở đây. Diệp Lâm Quân chỉ chìa khóa cách đó không xa. Phùi. Di Jefferson thở dài một hơi. Cái tên này quả nhiên vẫn nghe theo lệnh của người ta. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm cùng nở nụ cười. Đám người Thiêu Phong thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Sư phụ cứ như vậy thả người. Hai người Nhậm Kiêu Phàm vui mừng hớn hở đi lấy chìa khóa, nhưng ta vừa mới chạm vào chìa, một tiếng vang như sấm sét truyền tới, tôi xem ai dám động. Hả? Tất cả mọi người đều ngây ra. Chìa khóa ở đó, nhưng tôi xem ai dám động vào. Diệp Lâm Quân đột nhiên nâng cao giọng, dọa đến mọi người ở đây đều run lên. Nhất là Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm, bắp chân cũng run lên. Nhậm Kiêu Phàm thu lại cánh tay cầm chìa khóa. Rõ ràng chìa khóa ngay trước mặt nhìn hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám có ý nghĩ vươn tay ra lầy. Đây cũng là khí thể của Diệp Lâm Quân. Một câu của anh, không ai dám động. Dù cho trong nhận thức của mọi người, anh là người bình thường. Diệp Lâm Quân, anh có ý gì? Chẳng lẽ chuyện của vệ binh Viêm Long mà anh cũng muốn nhúng tay vào sao? Vương Định run rẩy hỏi. Đây chỉ là chuyện của vệ binh Viêm Long thôi sao? Đây là chuyện của Lạc Việt, liên quan đến con dân Lạc Việt. Các người đi nhanh đi, có tôi ở đây, anh ta không có khả năng rời đi.
Các người không tỏ thái độ thay cho Lạc Việt thì để tôi làm. Lạc Việt ta không sợ bất kỳ kẻ nào hết, có ngoại bang phạm tội ở nước ta thì phải chịu hậu quả. Diệp Lâm Quân biểu lộ thái độ. Diệp Lâm Quân, anh điên rồi. Hôm nay tôi thực sự không tin, tôi cứ muốn mở lồng sắt thả anh ta đi đấy. Tôi xem anh có thể làm thế nào. Vương Định dứt khoát cầm lấy chìa khóa đi về phía lồng sắt. Anh có thể thử một chút. Diệp Lâm Quân cười. Răng rắc, Vương Định mở cửa lồng sắt, thả Jefferson ra. Ngài. Jefferson, bây giờ ngài được tự do, đồng thời an toàn rồi. Vương Định cười nói. Jefferson suýt chút nữa thì kích động đến phát khóc. Cuối cùng tự do rồi. Đúng lúc này, anh ta thấy Diệp Lâm Quân đi về phía này. Trong lòng, Jefferson cảm thấy thấp thỏm, sắc mặt đại biến. Anh muốn làm gì? Vương Định cảm nhận được sát khí đằng đằng của Diệp Lâm Quân, theo bản năng hỏi. Dầm, Diệp Lâm Quân không quan tâm đến anh ta, lập tức đạp một cước lên người. Jefferson. Dầm, lập tức đá anh ta văng xa 8 mét. Diệp Lâm Quân bước tới, đè. Jefferson lại đánh một trận. Jefferson kêu la thảm thiết. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm đều bị dọa sợ đến choáng váng. Không có sự đồng ý của tao mà dám rời đi à? Mày cho rằng tao không dám tháo vỏ sắt trên người mày à? Diệp Lâm Quân trợn mặt lên nhìn Jefferson tin. Tôi tin. Jefferson vội vàng gật đầu. Cút về. Diệp Lâm Quân mắng một tiếng. Jefferson mặt mày xám xịt quay về lồng sắt, còn đóng cửa thật kỹ. Việc này, Vương Định và Nhậm Kiêu Phong đều vô cùng hoang mang. Sao Jefferson lại bị Diệp Lâm Quân làm cho sợ đến thế? Anh là người bình thường cơ mài. Jefferson lại là cường giả cấp chí tôn. Đương nhiên Diệp Lâm Quân ra tay thật là điên rồi. Bọn họ thấy mà sửng sốt. Diệp Lâm Quân, anh làm càn. Anh dám đánh ngài, Jefferson. Anh cố ý muốn làm lớn chuyện đúng không? Đúng vậy, bây giờ vệ binh Viêm Long đã ra lệnh thả người, không mượn anh xem vào. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân là một người bình thường, sao có thể can thiệp vào chuyện của vệ binh Viêm Long? Anh đừng làm loạn, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ dẫn người đi. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm đều tỏ thái độ. Diệp Lâm Quân lại lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, phất tay, tùy, người ở chỗ này, các người cứ mang đi đi. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm lại tiến đến, lần nữa mở lồng ra. Ngài, Jefferson, chúng tôi hộ tống ngài đi. Hai người cười nói. Không không không. Chỉ thấy, Jefferson điên cuồng lắc đầu, cơ thể dùng sức co lại. Căn bản không dám ra. Đồng thời còn hoảng sợ nhìn Diệp Lâm Quân. Việc này, Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn. Qua đây, ngài, Jefferson, ngài ra đi. Tôi xem anh ta làm gì ngài. Hai người không tin Diệp Lâm Quân sẽ làm gì được họ. Nhậm Kiêu Phàm gọi. Vương Định cũng hét lên, Tiêu Phong, tất cả các anh đến và hộ tống ngài, Jefferson đi. Nếu Diệp Lâm Quân dám làm điều gì đó, các anh hãy ngăn cản anh ta lại. Chỉ là, Tiêu Phong và những người khác đứng bên ngoài, bất động như không nghe thấy. Tiêu Phong, anh làm sao vậy? Có nghe thấy không? Vương Định hét lên. Nhưng đám người Tiêu Phong hoàn toàn không có đáp lại. Tiêu Phong, anh. Vương Định muốn chửi mẹ. Nhưng xét về thực lực của Tiêu Phong, anh ta vẫn cố nhịn. Đây là chỗ của sư phụ. Chúng tôi nghe lời sư phụ. Các người muốn mang người đi thì tự mình mang đi. Tiêu Phong lạnh lùng nói. Các anh. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm tức muốn nổ. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Tôi đã đưa chìa khóa cho anh, người cũng cho các anh rồi. Mang đi không được lại trách tôi à? Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định thật muốn ói ra máu. Đây là chuyện gì chứ? Ngài, Jefferson, xin hãy tin tưởng chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ngài ra ngoài an toàn và đưa ngài trở về nước Chiến Ưng. Có chúng tôi ở đây, Diệp Lâm Quân sẽ không dám bắt ngài đâu. Hai người quyết định không thèm đếm xỉa tới. Nhất định phải đưa Jefferson ra khỏi đây. Có điều, Jefferson ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Lâm Quân. Giống như nhìn thấy ma quỷ vậy, cả người đều run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ không muốn. Anh ta không hề nghỉ ngờ, chỉ cần anh ta bước ra khỏi lồng sắt, Diệp Lâm Quân sẽ phá hủy hết máy móc trên người anh ta. Tôi không đi ra ngoài. Ở đây rất tốt, tôi sẽ không đi ra ngoài. Jefferson cũng tự mình đẩy Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định ra, rồi tự khóa cửa lại.
sau đó ném chìa khóa đi thật xa. Chuyện này, tôi, cả Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm đều không biết phải nói gì. Sao điều này có thể xảy ra được? Iverson sợ hãi trước Diệp Lâm Quân. Hai người Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định chỉ có thể thất bại và quay về. Nói với vệ binh Viêm Long mọi chuyện. Thực ra, cách làm của Diệp Lâm Quân cũng không sai. Bây giờ Lạc Việt của chúng ta đúng là vô cùng mạnh rồi. Đúng vậy, phạm tội ở Lạc Việt của chúng ta sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Tôi không thể nuốt được cục tức này. Hầu hết người của vệ binh Viêm Long đều đồng ý với cách làm của Diệp Lâm Quân, Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm ngay lập tức nói, những gì các người nói quả thực là không sai. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, chuyện có thể làm dịu thì nén làm dịu đi. Đúng vậy, hiện tại cường giả cấp chí tôn đã nhập thế, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, có thể không làm dậy lên xích mích thì nên tránh. Mọi người cũng cảm thấy những gì hai người này nói có lý. Báo cáo, Wiggin, sứ giả do nước Chiến Ưng cử tới, họ yêu cầu trực tiếp được dẫn người đi. Họ rất hung hãn, họ thậm chí còn muốn cướp người. Đúng lúc này, một báo cáo từ bên ngoài truyền đến. Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định, hai người đi đi. Đoán chừng sau khi nhìn thấy sứ giả của nước Chiến Ưng thì Diệp Lâm Quân sẽ thả người đi. Dù sao anh ta cũng là người thông minh, có thể nhìn rõ tình hình. Đúng vậy, hiện tại xung đột ở Lạc Việt là không thích hợp. Thực lực của chúng ta không đủ, chúng ta vẫn cần thời gian tích lũy. Vài giờ sau, Diệp Lâm Quân lại nhìn thấy đoàn người trở lại. Anh có chút sửng sốt. Tốc độ nhanh thật. Nhưng nhìn thấy một vài gương mặt người nước ngoài bên cạnh, anh đã hiểu. Đến dẫn người theo à? Diệp Lâm Quân hỏi. Đúng vậy, chúng ta tới đây dẫn người đi. Wiggin trả lời. Chìa khóa ở kia, tự mình mang người đi đi. Diệp Lâm Quân chỉ vào vị trí của chiếc chìa khóa. Điều này làm cho Wiggin và những người khác sửng sốt, Diệp Lâm Quân dễ nói chuyện như vậy. Không giống như những gì họ nói vừa rồi. Wiggin lấy chìa khóa và mở lồng sắt. Đi, Jefferson. Wiggin và những người khác mỉm cười. Điều này là quá dễ dàng. Làm gì có khó khăn như vệ binh Viêm Long đã nói, họ đã cố tình làm quá lên. Hả, chỉ là họ sửng sốt một chút, bởi vì Jefferson thu mình trong góc, không hề di chuyển. Jefferson đi thôi, chúng tôi tới đón NHL, Wiggin thúc giục. Chỉ là nước mắt của Jefferson chảy dài, kinh hãi nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân không nói chuyện, anh ta nào dám đi. Ngay cả khi các sứ giả của nước Chiến Ưng đến, anh ta cũng không dám. Hả, ý của anh là gì? Tại sao không đi? Đến, đi theo chúng ta, Wiggin bước tới để kéo Jefferson đi. Jefferson kinh hãi hét lên, không, tôi không thể rời đi. Nếu anh ta không đồng ý, tôi không dám rời đi. Jefferson không dám đánh cược. Nếu thực sự để Diệp Lâm Quân tháo đỡ thiết bị của mình, anh ta chỉ còn con đường chết. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Wiggin mới ý thức được vấn đề. Jefferson phải được sự đồng ý của Diệp Lâm Quân thì mới dám rời đi. Anh làm sao vậy? Không cho tôi dẫn người đi à? Wiggin trực tiếp hỏi Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nhấp một ngụm trà, cười nói, tôi bảo ông đưa người đi, tôi cũng giao chìa khóa cho ông rồi. Là tự anh ta không muốn rời đi. Vậy tại sao anh không rời đi? Mọi người đều nhìn Jefferson. Jefferson trông kinh hoàng và sắp khóc, tôi không dám. Tôi không dám rời đi nếu anh ta không tự mình nói chôn nhìn thấy. Jefferson sợ hãi như vậy, mọi người đều vừa tức vừa không biết làm sao. Quá làm mất mặt nước Chiến Ưng. Wiggin nhìn thẳng vào Diệp Lâm Quân, mau nói cho anh ta biết, anh đồng ý cho anh ta rời đi. Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định cũng bức xúc, Diệp Lâm Quân mau nói với ngài ấy đi. Bây giờ các sứ giả của nước Chiến Ưng đều ở đây rồi, chuyện nên dừng lại thôi. Nếu cuộc cãi vã tiếp tục, sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, anh từng là trọng thần của Lạc Việt, anh phải hiểu chứ. Nhanh lên, Diệp Lâm Quân đột nhiên tức giận, cái gì? Là ai đã làm sai? Chính anh ta đến Lạc Việt ăn trộm, bị chúng ta bắt được. Muốn bằng chứng, có chứng cứ, muốn lý do có lý do. Anh không nên bị trừng phạt sao? Chuyện này, Nhất Kiêu Phàm và Vương Định không nói nên lời. Wiggin tức giận nói, đó là chuyện của anh, tôi chỉ biết phải đưa người về thôi. Lập tức thả người cho tôi. Thế tôi cứ không thả người đấy thì sao? Không có sự đồng ý của tôi, anh ta có dám đi không?
Diệp Lâm Quân tức giận nói. Jefferson dùng mình sợ hãi khi nghe thấy điều này. Diệp Lâm Quân, anh quá tự phụ, anh có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là sứ giả do nước Chiến Ưng đặc biệt phái tới. Mau thả người ra, nếu không, anh chịu không nổi đâu. Nhóm người Wiggin đã thể hiện thái độ cứng rắn. Cần phải yêu cầu Diệp Lâm Quân thả người. Tôi quan tâm các người là ai. Anh ta đã phạm tội và phải bị trừng phạt. Nếu không, ông trời có đến cũng không được. Tránh ra, tất cả các người cút hết cho tôi. Họ ngang, Diệp Lâm Quân còn ngang hơn họ. Wiggin cũng đánh nhau, kéo Jefferson, tức giận nói, đi thôi, tôi xem ai dám ngăn cản. Người nào dám ngăn cản, là chống lại nước Chiến Ưng của chúng ta. Tôi xem anh ta dám đi không. Diệp Lâm Quân nhìn, Jefferson chăm chăm. Phịch, chỉ thấy, Jefferson quỳ trên mặt đất, van xin, các người đi đi. Đừng quản tôi. Muốn cứu ta, chỉ có chính miệng anh ta đồng ý mới được. Đây là cách duy nhất. Wiggin nhìn Jefferson một cách bất lực rồi giận dữ bỏ đi. Trước khi rời đi, ông ta nói với Diệp Lâm Quân, anh gặp rắc rối rồi, từ giờ anh sẽ là kẻ thù của nước Chiến Ưng. Diệp Lâm Quân, anh đã gây ra chuyện lớn rồi. Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định giận dữ bỏ đi. Diệp Lâm Quân không quan tâm, tôi chỉ thừa nhận sự thật. Anh lại cười với Jefferson đang ở trong lồng, yên tâm, tương lai một thời gian nữa anh sẽ bị nhốt trong đó. Sẽ không rời đi. Vâng vâng vâng. Vì Jefferson vội vàng gật đầu. Anh ta đường đường là cường giả cấp chí tôn, lại phải ở đây chịu đựng. Anh ta chỉ hy vọng rằng sau khi Wiggin trở lại, có thể mang quân tiếp viện đến. Hoặc để cho Diệp Lâm Quân khuất phục rồi thả mình đi. Hoặc sai một cao thủ đến, cưỡng ép đưa mình đi. Ngay cả sứ giả của nước Chiến Ưng cũng không đưa được người đi, điều này thực sự khiến vệ binh Viêm Long kinh ngạc. Không được, nếu Diệp Lâm Quân cứ như thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy, sứ giả của nước Chiến Ưng hiển nhiên rất tức giận, còn nói Diệp Lâm Quân sẽ gặp rắc rối. Nhậm Kiêu Phàm và Vương Định đều bày tỏ nỗi bất bình của mình. Tôi lại nghĩ Diệp Lâm Quân đang làm đúng. Có người đột nhiên nói. Hả, sao lại nói vậy? Mọi người lần lượt nhìn anh ta. Tôi cảm thấy càng là vào thời khắc thế này, càng nên kiên cường. Nếu chúng ta mù quáng nhượng bộ, sợ gây phiền phức, thì đối phương sẽ càng được nước lấn tới. Lần này thật là ngang nhiên ăn trộm thứ gì đó trong viện bảo tàng. Chẳng lẽ động đến phụ nữ Lạc Việt hay ngang nhiên giết người cũng bỏ qua sao? Bọn họ càng thêm nắm giữ tâm lý Lạc Việt không dám gây chuyện, vì vậy chúng ta càng phải cứng rắn, nhất định phải tỏ thái độ kiên quyết với bọn họ. Nghe đến đây, mọi người đều im lặng. Đúng, đúng vậy, chúng ta càng dung túng, chúng ta càng tỏ ra yếu đuối, ngược lại càng cho đối phương cơ hội lợi dụng. Lạc Việt chúng ta không chủ động gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, chọc thì chúng ta sẽ đánh người. Phát ra thông báo, Jefferson sẽ bị xử phạt vì vi phạm các quy tắc của Lạc Việt. Khi tin tức trừng phạt Jefferson được đưa ra, Diệp Lâm Quân mỉm cười hài lòng. Đây mới là vệ binh Viêm Long mà anh quen thuộc, là Lạc Việt mà anh biết. Cứng rắn. Người ta đến cửa khiêu khích. Sợ con khi. Chỉ cần đánh thôi. Cuối cùng, Jefferson đã phải ngồi tù 10 năm, cũng bị hủy bỏ một thân thực lực. Răn đe. Cảnh báo những ai có ý đồ xấu về Lạc Việt thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Sau khi nghe tin này, nước Chiến Ưng hoàn toàn tức điên. Không ai nghĩ rằng cuối cùng vệ binh Viêm Long sẽ đứng về phía Diệp Lâm Quân. Cường ngạnh như thế, bây giờ có tạo áp lực cũng vô ích. Trong biệt thự, người mặc áo gió nghe tin. Hoàn toàn tức giận. Hỗn láo, hay cho một cái Lạc Việt, dám đối xử với em trai của tôi như thế này. Các người là đang ép buộc tôi. Chủ nhân là lỗi của chúng tôi. Hai quản gia quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy. Đôi mắt của người mặc áo gió dần trở nên tối đi. Sao các người không trông chừng tốt em trai tôi? Người đàn ông mặc áo gió đặt tay lên đầu họ. Ấp, áp, khí đen lượn lờ trong tay anh ta bắt đầu hút lấy đầu của hai người, có thể thấy rõ ràng luồng khí bị hút ra. Cả hai hét lên như lợn bị chọc tiết. Chẳng bao lâu cơ thể của họ bắt đầu teo lại và già đi. Phịch, phịch, cuối cùng chỉ còn lại hai bộ xương được bọc trong quần áo rơi xuống đất. Máu thịt đã bị hút khô. Những người còn lại quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy.
thật sự quá đáng sợ em trai, đừng lo lắng, quân đội liên minh sẽ sớm tấn công Lạc Việt, đến lúc đó anh sẽ cứu em ra. Khi ấy Lạc Việt sẽ là của chúng ta, em muốn làm gì thì làm. Người đàn ông mặc áo gió nhìn về phía xa xăm. Còn có Diệp Lâm Quân, tôi nhớ cái tên này rồi, kết cục của anh ta sẽ cực kỳ thảm bại. Điện Hải Vương đồng loạt xuất hiện, đúng rồi, trọng điểm tiếp theo phải liên hệ với cường giả cấp chí tôn ở Lạc Việt. Còn có xung quanh đảo phía đông, Tinh Quốc và các cường giả cấp chí tôn ở các khu vực khác. Đến lúc đó tôi muốn Lạc Việt trong ngoài tan rã, làm cho Lạc Việt không còn một nơi nào là an toàn cả. Người đàn ông áo gió lộ ra một nụ cười điên cuồng. Đến lúc đó, các cường giả cấp chí tôn tập kích lãnh thổ Lạc Việt, các khu vực xung quanh cũng là người của bọn họ. Ngắm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tăng nhanh tốc độ, nắm chắc thời cơ, đừng để Lạc Việt kịp phản ứng lại. Người đàn ông áo gió tiếp đó gia tăng tốc độ của đại quân liên minh. Ý đồ nhanh chóng công chiếm Lạc Việt, nhanh chóng giải cứu em trai anh ta. Hôm nay tôi muốn đi gặp một nhân vật quan trọng, giúp tôi chuẩn bị một chiếc thuyền. Nửa ngày sau, người đàn ông áo gió ngồi thuyền đi vào vùng biển mênh mông vô tận. Đây là khu vực được mệnh danh là biển quỷ, thời tiết thất thường, sóng gió mưa bão thường xuyên xảy ra. Tàu thuyền, máy bay phàm là đến gần nơi đây đều thường xuyên biến mất, vì vậy nơi này bị các nhà hàng hải liệt vào khu cấm địa, đánh chết cũng không dám đến nơi này. Thuyền trưởng và các thuyền viên nào biết tình hình như vậy, đều phát run lẩy bẩy. Chủ nhân, chúng ta vẫn là rời đi thôi, nơi này quá nguy hiểm rồi. Người đàn ông áo gió vẻ mặt bình tĩnh, anh ta cười nói, các người cho là tôi không biết đây là khu vực biển quỷ sao. Nhưng mà các người có biết không, khu vực biển quỷ giấu một cái điện hải vương. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Khu vực biển quỷ vẫn còn có người sinh tồn. Các người sợ là không thể nghĩ đến, đám người này quanh năm suốt tháng sống ở đây, có thể nói rằng, trong biển cả họ chính là vô địch. Điện Hải Vương đáng sợ nhất chính là bọn họ có cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6, khả năng không chỉ có một vị, cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5 có 7-8 vị. Những cái khác càng không thể tưởng tượng được. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như này càng tôi luyện ra các cường giả. Mọi người thở dài. Vì vậy tôi mới nói trong biển cả bọn họ chính là vô địch. Người đàn ông áo gió cười cười. Cho nên là chủ nhân, ngài đây là đến mời Điện Hải Vương tham gia đại quân liên minh sao? Ừ, đúng vậy. Người đàn ông áo gió gật đầu. Oanh ầm ầm. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên nổi lên giông bão. Những cơn sóng to lớn nổi lên tàn phá con thuyền. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bọn họ xuất hiện rồi. Người đàn ông áo gió trái lại nở một nụ cười. Anh ta vừa dứt lời. Oanh ầm ầm. Truyền đến một trận đất núi rung chuyển. Chỉ thấy đáy biển chậm rãi hiện ra một tòa cung điện cổ, chậm rãi trồi lên mặt biển. Cái này, Thượng Đế ơi! Ôi trời ạ! Tất cả mọi người đều sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi đây là dạng kiến trúc gì. Vậy mà lại từ trong biển trồi lên. Cuối cùng, người đàn ông áo gió cùng Điện Hải Vương gặp nhau, sau vài giờ thương lượng, đạt được mục tiêu nhất trí. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thánh Điện Tây Châu cùng Thánh Kiếm Điện cũng đáp ứng tham gia liên minh. Thiên Khải Hội và Cục Thiên Đu Án ở Bắc Châu cũng tham gia liên minh. Diêm La Điện ở Nam Châu cũng từ từ tham gia liên minh. Trước đó người bọn họ liên hệ đều là một người hoặc là 4-5 cường giả cấp chí tôn. Hiện giờ bắt đầu liên hệ với các thế lực lớn, ví dụ loại như là Điện Hải Vương, thế lực bọn họ càng mạnh. Lần này các cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 đều xuất hiện. Đây chính là tồn tại giống như một vị thần, cho dù là trong các cường giả cấp chí tôn cũng có thể tồn tại như một vị thần. Hơn nữa lại còn không ngừng gia tăng. Đây là điểm đáng sợ nhất. Không thể tưởng tượng nổi khi nhiều cường giả như vậy hội tụ lại một chỗ, sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì, thật là cỡ nào cường đại. Không khí đại chiến càng lúc càng đậm, làm cho người ta nghẹt thở nhất, chính là sự bình yên trước cơn bão. Mặc dù sức mạnh của Lạc Việt đang được tăng cường hơn nữa, các cường giả cấp chí tôn cũng đang tăng lên. Nhưng xét với tốc độ phát triển của quân đội liên minh, quả thực là hạt cát trong sa mạc trọng tâm của quân đội liên minh bây giờ không phải là số lượng các cường giả cấp chí tôn. Đó là bao nhiêu cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Cho đến bây giờ, Lạc Việt chưa hề xuất hiện một cường giả cấp chí tôn tân thứ 6 nào. Chứ đừng nói đến vệ binh Viêm Long có gì trong tay. Người duy nhất xuất hiện là lão thành chủ thành Vô Song, còn là một bộ xương khô.
Diệp Lâm Quân cũng không nhàn rồi. Qua những gì Jefferson đã, cộng thêm những phân tích về tình hình hiện tại. Anh nhận ra rằng mối nguy đang đến. Cho dù anh thất vọng tràn trề về vệ binh Viêm Long. Nhưng việc liên quan đến Lạc Việt, liên quan vùng đất dưới chân anh, và những người thân và bạn bè của bạn đều có thể bị đe dọa. Anh không thể không để ý tới. Ai dám phạm Lạc Việt thì phải đánh. Anh là một cựu chiến binh, nếu có một trận chiến, triệu anh tất về. Vì vậy, Diệp Lâm Quân cũng đang chuẩn bị. Anh đã bí mật huấn luyện một đội gọi là Hộ Long. Nó có nghĩa là để bảo vệ Lạc Việt và bảo vệ người dân. Ngoài ra, Diệp Lâm Quân cũng thôi diễn nhiều bài tập và kỹ năng chiến đấu phù hợp với các chiến sĩ của Lạc Việt. Có những người nhanh chóng nâng cao thực lực của họ trong một thời gian ngắn, và có những người chậm rãi tu luyện và tăng cường. Còn cung cấp một số đơn thuốc để tăng cường thể lực và thể chất. Tóm lại, anh đã làm tất cả những gì có thể. Những người như Tiêu Phong là không đủ. Tuy nhiên, anh thường sẽ chỉ điểm cho Tiêu Phong và những người khác. Cường giả cấp chí tôn như bọn họ càng ngày càng nhiều. Tiêu Phong là tiến bộ nhanh nhất. Nếu có đủ thời gian, anh có thể tự mình luyện chế thần dược. Dù sao lão giả cũng đã dạy cho anh y học cổ xưa, phương pháp châm cứu đã bị thất truyền từ lâu, và phương pháp tinh chế thuốc huyền diệu. Trong nháy mắt, lại một thời gian nữa tới. Lần này, Thành Vô Song đồng ý cho bé Quân trở về Giang Bắc trong 2 ngày. Diệp Lâm Quân đến Thành Vô Song vào sáng sớm. Bé Quân phát triển rất nhanh, cả về trình độ và phương diện thực lực. Tổng cộng gần 2 tháng, các kỹ năng của Thành Vô Song cô bé đều đã học được 7, 8 phần. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên đã là tông sư cấp cường giả. Điều này nằm trong dự đoán của Diệp Lâm Quân. Vốn dĩ tài năng của hai người đều tốt, cộng thêm việc anh đã đặt nền móng tốt cho họ. Cho nên sẽ được cải thiện nhanh chóng. Trước khi bé Quân rời đi, chúng tôi muốn dẫn con bé đến một nơi, anh cũng đi theo đi. Thái độ của Phó Phong Thu rất lạnh nhạt. Được. Diệp Lâm Quân đi theo mọi người đến khu vực lân cận nghĩa trang của Lão Thành Chủ. Mục đích của bé Quân đến đây là để cảm ơn Lão Thành Chủ. Nếu không nhờ có Lão Thành Chủ thì không biết bây giờ con bé đang ở đâu. Phó Phong Thu nói. Sư phụ, con hiểu rồi. Bé Quân ngoan ngoãn quỳ xuống. Lý Tử Nhiệm gật đầu, đúng vậy, con nên cảm ơn Lão Thành Chủ. Chính ông ấy đã cứu con. Lý Tử Nhiệm nói xong thì cũng muốn quỳ xuống. Diệp Lâm Quân kịp thời giữ chặt lấy cô. Tại sao lại quỳ? Một cái xác chết có gì hay mà quỳ? Diệp Lâm Quân cười lạnh nói. Diệp Lâm Quân, anh nói nhảm cái gì vậy? Lão Thành Chủ không chết, cũng không phải thây khôi. Đúng vậy, nếu Lão Thành Chủ là xác chết, thì ai đã cứu bé Quân chứ? Mọi người ngay lập tức phản bác lại Diệp Lâm Quân. Bé Quân đương nhiên là do tôi cứu, không có liên quan đến Lão Thành Chủ này cả. Các người không thể để một xác chết phá đất mà lên được, được không? Diệp Lâm Quân cười khinh thường. Diệp Lâm Quân, anh quá hỗn láo rồi. Lão Thành Chủ đã cứu con gái anh, vậy mà anh lại ăn nói lỗ mãng như thế. Anh cũng nên quỳ xuống lạy tạ Lão Thành Chủ đi. Quỳ xuống mau. Mấy người Phó Phong Thu thúc giục nói. Ngay cả Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên cũng cảm thấy rằng mọi người đã đúng. Cũng giống như lần trước Thục Thiên Vương đã cứu được bé Quân, lần này Lão Thành Chủ cứu bé Quân. Diệp Lâm Quân làm ba thì nên quỳ xuống và cảm ơn người ta. Hạo Quân, anh quỳ xuống dập đầu cảm ơn đi, người ta là tiền bối, cũng đã cứu bé Quân. Hơn nữa, khi ấy anh cũng quỳ xuống cảm ơn Thục Thiên Vương rồi. Đây thì tính là cái gì? Nghe vậy, Diệp Lâm Quân ngây cả người anh quỳ xuống cảm ơn tên nhóc đó khi nào? Đệ tử của anh, dám bắt anh quỳ xuống. Rất nhiều người đã nhìn thấy, anh quỳ xuống trước Thục Thành Vương rồi, anh không cần phải cậy mạnh đâu. Vẻ mặt Lý Tử Nhiệm cực kỳ bất đắc dĩ. Cảm thấy Diệp Lâm Quân quá hiếu thắng. Rõ ràng là nhìn thấy sự thật. Thật ra lại không biết lúc trước cách quá xa, là Thục Thiên Vương quỳ xuống trước Diệp Lâm Quân mới đúng. Được rồi, không cần anh ta quỳ. Phiền phức, Phó Phong Thu lộ ra vẻ mất bé Quân nói cảm ơn thì để bọn họ rời đi. Tuy nhiên, Phó Phong Thu cũng cử một số lượng lớn các cao thủ đến bảo vệ bé Quân, suýt nữa thì anh ta cũng theo đi. Sau khi trở về Giang Bắc, ba nhà Lý, Trinh, Châu cùng với môn phiệt Tây Đường đều chuẩn bị yến tiệc hoành tráng để hoan nghênh. Pháo nổ vang trời, chiêng trống náo nhiệt. Bé Quân,
Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên là niềm hy vọng của mọi người. Không chỉ vì thân phận. Bây giờ thực lực của ba người đặt trong môn phiệt Tây Đường đều rất có phân lượng. Không làm chúng tôi thất vọng mà. Lê Nguyên và Nai Yên bây giờ đều là tông sư cấp cường giả. Hai người đúng là con trời, phương diện nào cũng không tệ. Muốn gì có đói bữa tiệc hôm nay là vì các người tổ chức. Mấy nhà đã cùng nhau tổ chức một bữa tối hoành tráng. Diệp Lâm Quân đến rồi à, anh ngồi bàn khác đi. Đây là chỗ anh có thể ngồi sao? Diệp Lâm Quân đang định ngồi cùng bàn với Lý Tử Nhiệm và những người khác, kết quả lại bị đuổi tới bàn khác. Họ cho là anh không đủ tiêu chuẩn. Cũng đúng. Trong mắt mọi người, Diệp Lâm Quân chỉ là một người bình thường. Không xứng đôi với Lý Tử Nhiệm như ánh mặt trời ban trưa chút nào. Tất cả phương diện đều không xứng. Đặc biệt là khi Lý Tử Nhiệm đã trở thành tông sư cấp cường giả, anh lại càng không đủ tư cách. Ba người bé Quân được xếp vào bàn quan trọng nhất. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Yên cũng hoàn toàn chấp nhận thân phận võ sĩ của mấy người Lý Tử Nhiệm, dù sao thời thế cũng thay đổi rồi, nhiều võ sĩ ẩn thế đã sống với những người bình thường. Ai ra, tôi đã nói con gái có bản lĩnh lớn. Lúc trước gả sớm quái. Trịnh Nhã Yên thở dài, cảm thán một tiếng. Tâm trạng của những người khác cũng như nuốt phải ruồi. Hiện tại, khoảng cách thân phận giữa Lý Tử Nhiệm và Diệp Lâm Quân ngày càng lớn, trong tương lai bé Quân lại càng có khả năng đứng đầu. Mọi người đều nhìn không được, nhưng lại không có cách gì. Diệp Lâm Quân cũng có cống hiến, nếu như không có anh ta thì sẽ không có thiên tài như bé Quân được sinh ra. Hoàng đế Tây Đường cười nói. Ha ha, đúng là như vậy, giá trị lớn nhất của cậu ấy chính là sinh ra bé Quân. Hoàng Hải Bắc cũng mỉm cười. Ha 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 han. Tất cả mọi người đều cười. Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long nghe được thì lập tức cười ngả nghiêng. Đóng góp lớn nhất của một người đàn ông chính là sinh con, ha ha ha. Diệp Lâm Quân, anh đã hoàn toàn làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi rồi. Anh đúng là không phải đàn ông, vậy mà bị biến trở thành công cụ để sinh con rồi. Mọi người đều nhìn Diệp Lâm Quân với ánh mắt coi thường. Khi Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều châm chọc khiêu khích Diệp Lâm Quân. Đột nhiên Diệp Lâm Quân đứng dậy, ngoắc ngón tay về phía hai người họ, các người ra đây một chuyến. Diệp Lâm Quân vừa nói xong. Toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc đều ngẩn người, không khỏi, cười nói, cậu nói chúng tôi sao? Chính là hai người, cút ra đây. Diệp Lâm Quân đứng dậy rời đi. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc nhìn nhau cười một tiếng, cũng đứng đây đi theo. Ai cũng không được theo tới. Hai người nói. Bọn họ cực kỳ hưng phấn, trước đó vẫn luôn bị Diệp Lâm Quân áp bách, giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay Diệp Lâm Quân là người bình thường rồi, bọn họ sẽ trả lại hết. Đi vào một chỗ hẻo lánh. Sao này Diệp Lâm Quân? Khó chịu, muốn đánh chúng tôi à? Hai người cười nói. Khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch lên nụ cười quỷ dị, ai cho các người lá gan nói tôi như vậy? Còn ai cho chúng tôi lá gan nữa? Diệp Lâm Quân, cậu còn tưởng rằng mình đang ở đỉnh cao à? Tự cậu phải thấy rõ ràng, bây giờ cậu chính là người bình thường rồi, còn muốn chúng tôi là trâu làm ngựa cho cậu à? Nực cười. Hai người cực kỳ khinh thường nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm bọn họ, vừa rồi hai người nói tôi là công cụ sinh con. Đúng vậy. Không phải đây là giá trị lớn nhất của cậu sao? Chúng tôi ngược lại hy vọng anh sinh thêm mấy đứa nữa, giống như bé Quân càng tốt. Đến lúc đó tất cả mọi người đều cúng bái cậu, mỗi ngày ngóng trông cậu sinh con. Ha ha ha! Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc cười vang. Người đã từng đứng trên đầu họ, bây giờ lại bị bọn họ khinh nhục. Đơn giản là quá đã. Các người cười gì vậy? Buồn cười như vậy sao? Diệp Lâm Quân hỏi. Buồn cười, đương nhiên. Ẩm Hoàng đế Tây Đường vừa mới nói được một nửa, một quyền liên hung hăng nện vào miệng ông ta. Học, trong miệng ông ta văng ra máu tươi, mấy chiếc răng toàn bộ văng tứ tung. Bốp bốp bốp, Diệp Lâm Quân tát liên tục mấy cái vào miệng Hoàng đế Tây Đường. Miệng của ông ta đều bị đánh nát. Diệp Lâm Quân, cậu làm gì vậy? Hoàng Hải Bắc cả dỡ gầm lên. Còn cả ông, dữ tời. Diệp Lâm Quân bước tới trước mặt Hoàng Hải Bắc trong chớp mắt. Sơ lên một cước, đá bay Hoàng Hải Bắc.
vùi một cước này suýt nữa thì lấy nửa cái mạng của Hoàng Hải Bắc. Hai người đều trợn tròn mắt nhìn. Đây là người bình thường sao? Mẹ nó, Diệp Lâm Quân vốn không phải người bình thường. Chỉ những người khác cho là vậy thôi. Các người dám nói với tôi như vậy? Diệp Lâm Quân hỏi. Không, chúng tôi không dám, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Hai người nằm dạp trên đất không ngừng dập đầu, sàn nhà cũng muốn nứt ra. Quản cho tốt cái miệng của hai người, đừng để tôi phải đập nát. Sau đó Diệp Lâm Quân rời khỏi bữa tiệc. Trong bữa tiệc, hả, ba người họ ra ngoài sẽ không có chuyện gì chứ? Ha ha, đoán chừng hai người đó đang dạy dỗ Diệp Lâm Quân đấy. Mọi người cười nói. Bà cụ và Ngô Thị Lan cười mỉa mai nói, Diệp Lâm Quân không biết điều, phải cho người ta giáo dục chút cũng tốt. Đúng vậy, nói anh ta là công cụ sinh con có gì sai sao? Anh ta cũng chỉ có chút giá trị đó. Trịnh Nhã Uyên cũng nói theo. Dựa vào địa vị của Lý Tử Nhiệm bây giờ, cách Diệp Lâm Quân ngày càng xa. Chí Nam Yên nhìn thấy Lý Tử Nhiệm lo lắng, không khỏi an ủi, chị dâu yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì anh ấy đâu. Đúng lúc này Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc cùng đi vào. Từ nay về sau, không ai được sỉ nhục Diệp Lâm Quân nữa. Hai người buông lời cảnh cáo. Bà cụ hoảng sợ lên tiếng, anh, miệng anh sao thế? Mọi người lúc này mới để ý tới miệng của Hoàng đế Tây Đường bê bết máu, sắc mặt trắng bệch. Cả Hoàng Hải Bắc cũng bị thương. Hai người này rõ ràng bị người ta đánh thương. Đây rốt cuộc là sao? Còn có Diệp Lâm Quân đâu? Sao không thấy anh? Sẽ không phải hai người này bị Diệp Lâm Quân đánh đấy chứ? Nếu đúng, vậy Diệp Lâm Quân chẳng phải là... Một ý nghĩ đáng sợ khiến cho mọi người đều kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy xuống cả người. Mồm miệng không sạch sẽ thì bị đánh, sao mọi người nhó giữ mồm giữ miệng? STDT lạnh lùng nói. Hiểu rồi. Mọi người đều thấp thỏm gật đầu. Không ai dám hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Buổi yến tiệc cứ như vậy mà kết thúc. Các người nói xem rốt cuộc có chuyện gì. Đám người nghi ngờ hỏi. Lý Ánh Nguyệt khinh bỉ liếc bọn họ, nói, cái này thì không rõ lắm, nhất định là do Thành Vô Song ra tay cảnh cáo. Đúng vậy, bây giờ địa vị của bé Quân ở Thành Vô Song quá cao. Diệp Lâm Quân là ba của con bé, Thành Vô Song đương nhiên sẽ che trời hiểu rồi, chẳng trách hai người kia đều bị đánh. Còn cố ý cảnh cáo tất cả chúng ta, ngay cả Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên đều cho là như vậy. Thành Vô Song quá coi trọng bé Quân. Trước đó, Diệp Lâm Quân lại nói năng lỗ mãng trước mặt Phó Phong Thu, vậy mà anh ta đều nói rõ Thành Vô Song bao dung anh. Sao có thể để cho ba của bé Quân bị người khác sỉ nhục được? Sau khi Lý Tử Nhiệm về nhà, cô nói, xem đi, Thành Vô Song lại giúp anh một lần, anh nên cảm ơn người ta. Hả, đầu tiên... Diệp Lâm Quân sững sờ. Ngay sau đó liền hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ lại hiểu lầm. Thôi tùy họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đúng rồi, hai hôm nữa Triệu Nguyệt Nga sẽ về, đến lúc đó em ở Thành Vô Song, anh dẫn cô ấy đến, lâu rồi em chưa thấy cô ấy, Lý Tử Nhiệm nhắc nhở. Lúc nhắc tới Tiêu Thấm, Diệp Lâm Quân cũng có vẻ hoảng hốt. Đúng là lâu rồi không gặp cô gái này. Vì Thành Vô Song cho hai ngày nghỉ ngơi. Cho nên Diệp Lâm Quân liền dẫn bé Quân đi chơi khắp nơi, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Lý Tử Nhiệm thì gặp lại bạn bè đã lâu không thăm hỏi. Còn đặc biệt liên hệ mọi người tới, tụ tập một bữa. Sau khi nhận được tin nhắn, Diệp Lâm Quân bế bé Quân tham gia họp lớp. Có rất nhiều bạn học đã lâu không gặp. Lại, tụ tập một chỗ, vẫn có cảm giác thân thiết. Cộc cộc cộc, đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Chỉ thấy một thân hình cao lớn xuất hiện. Anh ta âu phục dày da, khí thế hiên ngang. Mọi người nhất thời không nhận ra được. Cậu là Hứa Chính Kiệt sao? Lý Tử Nhiệm run rẩy hỏi. Cái, gì, là cậu ta? Vừa nghe tới cái tên Hứa Chính Kiệt, toàn trường đều xôn xao. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng giật mình không thôi. Hứa Chính Kiệt là bọn họ hồi cấp 3 và đại học của bọn họ, cho tới nay đều mang dáng vẻ mọt sách. Ngoại trừ thành tích học tập tốt, thì không có ưu điểm gì khác. Euro ó điều thời đại học anh ta là kẻ cuồng khoa học. Đam mê nó. Ngay cả nói chuyện cũng nói lắp bắp, nhất là khi nhìn thấy Lý Tử Nhiệm, càng không nói nổi một câu. Nhưng anh ta thích Lý Tử Nhiệm là chuyện mà mọi người đều biết. Trước đây, hình ảnh của anh ta thô kệch,
luộm thuộm, đầu đầy dầu, đeo kính gọng đen, dáng dấp cũng xấu xí, hoàn cảnh xuất thân rất nghèo khó, lại là một gia đình đơn thân. Không cô gái nào thích anh ta cả. Nhưng sau khi nhìn thấy anh ta của ngày hôm nay, thì cứ như thay mất cái đầu vậy, cả ngoại hình và khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Nếu không biết còn tưởng rằng đó là ngôi sao nhỏ nổi tiếng nào trên Internet. Hứa Chính Kiệt, cậu thay đổi nhiều quá. Vẻ mặt mọi người đều không thể tin được. Hứa Chính Kiệt mỉm cười, mọi người đều thay đổi nhiều hơn. Tôi chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài mà thôi. Hả? Diệp Lâm Quân sửng sốt. Điều này rất khác so với vẻ khúm núm trước đây của anh ta. Qua trò chuyện, mọi người biết được Hứa Chính Kiệt không hài lòng với ngoại hình của mình nên đã đến Tỉnh Quốc, nơi phát triển ngành phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mặt. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể thay đổi, không có gì phải giấu giếm chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Hứa Chính Kiệt bày tỏ quan điểm của mình. Chính Kiệt, bây giờ cậu đang làm gì? Có người hỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào một cơ sở khoa học và công nghệ, sau này thì làm một mình. Bây giờ tôi điều hành một đội anh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu là nghiên cứu và sản xuất vũ khí mới, có hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài. Khi Hứa Chính Kiệt nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nếu xét về thành tích thì Hứa Chính Kiệt chỉ đứng sau Lý Tử Nhiệm thôi đúng không? Lớp chúng ta có cậu và Lý Tử Nhiệm là có tiền đồ nhất. Cậu có biết võ sĩ không? Bây giờ Lý Tử Nhiệm là cường giả cấp chí tôn, là loại hủy thiên diệt địa đấy. Nào ngờ Hứa Chính Kiệt lại cười khinh thường, loại này võ giả này bị phóng đại rồi, công nghệ hiện đại cũng không phải không có khả năng đánh bại bọn họ. Làm sao có khả năng? Võ sĩ cấp chí tôn có thể cùng vũ khí hạt nhân, nhỏ cạnh tranh. Sau đó mọi người rơi vào cuộc tranh cãi. Diệp Lâm Quân cau mày. Anh mơ hồ cảm thấy Hứa Chính Kiệt không phải là người khoác lác. Thậm chí những gì anh ta nói là sự thật. Anh ta quá tự tin, xét từ thần thái, anh ta biết rất rõ về cường giả cấp chí tôn. Một người bình thường mà lại không thèm để ý tới cường giả cấp chí tôn. Điều này là quá đáng sợ. Nhưng Diệp Lâm Quân cũng không quan tâm lắm. Tan tiệc, Diệp Lâm Quân ôm bé Quân đi lấy xe. Lúc đi ra, Lý Tử Nhiệm và SCL vẫn đang tranh cãi. Lý Tử Nhiệm bực bội lên xe. Qua gương xe, Diệp Lâm Quân nhìn thấy đôi mắt u ám của Hứa Chính Kiệt. Hóa ra là Hứa Chính Kiệt lại tỏ tình với Lý Tử Nhiệm. Nói thẳng là không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, sẵn sàng chấp nhận bé Quân. Còn nói rằng Diệp Lâm Quân không còn xứng đáng với cô nữa. Điên rồi, trước kia khi còn đi học, Hứa Chính Kiệt là một người trung thực như vậy, làm sao bây giờ lại trở nên như thế này? Em thấy chút giống một con quỷ. Lý Tử Nhiệm vẫn còn tức giận. Diệp Lâm Quân gật đầu, anh cũng nghĩ vậy, có lẽ sự nghiệp của anh ta càng phát triển thì tính cách của anh ta cũng thay đổi. Thôi, chúng ta đừng nhắc tới anh ta nữa. Sau này em cũng không muốn gặp anh ta. Trong phòng họp của tòa nhà trăm tầng thuộc trụ sở của tập đoàn Tam Tỉnh, thủ đô của Tinh Quốc. Hôm nay họ tiếp một vị khách bí ẩn. Đừng nói mấy lời nhảm nhí, tôi chỉ muốn mời tập đoàn Tam Tỉnh gia nhập quân đội liên minh. Đây là danh sách những người và tổ chức đã gia nhập. Vị khách bí ẩn trao cho mọi người một danh sách bí ẩn. Cái gì? Tất cả đều tham gia. Khi họ nhìn thấy danh sách, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhao nhao hít vào một hơi lạnh. Tập đoàn Tam Tinh chúng tôi tham gia. Không do dự, tập đoàn Tam Tỉnh liền cân nhắc tới việc tham gia.